Khương Nhược Băng lúc này mới hồi thần lại, đối phương là Phong Hào Võ Đế, còn là sư phó Đường Tâm, một lời đã nói ra, mặc dù là người Đường gia sợ rằng cũng không dám vi phạm, nàng lập tức đại hỉ nói. Cảm ơn ngươi. Vậy nếu đã không bắt ta kết hôn, không còn việc gì nữa thì ta đi đây. Kính xin đại nhân thả chúng ta và Lý Vân Tiêu rời đi. Thả. Đằng Quang lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu đã thương đồ đệ của ta, mặc dù muốn thả, cũng phải phế tứ chi của hắn, đánh cho rơi răng đầy đất rồi mới thả. Trên mặt hắn hiện lên một tia sát khí, lạnh giọng nói. Đồ đệ vô năng, chỉ có thể để người sư phụ như ta tự mình xuất thủ thôi. Khương Nhược Băng vội la lên. Lý Vân Tiêu cũng là bị bất đắc dĩ, hắn hiện giờ ở nơi nào? Người đưa hắn đi đâu rồi? Đăng Quang cười nhạo nói. Bị bất đắc dĩ, Cát Hiên Tâm, hắn giờ phút này đang ở chỗ này, hảo hảo hưởng thụ buông lỏng gân cốt đấy. Thủy Tiên cả giận nói. Gạt người, nào phải buông lỏng gân cốt chứ, rõ ràng là dùng lực lượng năm tòa núi chấn áp hắn, ta thấy vẻ mặt hắn đang cực kỳ dãy giụa, hết sức thống khổ. Ha ha! Đăng Quang cười to nói. Nếu có thể chịu được, chính là thoải mái xoa bóp gân cốt. Chịu không được cũng chỉ có thể phấn thân toái cốt thôi. Ngươi xúc sinh, biến thái, sát nhân cuồng. Thủy Tiên kinh sợ dãy giụa, giơ kiếm phi chạm đến. Phanh! Đăng Quang nhẹ nhàng vung tay lên, liền lần nữa đánh bay nàng ra ngoài, cổ quái nói. Loại lực lượng này, ngươi là người ba ra sao? Đã biết rõ. Còn không mau thả Lý Vân Tiêu ra, hắn là bằng hữu ta, nếu không ta và cha ta đều sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Thủy Tiên tức giận uy hiếp, dùng tính cách của nàng, vốn không muốn lấy ra trưởng ra dọa người, nhưng giờ phút này vì Lý Vân Tiêu, cũng bất chấp nhiều như vậy rồi. Ha ha, quả nhiên là huyết mạch ba gia nha, ta rất chờ mong ngươi và cha ngươi không buông tha đấy, bổn tọa tùy thời xin đợi. Đăng Quang nhàn nhạt nói. Ngươi, tốt. Sắc mặt Thủy Tiên phát lạnh, cả giận nói. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Quanh thân nàng chấp động kim quang, trong miệng phun ra long ngữ cổ quái. Trên đỉnh Ngũ Chỉ Sơn, cuối tầng mây, trong chốc lát hiện ra hơn 10 đạo bóng đen cự đại lỗ lay động lấy, sau đó mãnh liệt nhổ ra hắc mang, lăng không đánh úp lại. Rầm 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 oanh, từng đạo hắc mang đánh vào trong tầng mây Ngũ Chỉ Sơn, chấn ra đạo đạo trận quang. Năm tòa ngọn núi đồng thời rung động lắc lư lên. Đăng Quang biến sắc, thiên địa tù lung này của hắn tuy rằng phòng thủ kiên cố, nhưng nếu so với Thái Mậu Huyền Âm Trảm Hồn trận của cự đại vẫn có vẻ không bằng, sợ rằng không chịu nổi hắc mang kia luân phiên công kích. Đang rung động lắc lư, đột nhiên ở trung ương ngũ phong đồng thời truyền ra lực chấn động cực lớn, ầm ầm như từ trong địa mạch tuôn ra, muốn thoáng cái nổi núi mà lên. Ánh mắt Đăng Quang ngưng lại, nhìn về phía sơn cố, trên mặt hiện lên vẻ hồ nghi, lẩm bẩm. Chẳng qua chỉ là võ đế bát tinh mà thôi, lực lượng từ đâu đến, không ngờ cường đại như thế. Hắn nhíu mày, liền nâng lên thu ra, lăng không mô phù, từng đạo kim quang bay lên, lập tức viết xuống 6 chữ khuê, ma, ni, bá, mế, vị to. 6 chữ kim quang lóe lên, chỉnh tề xếp đặt lại, hóa thành một tấm phù lật màu vàng phiêu đãng trên trời cao. Đăng Quang một tay kết ấn, lâm không điểm xuống, một đạo chỉ mang bắn vào trong phù lật. Cái phù kia lập tức một phần thành hai, hóa thành âm dương nhị sắc, âm phù bồng bềnh mà lên, hướng trời cao mà đi, dương phù đột nhiên hạ xuống, trực tiếp chấn vào trong sơn cốc. Ầm ầm, trên trời dưới đất đều chấn động, toàn bộ núi vây quanh chấn run lên một cái, liền an ổn lại, lực lượng nhổ núi phá địa kia cũng lập tức tiêu tán vô hình. Trên bầu trời cũng nhiều ra một đạo bình chướng, đạo đạo phá giới hắc mang đánh xuống, chấn lên đạo đạo ngũ sắc thần quang, 6 chữ khuê, ma, ni, bá, mế, vị không ngừng lập lòe trên không trung, khiến cho lực lượng cả lồng giam càng thêm kiên cố. Đều trung thực đi. Đăng Quang đứng chắp tay, vẻ mặt khoan thai. Cố gắng lên a. Thủy Tiên gấp đến độ dậm chân, lớn tiếng mắng. Cầm đám phế vật như các ngươi làm gì? Ngay cả mấy ngọn núi nho nhỏ cũng không phá được, nếu không dốc sức liều mạng thì về sau ta sẽ không chơi với các ngươi nữa đâu. Những thâm hải cự thú kia không biết là nghe hiểu, hay là bị cảm xúc của nàng lây nhiễm, thanh âm lắc lư lỗ không ngừng truyền đến, đánh càng thêm mãnh liệt. Rầm rầm rầm. Đăng Quang nhướng mày, nhìn đạo âm phù trên bầu trời chớp động bất định, cũng không biết còn có thể chống được bao lâu nữa.
Hắn đang do dự lấy, đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ hướng năm núi ở trong, vô tận đáy cốc ngóng nhìn mà đi. Một đạo âm thanh lạnh như băng từ phía dưới vang lên, trực tiếp truyền vào đám mây. Trung thực con em ngươi ấy. Ầm ầm. Dưới đáy cốc, sáu chữ Khuê, Ma, Ni, Bá, Mễ, Vị lóe lên, liền đột nhiên tan vỡ, dương phủ thoáng cái chấn bay lên, thiêu đốt trên không trung, hóa thành cho bụi. Sau đó toàn bộ trận quang hiện ra, hóa thành vô số phù văn rậm rạp chằng chịt, phức tạp dị thường, cũng theo đó rầm 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 đạo đạo nghiền nát. Rầm 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 phanh, vô số trận quang nghiền nát, một đạo kim mang phi thiên mà lên, bay thẳng trời cao. Trên mặt Đằng Quang lộ ra kinh hãi, nói. Kiếm khí như hồng. Trong kim quang tràn ra kiếm ảnh đầy trời, quét ngang trên không, sáu chữ âm phù trên bầu trời cũng xùy một tiếng phá vỡ. Ầm ầm. Phá giới hắc mang rơi xuống, cuối cùng nổ nát tầng mây, hướng Ngũ Chỉ Sơn Phong mà đi, đánh úp về phía Đằng Quang. Kiếm ảnh đìa trời vừa thu lại, hóa thành một bóng người, hai tay bấm niệm pháp quyết, thoáng cái diễn biến ra lôi giới, mãnh liệt chắp hai tay trước ngực. Trên một ngọn chỉ phong quang ảnh lượn lờ, mấy đạo lực lượng cuồng bá đến cực điểm đuổi theo nhau, từng cái đánh xuống. Đằng Quang sắc mặt như nước, đơn thủ khẽ lộn liền vỗ ra. Phanh! Một đạo phá giới chi lực đột nhiên tiêu tán dưới bàn tay hắn. Sau đó trưởng pháp tung bay, mỗi một cái đều đánh nát hắc mang kia, cả người đứng nguyên tại chỗ chưa từng nhúc nhích lấy chút nào, Quảng Lăng Cẩm Bào dưới sức mạnh to lớn kích động chợt tung bay. Oanh! Một mảnh lôi quang rơi xuống, hắn nhấc tay đập đi, chấn vỡ thành vạn đạo lôi đình, tản đi bốn phương tám hướng, khiến không gian Ngũ Chỉ Sơn xuất hiện đạo đạo dấu vết, từng cái nghiền nát. Trung tâm lôi đình lóe ra bóng người, hóa ra thân ảnh Lý Vân Tiêu, toàn thân màu vàng, ba đầu sáu tay. Hai tay trước người hợp lại, hét lớn một tiếng, một lớp long uy kích động ra ngoài, nhộn nhạo ở trước người Đằng Quang bị đánh tan ra, chuyển đi bốn phía thiên địa. Bốn tòa chỉ phong còn lại dưới sóng âm nghiền mát cũng kịch liệt rung động lắc lư, vô số đá vụn bay lên. Đây là Đằng Quang trong nội tâm cả kinh, sóng âm chi lực này mặc dù không thể tổn thương hắn, lại truyền ra một loại uy nghiêm chí cao vô thượng, cửu ngũ chí tôn, uy không thể phạm. Mà ngay cả tâm cảnh của hắn cũng rung động dưới long ngữ chân uy này. Lý Vân Tiêu sau khi hét một tiếng, đồng thời ba mặt pháp tướng trợn mắt tròn xoe, bốn tay giơ lên, trực tiếp nắm thành nắm đấm. Trên nắm tay vô số lôi quang không ngừng lập lòe, hai tay trước người tách ra, tay phải cầm chùy, ma ha cổ tự màu vàng biến ảo mà ra, tay trái bấm niệm pháp quyết, lôi phủ phiêu hốt bất định. Đằng Quang cảm thấy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy sau lưng Lý Vân Tiêu hiện ra bóng đen cực lớn, chậm rãi đứng thẳng lên, đỉnh thiên lập địa. Bóng đen kia cũng là ba đầu sáu tay, pháp tướng mở ra, sáu tay vươn ra, các loại hư ảnh binh khí lăng không mà rơi, bay vào trong sáu tay. Mặc dù chỉ là hư ảnh, lại tản mát ra khí tức khủng bố đến cực điểm. Tất cả cường giả trông thấy chiến đấu đều hoảng hốt, nhìn qua thần thông cự linh đứng trong tầng mây, giật mình khó có thể hồi phục. Đây là... Kỳ Thắng Phong càng run lên, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Lục đạo ma binh, đây là lục đạo ma binh. Nội tâm của hắn rung động lắc lư kịch liệt, cả người cũng nhìn không được lay động, giật mình khó có thể tự kiềm chế. Làm sao có thể, làm sao có thể như vậy? Hắn sao có thể hóa ra hư ảnh lục đạo ma binh được? Vô số dấu chấm hỏi thoáng cái tràn ngập trong đầu hắn, trong hai tròng mắt tuôn ra hào quang cực nóng, liếm lấy bờ môi khô khốc. Bạc Phú Kình nhìn không được hỏi. Sư tôn, thần thông này rất lợi hại sao? Kỳ Thắng Phong ân một tiếng, nói. Không nói đến thần thông, mà hư ảnh sáu kiện binh khí kia chính là tồn tại siêu việt thánh khí, được xưng là thiên thánh khí. Tồn tại siêu việt thánh khí, thiên thánh khí. Bạc Phú Kình lại càng hoảng sợ, kinh hãi nói. Cái gì là thiên thánh khí? Lý Vân Tiêu sao lại có thiên thánh khí? Hơn nữa còn sáu kiện. Kỳ Thắng Phong nhìn hắn một cái, nói. Giờ phút này rất khó nói rõ ràng, hắn cũng không phải có được sáu kiện thiên thánh khí, chỉ có điều có thể mượn tới một tia lực lượng của thiên thánh khí mà thôi, chính là sáu đạo hư ảnh kia. Bạc Phú Kình hoảng sợ không nói, chăm chú nhìn chằm chằm xa xa. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được bí mật này, lần đầu biết được trên thánh khí còn có tồn tại càng mạnh hơn nữa. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong trở nên vô cùng cuồng nhiệt, hai đấm siết chặt. Không cam lòng gầm nhẹ nói.
hắn nhất định đã dung hợp bộ phận ý thức ma chủ trong đầu, lúc này mới có thể mượn thiên thánh khí chi lực, ta được truyền thừa ma bộc nhất mạch a, vì sao loại chuyện tốt này không rơi vào trên người ta chứ? Đằng Quang kinh ngạc nhìn qua Lý Vân Tiêu trước mắt, còn có chân ma cự linh sau lưng, chợt nói. Khó trách đồ nhi ta không phải địch thủ của ngươi, quả nhiên kém không chỉ một đầu phố a. Lý Vân Tiêu mặt đầy ánh vàng, lôi điện đầy trời bắt đầu khởi động, lạnh giọng nói. Đằng Quang, nếu giờ phút này thu tay lại, chúng ta không thiếu nợ gì nhau. Nếu không ta sợ rằng tên tuổi anh hùng cả đời ngươi phải chôn cất ở đây đấy. Ha ha, khẩu khí thật lớn nha. Đằng Quang cười lạnh nói. Nếu ngươi có bản lĩnh để khiến tên tuổi anh hùng của ta chôn vùi, ta thật sự rất chờ mong đấy. Gương mặt Lý Vân Tiêu dưới lôi quang vô tận chớp động, trở nên âm trầm bất định, nhưng hai mắt như hàn thủy kia, lại sáng như sao trời, bình tĩnh dị thường. Ta biết ngay không thể khuyên được ngươi, như vậy tiếp nhận lửa giận của ta đi. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia kiên quyết, giơ mạnh tay lên, vô số lôi quang đều hội tụ trên cái búa kia, tuôn ra lôi hải vô biên. Toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong một mảnh lôi giới, không gian ngũ chỉ sơn đều nghiền nát, tất cả người thành hồng nguyệt thoáng cái đều hiện ra. Mỗi người đều hoảng sợ nhìn qua, chỉ thấy mình ở dưới lôi hải thanh sắc kia, một ít kim loại trên người cũng không tự chủ được bắt đầu bị tử hóa, chớp động lên điện mang rất nhỏ. Trần Phong và Lương Ngọc Y sắc mặt hoảng hốt, bọn hắn tự nhiên nhận ra chiêu này, chính là thần thông của lôi hổ hỏa báo ngày đó. Giờ phút này Lý Vân Tiêu toàn lực thi triển ra lại không chút thua kém. Ma ha cổ tự cực lớn lập lòe quay cuồng trên bầu trời, ẩn chứa lôi chi quy tắc vô biên, không ngừng diễn sinh biến hóa, dưới cổ tự dần dần hóa ra long hình, cửu ngũ chí tôn, giống như đúc. Mà chân ma pháp tướng cũng mở ra sáu tay, khắc tinh hoàn hiện ra ra, thoáng cái nhộn nhạo, hư ảnh lục đạo ma binh đều đầu nhập trong đó. Đồng thời sáu cánh tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Hư ảnh lục đạo ma binh chìm nổi bất định trong tinh hoàn, ma quang cuồn cuộn. Dị tượng lớn như thế dẫn tới võ giả toàn thành đều giật mình, mặc dù là đám cường giả Trần Phong cũng không tự chủ được bỏ chạy ra xa xa. Ai cũng biết kế tiếp tất nhiên là một kích kinh động thiên địa, thậm chí đủ phá hủy trọn thành Hồng Nguyệt. Đường Khánh cũng lộ vẻ mặt, cục diện đã triệt để mất đi khống chế, hắn thân là chủ nhân thành Hồng Nguyệt, giờ phút này cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hắn cắn răng một cái, liền thối lui trăm trượng, âm trầm bất định nhìn qua trên không. Giờ phút này dị tượng ngũ chỉ sơn sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn ngọn núi mà vương tọa Đằng Quang đứng là còn đâm thẳng đám mây, cùng thật thể thành Hồng Nguyệt trùng hợp cùng một chỗ. Ninh Khả Vân cả kinh nói. Lôi quyết và ma công thật cường đại, sợ là đã có lực lượng chống lại võ đế cửu tinh đỉnh phong, mặc dù là con gái cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Ninh Khả Vi thần sắc ngưng trọng, nói. Sáu kiện hư ảnh huyền khí trong tay chân ma cự linh cực kỳ cổ quái, cho vi phụ một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Chỉ hư ảnh đã có uy năng như thế, đó đến cùng là vật gì? Ninh Khả Vân kinh ngạc nói. Ta ngược lại không chú ý sáu kiện binh khí kia, phụ thân ngươi nhìn ma ha cổ tự kia, Lý Vân Tiêu tựa hồ đã hoàn toàn nắm giữ một chữ kia, thật bất khả tư nghị. Ninh Khả Vi nói. Lý Vân Tiêu thật sự rất mạnh, kẻ này quá mức nghịch thiên, đáng tiếc đối thủ của hắn là vương tọa Đằng Quang, nếu không đổi thành Đường Khánh thì có lẽ còn cơ hội thắng. Ninh Khả Vân nói, phụ thân muốn xuất thủ sao, có cần ta giúp đỡ không? Ninh Khả Vi cũng không trả lời, chỉ híp mắt dừng ở xa xa, hồ nghi nói. Lý Vân Tiêu cũng có thể minh bạch chênh lệch giữa hai người, hắn lấy đâu ra lá gan lớn như thế, dám chính diện đánh một trận với vương tọa. Ninh Khả Vân cười nhạt nói. Có lẽ là biết rõ không thắng chỉ bại, cho nên mới buông tay đánh cược một lần. Ân, ngươi nói có lý. Ninh Khả Vi nói. Nhưng ta cảm thấy cũng không đơn giản như vậy, có lẽ hắn còn có ý nghĩ của mình cũng không chừng. Ý nghĩ của mình, khanh khách. Ninh Khả Vân cười nói. Phụ thân nói đùa, một gã võ đế bát tinh, mặc dù có nghịch thiên thể nào, đối mặt với phong hào vương tọa còn có ý nghĩ gì chứ? Tối đa ngẫm lại hậu sự còn không sai biệt lắm, khanh khách. Nàng che miệng mà cười. Ninh Khả Vi không nói, cảnh giác nhìn chằm chằm vào xa xa, không buông tha bất kỳ một động tác nào của Lý Vân Tiêu cả. Trên đỉnh chỉ trụ, Đằng Quang dưới bức bách của lôi giới, cẩm bào tung bay, gương mặt cũng bị chiếu rọi lập lòe bất định. Có thể có dũng khí chính diện chống lại ta, điểm ấy cũng đủ để ngươi dương danh thiên hạ rồi.
Lý Vân Tiêu nói. Sinh tử há phải sợ. Một trận chiến mà thôi. Thủy Tiên và Khương Nhược Băng ở sau lưng Đằng Quang, sắc mặt kinh nghi bất định. Hóa Tu vội vàng hô. Sư muội mau tới đây, đừng đến quá gần hắn, nếu không nguy hiểm đấy. Trong mắt Thủy Tiên phát lạnh, quát. Sợ chết thì ngươi đi đi, trên đường đi đều cản trở ta, ngươi làm được gì chứ? Nàng giương lên đại kiếm, trên người nổi lên kim quang vô tận, hóa thành một chút phù văn bay tán loạn, phượng xí tử kim quan và ngẫu thi bộ vân lý cũng theo đó cộng minh lấy. Hóa Tu sửng sốt một chút, lập tức nổi giận không thôi. Trên trời cao đột nhiên lóe lên hỏa ảnh, một vòng đỏ tươi đột nhiên biến lớn, hóa thành phượng hoàng xoay quanh, từ từ đáp xuống. Phía dưới hỏa diễm dần hiện ra một đạo nhân ảnh, phi nghệ toàn thân yêu hóa, phượng vĩ thật dài mở ra, phượng hoàng kia lâm không rơi vào trên hai vai nàng, cơ hồ dung làm một thể. Đăng Quang đối với các động tác của hai người các nàng không thèm để ý tới, chỉ nhìn qua Lý Vân Tiêu nói. Võ đạo chi tâm của ngươi đủ để đạt được tôn trọng của ta, nếu ngươi đã không sợ chết, vậy bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi, ban cho ngươi chết dưới vinh quang tuyệt kỹ của ta. Khoác lác đừng nói trước, ta cũng không muốn đánh mặt của ngươi đâu. Lý Vân Tiêu dương mắt, ánh mắt như nước, một ánh mắt tựa hồ nhìn qua tang thương trăm năm, đôi môi khinh động, quát. Thiên kiếp, cửu tiêu lôi long, tan vỡ muôn đời. Hắn giơ lên tay phải lên cao, trên búa tách ra lôi quang vô tận. Cả người như lôi thần hàng lâm. Thanh long dưới ma ha cổ tự kia trong chốc lát hóa thành dữ tợn, dương nanh múa vuốt, vọt mạnh xuống từ trên trời cao. Những nơi long thân đi qua, một mảnh tan vỡ, không chỉ có thế, từng mảnh long lân, còn có long chi ngũ trảo, ở trong lôi giới vô tận cũng bắt đầu hóa thành màu tím. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trong trẻo nhưng lạnh lùng, ba đầu đều pháp tướng trang nghiêm, hơn nữa đều không ngoại lệ, trong sáu mắt đều có tử lôi thiểm động. Đây là, không chỉ mọi người hoảng sợ thất sắc, mà ngay cả Đằng Quang cũng rốt cục không cách nào bình tĩnh được nữa, khuôn mặt trẻ tuổi của hắn dưới ánh sáng tím chớp động chợt thất sắc, kinh hãi nói. Thái hư ngọc thanh tử phủ phạm thiên diệt thế thần lôi. Tử lôi. Xa xa Ninh Khả Vân cũng trợn tròn mắt, hoảng sợ nói. Làm sao có thể, tử phủ phạm thiên diệt thế. Ninh Khả Vi cũng hoảng hốt, thân ảnh khẽ động, muốn biến mất tại chỗ. Ninh Khả Vân cả kinh nói. Phụ thân, người muốn xuất thủ sao? Thân ảnh Ninh Khả Vi thoáng cái biến mất, thanh âm bình tĩnh mà lo nghĩ chuyển đến, nói. Không thật sự là tử lôi nhưng một trận chiến này quá kinh khủng, ta sợ thành Hồng Nguyệt khó giữ được, phải dùng càn khôn đại na di trận đưa bọn họ ra ngoài. Ngay khi thân ảnh Ninh Khả Vi khẽ động, trong thành Hồng Nguyệt cũng nổi lên ba đạo quang mang, đúng là đỏ vàng lam ba màu, cùng nhau lao vào phủ thành chủ. Đám người đứng ngoài xem đều kinh hãi, dưới lôi năng đầy trời kia, cảm thụ được trận trận thiên uy, như là thần phạt thế nhân, đánh xuống thiên kiếp. Ở dưới thiên uy xuống, nhân lực quả thật cực kỳ bé nhỏ. Hàn Quân Đình càng không nhịn được run rẩy lên, nàng lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi phát ra từ đáy lòng, người mình trước giờ luôn muốn gạt bỏ, rốt cuộc là tên yêu nghiệt thế nào chứ? Hô hấp Kỳ Thắng Phong cũng trở nên nặng nề, trong mắt chợt lóe tinh mang. Thầm hô trên người kẻ này có quá nhiều bí mật, nhất định phải bắt lấy khảo vấn mới được. Hô, làm ta sợ muốn chết, bổn tọa thật sự tưởng rằng tử lôi đến thế gian, thiếu chút nữa đã quay đầu bỏ chạy, thiếu chút nữa mất tên tuổi anh hùng rồi. Đăng Quang vẻ mặt âm trầm, hiển nhiên cũng cực kỳ giận dữ, lạnh giọng nói. Nhưng có thể làm được loại trình độ này, người coi như là thiên tài cổ kim hiếm có rồi, để tỏ vẻ đầy đủ tôn kính đối với ngươi. Tiếp ta một chiêu di thế sơ trần thần trận đồ. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thi triển ra trước người. Cả người thoáng một cái hóa thành màu ngọc lưu ly xanh biếc, đạo đạo trận quang hiện ra, quyết ấn lóe sáng, hai tay tung bay, quanh thân thoáng cái nhiều hơn trên trăm quang cầu màu xám, chìm nổi bất định. Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, biết rõ chiêu này lợi hại. Hơn nữa cũng hiểu rõ Đằng Quang đã chính thức xem hắn là đối thủ rồi. Nội tâm cũng không biết là mừng hay bi thương nữa. Chỉ là cũng không thời gian suy nghĩ, sau một chiêu dẫn long, chân ma cự linh cũng đột nhiên ra tay, trong ma tinh hoàn phát ra tiếng bong bong, thoáng cái bắt đầu trở nên cuồng bạo. Đằng Quang mặt không biểu tình, quyết ấn trong tay còn đang không ngừng thi triển, đầy trời đều là kim ảnh, tay áo bồng bềnh. Những quang cầu màu xám kia thoáng cái đột nhiên cởi bỏ, hóa thành nguyên một đám trận đồ cổ quái, không ngừng xoay tròn phóng đại.
các loại trận vân bên trong như nụ hoa nở ra, vậy mà diễn biến ra kỳ cảnh vô tận. Vân tiêu vũ tế, thải triệt khu minh, lại có hồ quang sơn sắc, thủy thanh sàn sàn. Vô số ấn quyết như gió mát bay múa, đằng quang dáng người tuyệt thế, đôi môi hé mở, ngâm nói. Nghê thường vũ bãi, hạo ba thiên lý, minh đáng loạn trụy, di thế sơ trần. Một câu vừa dứt, hai tay ấn xuống, vô số cảnh đẹp xung hợp trước mắt, hóa thành một bức đồ quyển, đột nhiên triển khai, vô số trận phù tuôn ra. Lôi long lên tiếng mà rơi, một đạo long ngâm kinh trời cao. Ầm ầm, long thân màu tím đều đánh vào trong trận đồ, bốc lên lôi quang vô tận, nhưng một vũng lôi hải nổ bung, hóa thành từng đạo lôi toàn màu xanh, tản khắp bốn phương tám hướng. Trong trận đồ kia dâng lên một đạo vòng xoáy thập tự bạch sắc, khoảng chừng vài mẫu, thoáng cái bổ ra lôi giới, thiên địa lập tức trở nên thanh minh. Chân ma pháp tướng đột nhiên hét lớn một tiếng, ba mặt đều trợn mắt tròn xoe, một đạo tinh tuyền bạo đột nhiên đè xuống, đánh lên quang toàn kia. Oanh! Vô số ma khí lập tức nổ bung, ma khí hướng khởi động khắp bốn phía, toàn quang thập tự thoáng cái ảm đạm xuống. Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, đột nhiên biến sắc. Hai đại chiêu mạnh nhất của mình lại không thể dung chuyển đối phương chút nào, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có cảm giác mất mát không hiểu. Khóe miệng đằng quang có chút giơ lên, trong mắt xẹt qua một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, quyết ấn trong tay biến đổi, lăng không điểm xuống. Toàn quang trên di thế sơ trần thần trận đồ lần nữa đại thịnh, giờ phút này toàn bộ giữa thiên địa đều tràn ngập lôi quang à ma khí, bị toàn quang càn quét liền trở nên thanh minh. Toàn quang bất diệt. Dưới ngón tay của đằng quang lượn vòng tới trên người Lý Vân Tiêu. Phi Nghê và Thủy Tiên kinh hãi, hai người đồng thời ra tay. Bát chân hỏa điệp. Phi Nghê một tay bấm niệm pháp quyết, bát điệp bay múa, đột nhiên đánh xuống. Nhân sinh khổ hải, quay đầu lại là bờ. Thủy Tiên cũng ngưng trọng, mở ra đại kiếm, vô biên khổ hải chi ý lan tràn. Thần hỏa cuồng bạo và kiếm khí chi quang đột nhiên đánh vào trước người đằng quang. Hào quang trên di thế sơ trần thần trận đổ lóe lên, trực tiếp hóa ra kết giới màu trắng, ngăn hai chiêu kia lại. Nguyên lực chấn khai hóa thành khí lãng, bắn ngược mà về, kích động trên trời cao. Cái gì? Hai người đồng thời kinh hãi, liên thủ, thậm chí ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không phá được, cái này còn đánh thế nào đây? Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, hoảng sợ liên tiếp lui lại trên không. Nhưng vô luận hắn thi triển thân pháp gì cũng không thể tránh thoát một kích toàn quang kia. Quang mang chói mắt xoay chuyển trên bầu trời, không ngừng càn quét, càng chém tới hai người trên bầu trời. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông này, đột nhiên ở giữa thiên địa thoáng cái lắc lư, tất cả mọi người cảm thấy không gian run lên, tựa hồ có một loại sức mạnh to lớn mênh mông tràn ngập càn khôn. Thập tự toàn quang vài mẫu kia đột nhiên run lên, trực tiếp trạch xuống dưới, chém qua bên người Lý Vân Tiêu. Ầm ầm, toàn quang chi lực chém lên mặt đất, lập tức liệt địa ngàn dặm, hào rộng khủng bố thoáng cái hiện ra, không thấy điểm đầu, sâu không thấy đáy. Lực chém này rung động nhân tâm, nhưng giờ phút này trong lòng tất cả mọi người hoảng sợ cũng không phải vì toàn quang, mà là vị trí không gian đã xảy ra biến hóa cực lớn, đã không phải là thành Hồng Nguyệt nữa, mà là một vùng hoang vu mênh mông. Chuyện gì xảy ra, lại là ảo thuật sao? Không, không có khả năng, loại địa thế này rõ ràng chính là hoang dã đông vực, chúng ta bị truyền tống đi ra rồi. Cái gì, vừa rồi không gian thoáng lắc lư, chẳng lẽ là... Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt, Đường Khánh cũng chấn động, nhưng lập tức đã hiểu được, trong mắt hiện ra một mảnh lo lắng. Ồ, Càn Khôn Đại Na Di trận sao? Không thể tưởng được Thành Hồng Nguyệt còn có trận pháp tuyệt thế như thế, có ý tứ nha. Trên mặt đằng quang hiện ra vẻ đăm chiêu, đồng thời điểm xuống trận đồ kiên. Một đạo bạch quang thoáng chốc hiển hiện, lần nữa xoay tròn biến hóa lên. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, biết rõ vừa rồi là vận khí tốt, tuyệt đối không thể xuất hiện một lần đại na di nữa, cả người lóe lên, liền trực tiếp thuấn di đến trước mặt đằng quang, đánh một chưởng vào di thế sơ trần thần trận đồ kia. Ân, tiểu tử thật can đảm đại, tuy rằng nhục thể của ngươi đủ mạnh, nhưng còn chưa đủ chống lại di thế sơ trần toàn quang của ta đâu. Đằng quang cười cười. Quyết ấn trong tay hơi biến, một ngón tay thay đổi phương vị, cũng chụp về phía trận đồ. Ầm ầm, đột nhiên một đạo rung mạnh vang lên, di thế sơ trần thần trận đồ hoảng hốt lắc lư, vậy mà bắt đầu vặn vẹo. Thập tự toàn quang hóa ra trước kia đột nhiên thoáng tiêu tan mất. Cái gì?
Đăng Quang trong lòng chấn động, chỉ thấy trong tay Lý Vân Tiêu hiện ra bốn màu sáng rọi, một tòa núi nhỏ trực tiếp nện lên trận đồ. Dẫn tới không gian không chỉ có sụp xuống, hơn nữa còn chuyển động về phía thần sơn sinh ra xoay tròn theo kiểu đinh ốc, toàn bộ hình thái trận đồ thoáng cái trở nên quỷ dị. Phanh! Rốt cục trận quang vỡ ra, toàn bộ di thế sơ trần thần trận đồ đột nhiên hóa thành ánh huỳnh quang lóe lên, thoáng cái tiêu tán giữa hai người. Đăng Quang mở lớn mắt, nhìn qua tứ sắc đầu xuất thiên trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu, tựa hồ khó có thể tin. Tiếp chiêu! Lý Vân Tiêu đột nhiên quát, năm ngón tay chụp lấy, nhiếp đầu xuất thiên vào tay, lại nện tới Đăng Quang. Đăng Quang phục hồi tinh thần lại từ ngốc trệ, nội tâm cực độ không tin, trực tiếp vươn tay phải ra đánh tới núi nhỏ kia, muốn xem thử ngọn núi này đến cùng là vật gì, vậy mà có thể đập vụn thần trận đồ của mình. Oanh! Quyền phong của hắn vừa mới chạm vào tứ sắc chi quang kia, sắc mặt liền đại biến, thầm hô không tốt, vội vàng thả người trở ra. Nhưng vẫn đã trễ, trên toàn bộ quyền cốt truyền đến tiếng ba nứt vỡ. May mắn hắn lui nhanh, chỉ nứt vỡ quyền cốt, không đáng lo ngại. Nhưng thế cũng đã đủ dọa người rồi, không chỉ có hắn, mà tất cả võ giả đang quan sát không ai mà không cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn cũng không biết tình huống như thế nào, chỉ trông thấy Lý Vân Tiêu một chiêu liền đánh lui vương tọa, hơn nữa tựa hồ còn bị thương đối phương. Không thể nào, giả dối a. Trần Phong trừng lớn mắt, ngoài khiếp sợ cực độ còn có hoảng sợ thật sâu. Ọt ọt. Thừa Hạo Miểu bên cạnh hắn đột nhiên nuốt thoáng một phát, nói. Không đúng, khẳng định không phải là một chiêu đánh lui vương tọa, quá vô nghĩa rồi, khẳng định là có khuất tất gì đó. Trần Phong lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, ngượng ngùng nói. Không nói đến một kích vừa rồi là sao, có thể giao thủ mấy chiêu với vương tọa, hơn nữa phá vỡ thần trận đồ của hắn, cái này, cái này. Thừa Hạo Miểu cũng thoáng cái thấy chán nản. Chỉ cảm thấy loại chênh lệch này sợ rằng cả đời cũng không rút ngắn được. Trần Phong lạnh lùng lườm Hàn Quân Đình, chỉ thấy nàng cũng hoàn toàn ngốc trệ ở đằng kia, trong hai tròng mắt thậm chí không có cả thần thái, như triệt để hóa đá vậy. Trường Tôn Vũ và Đường Khánh cũng cả kinh đổ mồ hôi lạnh, đặc biệt là người trước, vì hành vi của mình lúc trước mà thầm đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy mình đã phạm ngu xuẩn, hơn nữa còn là chuyện ngu xuẩn cực lớn. Càng khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Lý Vân Tiêu sau khi đánh ra một núi, cũng không dừng tay, mà lôi quang lóe lên, liền lấn thân tới, đúng là muốn đuổi theo Đăng Quang. Hắn giương sáu tay lên, các loại huyền khí đột nhiên nơi tay, thiên quang kiếm hạp xoay chuyển, 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm từng cái bay ra, kết trận trên không trung. Lại vẫn còn thủ đoạn, ngươi đến cùng thân mang bao nhiêu thần thông thế. Đăng Quang tuy rằng quyền cốt nát bấy, ngược lại cũng không tức giận, chỉ cảm thấy rất giật mình. 36 kiếm kia lăng không vẽ trận, tựa hồ diễn biến ra trận thế cực kỳ khủng bố, ngược lại khiến trong mắt của hắn sáng ngời, tựa hồ nhìn ra thứ gì đó, hoảng sợ nói. Cái này, đây là... Oanh! Đột nhiên bầu trời đè xuống, một cổ sức lực lớn đè tới hắn. Phanh! Thân ảnh Đăng Quang lập tức biến mất tại nguyên chỗ, phương không gian hắn đứng trước kia trực tiếp sụp đổ vỡ ra. Đó là... Mọi người đều cả kinh. Nhao nhao nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy trong một đoàn tường vân, một đầu thiên ngưu toàn thân màu bạc chậm rãi rơi xuống, dưới bàn chân dẫm mạnh, không gian chi lực cường đại chấn động ra, trong phạm vi trăm mẫu thoáng cái hiện ra vô số ô lưới, hóa thành mảnh ruộng. Ùm bò, ò. Thiết ngưu ngửa đầu kêu dài một tiếng, lung lay cái đầu, thân ảnh liền thoáng cái biến mất. Sau một khắc đã trực tiếp xuất hiện ở trước người Đăng Quang. Dùng song giác trên đầu đâm mạnh tới. Ánh mắt Đăng Quang lộ ra vẻ kinh dị, trực tiếp giơ chân lên, dẫm mạnh xuống đỉnh đầu thiết ngưu kia. Phanh! Toàn bộ không gian chấn động, thân hình thiết ngưu rung động lắc lư kịch liệt, trên đầu lõm xuống một dấu chân, nó phẫn nộ không thôi, gầm thét lên ùm. Ùm bò, ò, ùm bò, ò. Dưới chân tuôn ra một mảnh ngân quang, hóa thành trận hình tản ra bốn phía đầu thiết ngưu. Mặc cho nó giãy giụa thế nào đều tựa hồ không thể đột phá được lực lượng một cước này. Thiết ngưu sau khi vùng vẫy một lúc trên người lập tức hiện ra vô số trận pháp, rậm rạp chằng chịt, ngay cả trên hai sừng cũng chấp động trận quang, tạo nên gợn sóng, lần nữa húc tới. Trên mặt Đăng Quang lộ ra dị sắc, nhìn qua trận pháp đầy người kia, cả kinh nói. Thần khôi! Song giác thiết ngưu đột nhiên hóa thành xanh ngọc, phun bắn ra vô số hào quang. Đều bao phủ ở bốn phía Đăng Quang,
thoáng cái buộc chặt hắn lại. Sau đó trận quang thiết nghiêu cũng dần dần hóa thành màu xanh, toàn thân bắt đầu trở nên óng ánh thấu triệt. Quả nhiên là thần khôi. Đăng Quang đột nhiên trợn to hai mắt, lộ ra vẻ giật mình, còn có vẻ hưng phấn. Toàn thân hắn bị ánh sáng màu xanh trói buộc chặt, ngay cả một cước giẫm nát trên đầu bò, ngân quang chi trận cũng bị thanh mang tách ra, toàn bộ chân bị đẩy về, toàn thân hoàn toàn bị trói buộc lại như một cái bánh trưng. Siêu, siêu, xíu. Trên bầu trời kiếm quang bay múa, 36 kiếm khí của Lý Vân Tiêu thế như cầu vồng, thoáng cái hóa thành kiếm đồ cực lớn, chém mạnh xuống dưới. Hắc! Khóe miệng Đằng Quang dương lên, trên người phanh một tiếng, tản mát ra vô số ngân mang. Nắm tay phải càng đột nhiên nắm chặt, trên mu bàn tay hiện ra một cái trận pháp bát giác hồng mang, vô số linh khí dũng mãnh tràn vào trong đó. Đùng tiếng xương cốt hát truyền ra. Xương tay bị tứ sắc đầu xuất thiên đập vụn thoáng cái liền khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa chớp động ánh sáng trong suốt, sau đó năm ngón tay khẽ động. Phốc phốc, thanh sắc quang mang trói buộc lấy toàn bộ cánh tay phải thoáng cái tan rã ra, thân hình hắn khẽ động, theo đó là ánh sáng màu xanh trói buộc toàn thân sụp đổ. Chân phải đón lấy lực lượng thiết nghiêu húc tới, giẫm mạnh một cái khiến cả ngựa bay lên, như ngân điệp nhẹ nhàng nhảy múa vậy. Trên đầu thiết nghiêu đã mất đi lực đạp. Toàn bộ thân hình xông mạnh tới trước, trong miệng liên tục truyền đến tiếng gầm gừ. Phanh! Song giác thanh ngọc sắc của nó húc lên người Đằng Quang, chấn khiến hư không run lên. Thân hình Đằng Quang thoáng cái bắt đầu hoảng hốt, khóe miệng ngậm lấy nụ cười quỷ dị, liền hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tán. Suy 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 suy! Vô số kiếm quang bắn xuống, trực tiếp chọc vào, nhập khắp mặt đất, toàn bộ đều chém vào hư không. Xa xa Hàn Quân Đình toàn thân chấn động. Giật mình nhìn 36 kiếm cắm trên đất, hàn lóng lánh, chiếu rọi ra một mảnh lạnh lùng, tựa hồ dựa theo trận tự nào đó xếp đặt, lộ ra trầm tư rất nặng. 3. Một giọng nói vang lên, một cánh tay vỗ vào phân lưng thiết nghiêu, vuốt ve qua những thanh ngọc chi trận kia, chậc chậc khen. Đây nhất định là kết quả của thời thượng cổ, hiện giờ đã không có người nào có thể luyện chế ra loại thần khôi này nữa rồi, còn có những bán thần chi trận này, cũng chỉ thấy qua trên một ít tư liệu lẻ tẻ thôi. Thiết Nghiêu giận dữ thân hình run lên, những trận pháp kia vận chuyển lại, bắn ra vô số ánh sáng màu xanh. Đăng Quang cười nhạt một tiếng, dưới chân hư không dẫm bước, liền nhẹ nhõm tránh khỏi, năm ngón tay khép lại hóa thành lợi đao, cắt xuống chỗ cổ Thiết Nghiêu. Trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nói. Hôm nay ta sẽ phân giải ngươi ra, xem thử bên trong giấu bao nhiêu thần trận tuyệt thế đây. Xùy, tay nâng trưởng rơi. Trên cổ Thiết Nghiêu lập tức cắt ra một đạo ngân mang, trơ mắt ếch ra nhìn mình bị giải phẫu ra. Thiết Nghiêu tuy rằng cảm giác không thấy đau nhức, nhưng phẫn nộ không thôi, hai con người thoáng cái hóa thành đỏ bừng, bốn vó đạp mạnh, chấn khiến thiên địa hoàn vũ vang lên rầm rầm. Nó đột nhiên uốn éo cổ, song giác liền đâm ra sau lưng. Đăng Quang cười cười, thân thể lần nữa phân giải thành vô số ánh huỳnh quang tiêu tán. Khiến Thiết Nghiêu đâm vào khoảng không. Sau một khắc xuất hiện ở một bên đầu khác, lần nữa giơ tay phải lên cao. Ân, thân thể của hắn trì trệ, cũng không có chém xuống, mà cánh tay hất lên, nghiêng nghiêng chém về phía bên cạnh thân. Phanh, cổ tay chém vào trên tường đồng vách sắt, chấn lên hàn quang, đồng tử Đằng Quang hơi co lại. Chỉ thấy trong hư không hiện ra một đầu kim cương khôi lỗi, đang chặn lấy thủ đao của mình. Giơ lên ngân tiên lên cao cao đánh xuống dưới. Lại là một đầu thần khôi. Đăng Quang triệt để ngây ngẩn cả người, nhưng lập tức lắc đầu nói. Không đúng, đây không phải thần khôi. Thân ảnh hắn lóe lên, liền muốn biến mất tại chỗ, nhưng bỗng nhiên biến sắc, hai đồng tử đột nhiên phóng đại, bắn ra đạo đạo hàn tinh. Cái gì, đả hồn tiên? Đăng Quang hoảng sợ nghẹn ngào kêu lên, độn thuật của âm mình lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hơn nữa vô số ngân mang trực tiếp nhảy vào linh đài thức hải, bắt đầu tàn sát bừa bãi khiến đầu hắn cực kỳ thống khổ. Dám giải phẫu nghiêu của bổn tọa, đi chết đi. Linh Mục Địch nổi giận đùng đùng, trong mắt lớn như đậu xanh kia tuôn ra hàn mang ra, lao tới trước, cơ hồ dùng ra hết toàn bộ lực lượng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cũng ngưng tụ, quyết ấn trên hai tay hợp lại, 36 kiếm trên đất lập tức khí sông mây xanh, hóa thành một thanh kiếm hình cực lớn, ngưng tụ trên trời cao. Phi chạm xuống phía dưới. Đăng Quang đột nhiên giống to một tiếng, hai đấm trong nháy mắt nắm lại, toàn thân thoáng cái ngân quang sáng lạn, không thấy chân dung,
dùng hai tay chống lên trên không. Phanh! Nghịch hồn tiên trực tiếp đánh vào trên cánh tay hắn, vô số văn tự cổ quái thật nhỏ rậm rạp chẳng chịt bắn ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Đăng Quang và Linh Mục Địch bị từng vòng ngân quang bao trùm, trên đó vô số phù văn tối nghĩa bay lên, không ai có thể nhận ra được. Thân hình Đăng Quang vẫn không nhúc nhích, thật giống như bị giam cầm vậy, vô số ngân quang lưu chuyển, toàn thân như kim loại trạng thái dịch vậy, dung nhan khó phân biệt. Nhưng bốn phía không ai không phải là cường giả tuyệt đỉnh, đều nhìn ra trên mặt hắn lúc này đầy vẻ thống khổ, không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Sa Cầm Ạt Kỳ Thắng Phong càng ngưng trọng, như phủ một tầng băng xương vậy. Những phù văn dâng lên kia mặc dù là hắn cũng khó có thể phân biệt một hai, hắn dám khẳng định Hồ Lô Tiểu Kim Cương nhất định đã bị cường giả tuyệt thế phụ thể. Kiếm hình quét ngang mà đến trên trời cao cũng lập tức chém vào trong quang cầu màu bạc, chấn lên trên thân Đằng Quang. Rầm 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 phanh. Toàn bộ kiếm hình không ngừng sụp đổ, chấn lên vô số ngân quang. Thân hình Đằng Quang bị kiếm ý oanh tạc cũng theo đó vặn vẹo run rẩy, nhưng trên gương mặt thủy chung vẫn lộ vẻ thống khổ, tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm như nước, hắn biết rõ Đằng Quang thoáng chủ quang, lâm vào trong khí lực của nghịch hồn tiên, giờ phút này đang ở vào trạng thái linh hồn bị áp chế, chính là cơ hội ngàn năm một thuở, trôi qua tức thì. Quyết ấn trên tay hắn lại nổi lên, 36 kiếm đều bay lên, kết trận trên trời cao, trực tiếp phá không chém xuống. Linh Mục Địch cũng biết cơ hội khó được, cắn răng nâng tay trái lên, ba thoáng cái đánh tới, một đóa băng sắc tiểu hoa hiển hiện nơi lòng bàn tay. Tất cả lực lượng của hắn đều dùng ở nghịch hồn tiên, lực điều khiển băng sát tâm diễm lộ ra có chút chưa đủ, đóa hoa dần dần phóng đại, càng ngày càng tươi đẹp. Đồng tử Kỳ Thắng Phong đột nhiên co lại, sắc mặt vô cùng âm hàn, hai đấm siết lại, không ngừng có nguyên lực chuyển động trên người, tựa hồ có chút khó có thể ức chế muốn xuất thủ. Rầm 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 phanh, 36 kiếm rốt cục rơi xuống, thoáng một cái toàn bộ chém vào trong quang cầu, cân đối thoáng một cái nghiêng qua, trên kim loại chi thân trạng thái dịch của Đằng Quang bị chém ra vết kiếm, trong miệng truyền ra tiếng rên rỉ. Nhưng hai đồng tử cũng xẹt qua sầu khổ vô tận, lập tức khôi phục thanh minh. Linh Mục Địch lạnh lùng nhìn hắn, lạnh giọng nói. Đã chậm, đi chết đi, băng sát tâm diễm. Tay trái hắn đột nhiên chụp xuống. Lực lượng khủng bố lập tức đánh lên người Đằng Quang, hỏa diễm trong khoảnh khắc chấn nhập trong cơ thể hắn, thoáng cái nổ bung. Oanh! Bầu trời mọi nơi chấn động, tất cả mọi người lập tức hoảng sợ thất sắc, hoảng sợ nhìn qua. Chỉ thấy đóa băng diễm kia cũng không nổ bung, Đằng Quang chẳng biết lúc nào một tay hư nắm thành hổ chảo, hộ ở tâm khẩu, một cổ nguyên lực áp chế lấy băng diễm kia. Linh Mục Địch và Đằng Quang mỗi người một tay, đều là năm ngón tay hư nắm. Như hai mảnh cánh hoa của một đóa bạch hoa, lộ ra trạng thái A cân đối vi diệu. Cái gì? Linh Mục Địch hoảng hốt, đôi mắt nhỏ co lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào băng sát tâm diễm. Dù chưa nổ bung, nhưng bị lực lượng hai người áp chế nó đã trở nên cuồng bạo dị thường, hào quang càng thêm chói mắt, một khi sụp đổ thì uy lực sẽ tăng lên gấp đôi. Ngân quang toàn thân Đằng Quang thoáng cái tiêu tán, khôi phục thân thể bình thường, áo bào màu bạc đã bị cắt đứt thành vài đọng ở trên người. Càng có vô số đạo vết kiếm in trên da thịt. Càng có một đạo máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuôi xuống, sắc mặt tái nhợt, lại bình tĩnh như nước, nói. Có thể tổn thương ta thành ra như vậy, người rốt cuộc là ai? Phanh! Không đợi Linh Mục Địch trả lời, tay trái hắn đã vung lên, chân khai nghịch hồn tiên, sau đó bấm niệm pháp quyết trước người. Một đạo kim sắc trận chỉ từ trong quyết ấn bắn ra, diễn biến ở bên người. Ngưng ra vô số tiểu trận màu vàng, như từng lớp mạng nhện, lập tức dính chặt 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, cố định trên không trung không cách nào nhúc nhích. Kim quang trận tuyến kia còn đang không ngừng phi tốc mở rộng, toàn bộ vòng trời lập tức phủ kín trận phù rậm rạp chằng chịt, trong khoảnh khắc trong phạm vi ngàn trượng đều bao phủ dưới một trận pháp cực lớn, như là một mặt kết giới hình tròn, tràn ngập lực lượng khủng bố. Tất cả mọi người lấy làm kinh ngạc, muốn thoát đi. Nhưng thân ảnh vừa mới động đã hoàn toàn ngưng lại. Trận quang chi lực mở rộng quá nhanh, bọn hắn còn chưa tới kịp phản ứng, đã bị bao phủ vào trong, giờ phút này lại phát hiện một cổ trận lực vô tận áp chế lực lượng V, không chỉ vận chuyển khó khăn, hơn nữa tựa hồ thập phần nguy hiểm, chỉ khẽ động một chút liền có thể tan thành mây khói ngay. Tất cả mọi người trong lòng rét run, một cổ cảm giác mát đâm thẳng vào trái tim, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Đằng Quang vẫn không chút biểu tình.
quyết ấn trong tay biến đổi. Trên kết giới phạm vi ngàn trượng, vô số trận phù đều biến ảo, biến thành từng đạo thập tự toàn quang, chừng ngàn vạn cái, phủ kín trời cao, như tinh vân lưu chuyển, ngưng tụ thành ngân hà. Như ánh sao lấp lánh, rực rỡ tươi đẹp, lại mang đến cho người hơi thở tử vong lạnh như băng. Toàn thân Lý Vân Tiêu run lên, lòng không ngừng chìm xuống, biết rõ đằng quang đã nổi lên sát tâm rồi. Một chiêu này tên là thí thần, uy lực vô cùng, phàm là tất cả sinh linh trong trận quang, đều có thể thí sát. Thân thể của Linh Mục Địch khẽ nhúc nhích, liền có vô số toàn quang từ trên thân thể phụt ra dựng lên, ở trên thân thể vẽ ra mấy vết khá nông. Hắn trầm giọng nói, thật là cực chiêu bá đạo, lấy trạng thái của ngươi thời khắc này, sợ cũng khống chế không dễ chứ. Nếu là có sơ sẩy, không chỉ có trong trận toàn bộ người đều sẽ bị giết, ngay cả chính ngươi cũng đem cuốn vào. Sắc mặt của Đằng Quang thanh lãnh, khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt châm chọc, nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, giết mấy người các ngươi mà thôi, lẽ nào ta phải vận dụng toàn bộ trận lực sao? Linh Mục Địch cười lạnh nói. Quá tự đại đi, Lâu La giống như ngươi, bản tọa năm xưa tiện tay cũng có thể diệt nghìn vạn tên rồi. Tất cả mọi người thoáng chút quên mất sợ hãi, vẻ mặt dại ra, lại có người ta nói phong hào vũ đế là Lâu La. Đằng Quang cũng là ngây ngẩn cả người, lập tức cười to nói. Ha ha, thú vị, bao nhiêu năm chưa từng nghe qua có người gọi ta là Lâu La rồi, hai chữ này xưng hô thật khiến cho người ta hoài niệm a. Linh Mục Địch lạnh lùng nói. Trong núi không có cọp, lại để hầu tử xưng đại vương. Hắn dương lên nghịch hồn tiên, trong miệng khẽ quát một tiếng, mấy đạo âm phù cổ quái phun ra. Trên nghịch hồn tiên vô số ký hiệu dâng lên. Toàn bộ tiên trên người phát sinh thanh âm giải phong bong bong thoáng chút hóa thành một thanh ngân kiếm, phía trên lưu quang giật thải, kiếm phủ cổ quái quanh quẩn. Đây là... Đằng Quang cả kinh, chỉ thấy kiếm kia mạnh mẽ hướng phía hắn đâm xuống tới. Hắn hừ nhẹ một tiếng, tay trái bấm tay niệm thần chú, ngũ chỉ biến đổi, một đạo toàn quang ở trong tay nổi lên. Chanh! Ngân kiếm trực tiếp chém ở trên toàn quang kia, chấn ra từng đạo ngân mang, lại không thể phá. Trong mắt của Linh Mục Địch tràn đầy buồn bực tức giận, chính như hắn nói, loại thần cảnh này cũng không có tồn tại, ở 10 vạn năm trước một chiêu giết một đám, hiện tại lại rơi tận cùng hạ phong. Trong mắt của Đằng Quang lóe lên vẻ khinh miệt, khuôn mặt ở toàn quang càng phát thanh lạnh lên. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc kết thúc. Hắn ngũ chỉ một chảo, khắp bầu trời toàn quang một chút ngưng tụ, hóa thành một bộ quang đồ to lớn, sán lạn tựa ngân hà, hóa thành dạng đinh ốc từ trên trời mà rơi xuống. Toàn bộ võ giả ở trong kết giới, tất cả đều hoảng sợ, cảm thụ được quanh thân trận lực tuôn ra, đều là vội vàng vận chuyển nguyên lực chống lại. Linh Mục Địch ở vào trung tâm kết giới, lạnh giọng nói. Muốn chết cũng cùng chết. Tay phải hắn năm ngón bóp lại, hai lòng bàn tay có băng sát tâm diễm nhất thời cuồng bạo, một chút đột nhiên chán phóng ra. Đằng quang đồng quang lóe lên, cười lạnh nói. Cùng chết, ngươi khó tránh khỏi quá để ý mình rồi. Tay phải hắn bấm một cái bí quyết, hổ hình biến đổi, một tòa tiểu sơn mê người từ lòng bàn tay bay ra, dâng lên khí vận lực cực mạnh, hướng lên băng sát tâm diễm áp đến. Thông thiên không giả sơn mặc dù không bằng đâu xuất thiên trấn áp nhất phương như vậy, nhưng là tràn ngập tứ quý quy tắc chi lực, chính là hắn hết sức hài lòng một kiện huyền khí. Núi này vừa ra, nhất thời tứ quý lưu chuyển, thời gian như nước, xuân hạ thu đông, tự thành một vực. Băng sát tâm diễm ở dưới núi này chấn áp, dĩ nhiên như là ngưng động lại. Hai con mắt nhỏ như hạ đậu xanh của Linh Mục Địch co rụt lại, chỉ một cái thúc thủ vô sách, trơ mắt nhìn ánh sáng to lớn đinh ốc chém rụng xuống. Ầm ầm, thân thể của Hồ Lô Tiểu Kim Cương ở dưới toàn quang cuốn lại, vô số chém kích đều rơi ở trên người, trong sát na đã chém hoàn toàn thay đổi, từng đạo vết tích xúc mục kinh tâm nổi lên. Ừ, thân thể thật cứng rắn a. Đằng Quang nhướng mày, ngón cái và trỏ vừa bấm ngón tay, hóa ra một đạo kim sắc phù ấn, vỗ xuống đến, quát dẹp đường. Vỡ! Đạo phù ấn kia cuốn vào trong toàn quang, toàn bộ lực chém kích trong nháy mắt tăng lên, tiếng nổ chói tai bang bang thoáng chút đại thịnh. Rốt cục truyền đến một tiếng phanh nổ lớn, Hồ Lô Tiểu Kim Cương toàn thân một chút bị cuốn xé tan vỡ, triệt để bay ra. U ồm u ồm! Tuần Thiên Đấu Ngưu hét lớn một tiếng, bi phẫn vào tới. Một đạo ngưu ảnh to lớn ở trên khoảng không hiện lên, bôn bốc lên. Bên trong thí thần kết giới, cứ động một cái liền có vô số toàn quang chém ở trên người,
hai mắt nó đỏ bừng, khí tức trên người hung bạo không gì sánh được. Đằng Quang lạnh lùng nhìn nó một cái, nói. Muốn tự bảo, ở bên trong kết giới của bản tọa, sinh tử há có thể do ngươi. Ngươi đó là một câu ẩn chứa thần trận bên trong khôi lỗi A, trong thiên hạ sợ là tìm không ra cỗ thứ hai, giá trị to lớn, bản tọa là không có khả năng để ngươi chết. Hắn vung tay lên, bất lão sơn áp chế băng sát tâm diễm bất chợt bay đi, ầm ầm một tiếng đem tuần thiên đấu nghiêu trần áp xuống đến, chấn nố lên bụi bặm khắp bầu trời. Mà đóa băng sát tâm diễm đã sớm nên nổ lên rốt cục ầm một tiếng nổ viên ác, phổ biên bạch quang kinh khủng hướng bốn phía lan tràn ra. Sắc mặt của Đằng Quang đại biến, thí thần kết giới ở dưới một kích này, trực tiếp bị phá ra một cái động lớn, mấy hơi thở mới chậm rãi tan rã. Vậy rốt cuộc là vật gì? Hắn không khỏi tâm trạng hoảng sợ, may mà vẫn luôn chế trụ, nếu là lúc ban đầu bị đối phương đánh vào trong cơ thể thì đã bạo liệt, sợ rằng thật sự phải bỏ mạng nơi đây rồi. Nội tâm Đằng Quang cũng là một trận kinh sợ, cau mày nhìn mảnh nhỏ hồ lô tiểu kim cương trên mặt đất, trầm tư. Kỳ Thắng Phong cũng là sắc mặt ngưng trọng, bên trong cặp mắt càng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, hắn nhìn chằm chằm mảnh nhỏ trên đất này, nhẹ nhàng hừ lạnh một chút. Trong khoảnh khắc, trong toàn bộ thí thần kết giới triệt để yên tĩnh lại. Mọi người đều là vẻ mặt hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuy rằng lúc Đằng Quang xuất hiện liền biết sẽ là kết cục như vậy, nhưng quá trình vẫn để cho mọi người hết hồn. Đặc biệt Đằng Quang hơi lộ ra mặt mũi tái nhợt, và trên khóe miệng một đạo tiên huyết đỏ tươi, để tất cả mọi người khó có thể tin tưởng. Tượng trưng cho 10 người cường đại nhất trong thiên hạ, dĩ nhiên cũng sẽ thụ thương, dĩ nhiên chiến đấu cật lực như thế. Trong đó tâm kinh đảm hàn nhất đó là Đường Khánh, nếu không có Đằng Quang nhảy qua vực mà đến, hắn một tay thành lập Hồng Nguyệt Thành chính quyền sợ là triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đột nhiên trên bầu trời hơn 10 đạo quang mang lóe lên, phản xạ ánh dương quang, chói mắt người ta. Đằng Quang khẽ nâng tay lên, 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm nhất thời từng cái xoay tròn, tất cả đều mũi kiếm hướng xuống dưới, chỉ hướng Lý Vân Tiêu cách đó không xa vẻ mặt bình tĩnh. Đạo kiếm này rất có ý tứ, nhưng càng có ý là vừa mới bộ kiếm đồ có thể nói cho ta biết kiếm đồ kia là chuyện gì xảy ra sao. Cố gắng ta có thể tha cho ngươi một mạng cũng nói không chừng đấy. Đằng Quang mềm nhẹ nói. Hàn Quân Đình cũng không nhịn được run lên, vỉnh tai tỉ mỉ lắng nghe. Lý Vân Tiêu gương mặt bình tĩnh, tựa hồ đã buông bỏ dãy giụa, chính đang chậm rãi điều thức nguyên lực trên người, lạnh nhạt nói. Ta cho ngươi biết, ngươi tiến chúng ta an toàn rời khỏi, được không? Đằng Quang nhướng mày, cười lạnh nói. Có tha cho ngươi hay không ta còn chưa chắc đấy, lại còn muốn ta bảo vệ các ngươi rời khỏi. Suy nghĩ quá ngây thơ rồi chứ. Lý Vân Tiêu đồng dạng là lạnh lùng nói. Đả thương bằng hữu ta, đem chúng ta rơi vào tuyệt cảnh. Còn muốn ta đem kiếm trận đồ nói cho biết ngươi. Suy nghĩ quá ngây thơ rồi đấy. Toàn bộ bên trong kết giới thoáng chút trở nên tĩnh mịch, không ít người nuốt ngụm nước bọt. Cũng chỉ có trước mắt tên thiếu niên vô pháp vô thiên này, mới dám dùng loại giọng nói này trêu chọc vương tọa, hơn nữa còn là ở dưới tuyệt cảnh. Ha ha ha, có ý tứ. Đằng Quang cười to nói. Ngươi so với ta tưởng tượng có ý tứ hơn nhiều, hơn nữa ẩn giấu bí mật cũng rất nhiều. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bản tọa có là thời gian cùng với ngươi chậm rãi tiêu hao, theo ta đi trận nguyên đi. Cái gọi là trận nguyên, liền là chỗ tu luyện của hắn. Hắn vung tay lên, khắp bầu trời Bắc Thiên Hàn tinh kiếm vèo 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 đều cắm ở quanh thân của Lý Vân Tiêu. Thuận tiện hai tay không ngừng bay múa, các loại quyết ấn đánh ra, toàn bộ kim sắc kết giới ngàn vạn toàn quang thoáng chút tiêu tán, lần thứ hai hóa thành ký hiệu, lóe ra bất định. Bang 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 bang, chỉ thấy võ giả trong kết giới đột nhiên ai nấy như là mũi tên bắn ra ngoài. Đường Khánh đột nhiên cả kinh, nói. Vương tọa đại nhân, Đằng Quang quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói. Đường tâm ta sẽ dẫn trở lại, người đã không cần phải để ý đến. Hắn một đạo quyết ấn vỗ xuống đến. Đường Khánh muốn né tránh, lại phát hiện thân thể bị kiềm hãm, một cổ áp lực lăng không xuống. Hắn suy nghĩ một chút. Cũng không có phản kháng, tùy ý đạo phù ấn kia vỗ vào trên người hắn, thân thể thoáng cái đã hoảng hốt, trực tiếp bị truyền tống tới bên ngoài kết giới. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khẽ biến, biết Đằng Quang lăng không biến trận, muốn lập tức phá không rời đi. Mấy hơi thở qua đi, võ giả thực lực yếu kém mỗi một người đều bị bắn đi ra ngoài, chỉ còn lại có vài tên cửu tinh vũ đế cường giả,
sắc mặt ngưng trọng đứng ở trong trận pháp, không biết trong lòng nghĩ gì. Loan Quân Hạo vẻ mặt âm trầm, hướng phía Lý Vân Tiêu nói. Ta đáp ứng ngươi hứa hẹn, đã làm xong rồi, từ nay về sau, hai bên không còn liên quan. Cũng không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, chính hắn thân ảnh lóe lên, liền chạy ra khỏi kết giới. Còn lại vài tên cửu tinh vũ đế cũng đều tự chấp động một cái, rồi rời đi kết giới không gian. Rất nhanh, toàn bộ bên trong không gian ngoại trừ Đường Tâm và Lý Vân Tiêu ra, cũng chỉ còn lại có ba người vẫn sừng sững bất động, tựa hồ đối với chuyện bên cạnh ngoảnh mặt làm ngơ. Đăng Quang ánh mắt ngưng động, mỉm cười nói. La Thiên Đại Sư, chẳng lẽ muốn cùng ta đi trận nguyên uống trà? La Thiên vẻ mặt cười khổ, vươn tay ra, cung kính giới thiệu. Lần này hóa thần hải tất cả hành động do vị đại nhân này làm chủ. Cái gì? Tất cả mọi người trong lòng khẽ động, ánh mắt đều hướng phía Kỳ Thắng Phong nhìn lại. Tử Sú Tịch Thần sắc khẽ động, tựa hồ sớm có chủ ý. Đường Khánh Càng Song đồng chợt co rút lại, mạnh nhớ tới Vi Thanh truyền tới tin tức, không khỏi kinh hãi nhìn lại. Xem ra chính mình trước đó suy đoán dần dần tiếp cận chân tướng rồi, người này vô cùng có khả năng chính là cao thủ giết chết Tiểu Kiêu và Hoán Diệt. Đăng Quang tuy rằng trong lòng giật mình không thôi, nhưng trên mặt vẫn là sắc mặt như thường, nói. Vị đại nhân này rất lạ mặt nha, nếu có thể đại diện toàn quyền hóa thần hải, vậy dĩ nhiên không phải là hạng người vô danh. Kỳ Thắng Phong nhẹ nhàng cười, hai tay ôm ở trước người, nói. Yên lặng đã lâu, tên ta đã không nhiều người nhớ rõ nữa, không nói cũng được. Hắn vung tay lên, trực tiếp chỉ vào Lý Vân Tiêu, nói. Người này cùng người nọ khôi mảnh nhỏ ta muốn, những người khác ngươi dẫn đi đi. Mọi người tất cả giật mình, hoảng sợ không ngớt, đều thầm nghĩ, người này là ai, lại dám cùng với Đằng Quang nói chuyện như thế. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, ngay cả La Thiên Đại Sư cũng cung kính, tuyệt không thể là hạng người lỗ mãng liều mạng. Nhưng mặc dù là hóa thần hải cao nhân, trong lúc đối mặt với Phong Hào Vũ Đế cũng là khách khí a. Đôi mắt của Đằng Quang co rụt lại. Trên mặt tiếu ý không giảm, nhưng trở nên hàn lạnh lên, nói. Nga, ngươi ở đây cùng với ta kể chuyện cười sao? Quanh thân trận quang cũng một chút lóe lên, dần dần từ trong suốt trở lại cả vật thể kim sắc, khắp bầu trời toàn quang hiện lên, chuyển thành thí thần chi trận, có thể thấy được trong lòng hắn sát khí lại nổi lên. Bầu không khí vừa yên lặng xuống, thoáng chút lại trở nên sát ý giạt rào. Xa xa mọi người kinh hãi không ngớt, chẳng lẽ lại muốn đánh rồi? Người này rốt cuộc là ai, lại dám kêu bản vương tọa? Kỳ Thắng Phong lạnh nhạt nói. Bản tọa chưa bao giờ thích nói giỡn, thực lực ngươi không sai, nhưng còn non chút, thiên hạ to lớn, võ đạo xa vời, vĩnh vô chỉ cảnh, phải tránh xa hoa dâm dật, đây là lời tâm huyết của bản tọa đối với ngươi. Mọi người một trận không nói gì. Non chút, chỉ có Lý Vân Tiêu và mọi người của Hóa Thần Hải mới biết được, hắn nói là sự thật. Đăng Quang cũng là nhìn không được bật cười, nói. Ha ha, hôm nay rốt cuộc kiến thức được nhiều, gặp phải người sau so với người trước càng cuồng hơn a. Kỳ Thắng Phong nói. Trung ngôn luôn luôn khó nghe. Ánh mắt của Đăng Quang lóe lên, cũng lời nhiều lời vô ích, một ngón tay lăng không hạ xuống, điểm qua đến, quát dẹp đường. Làm quang. Một đạo thập tự toàn quang to lớn ở đầu ngón tay hiện lên, đột nhiên chém ra. Bên trong phương viên nghìn trượng, hóa thành một mảnh kim sắc chi hải, vô số thập tự toàn quang lớn chừng bàn tay bay ra, theo một đạo toàn quang thật lớn, cùng nhau chém về phía Kỳ Thắng Phong. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong như thường, nhắm phía trước bước ra một bước, thân hình chớp động, đã bị kết giới chi lực áp chế, không ngừng có nhận quang từ trên người phản chấn dựng lên. Con người của Đằng Quang chợt co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chanh! Một thanh đại kiếm ở trong tay Kỳ Thắng Phong giải phong ra, vô số long ảnh bay lên, diện mục dữ tợn. Chính là bên trong di tích lúc trước, thanh long kiếm trong tay Vu Giật Tiên, Cổ Trần, cũng bị Kỳ Thắng Phong triệt để luyện hóa. Kiếm khí vũ động xuống, kết giới kim quang đột nhiên bị tạo ra, xung quanh Kỳ Thắng Phong hóa ra một mảnh độc lập không gian. Ngang trời xuất thế, mãng côn lôn, duyệt tấn nhân gian xuân sắc. Phi khởi ngọc long tam bách vạn. Giảo đắc chu thiên hàn triệt. Hạ nhật tiêu rong, giang hà hoành giật, nhân hoặc phi ngư miết. Thiên thu công tội, thủy nhân tằng giữ bình thuyết. Tiếng thơ ngâm chậm rãi đọc lên, mặt ngoài đại kiếm, vạn long dâng lên, tự thành một mảnh thanh sắc kết giới,
ở bên trong thí thần lĩnh vực mở ra. Kiếm ý phi dương, bên trong thanh sắc kết giới là vô số toàn quang, như là từng ngọn kim đăng, hoặc như là một mảnh đêm tối. Long hành vô dã, thiên địa huyền hoàng. Vạn long sao động, lao ra khỏi trong vòng thanh quang, chào hướng đêm tối vô biên. Lưỡng cổ lực lượng kinh khủng phát nổ đụng vào nhau, nhật nguyệt treo ngược, long trời lở đất. Xa ở nghìn trượng mọi người sợ đến lại thối lùi mấy bước, hoảng sợ nhìn trước mắt tràng cảnh hủy thiên diệt địa này. Người nọ là ai? Ninh Khả Vi cũng là mặt mang vẻ kinh hãi, trong mắt chớp động tinh quang, thần sắc trên mặt biến đổi không ngừng. Thật mạnh, lực lượng thật là mạnh, dĩ nhiên cùng với đằng quang đại nhân tương xứng, hóa thần hải từ khi nào đi ra nhân vật số một như vậy. Ninh Khả Vân cũng là kinh hãi không ngớt, cảm thụ được nguyên lực ba động đập vào mặt, đầy mặt vẻ mặt ngạc nhiên. Tương xứng sao? Ninh Khả Vi sắc mặt ngưng trọng, nói. Sợ là đằng quang không phải đối thủ của người này. Cái gì? Ninh Khả Vân càng lại càng hoảng sợ, sợ hãi nói. Cha ngươi nói cái gì? Điều này sao có thể? Hóa thần hải mạc danh kỳ diệu nhảy ra nhân vật số một như vậy, đã cực kỳ khó có thể tin nổi, còn có thể thắng được đằng quang, khó tránh khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Nàng ngốc trệ một chút, lập tức hoảng hốt nói. Ta hiểu được, đằng quang đại nhân ở trong chiến đấu lúc trước bị khôi lỗi của người nọ đả thương. Ninh Khả Vi nói, người này hẳn là kẻ lần trước bên trong thành làm ra bạo tạc to lớn, đằng quang cho dù không thụ thương, cũng không phải địch thủ của người này. Người này nói không sai, đằng quang tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng còn non chút ha. Ninh Khả Vân há to mồm cả kinh có thể nhét vào một trái dưa hấu. Nàng tuy rằng không dám cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng phụ thân phán đoán, nàng không hề nghi ngờ, chỉ có thể kinh ngạc gian nan nói rằng. Đây, người này, rốt cuộc, là ai? Không chỉ có là phụ nữ hai người bọn họ, trong đầu mọi người đều là một cái dấu hỏi như thế, vẻ mặt kinh hãi và ngây dại ra. Lý Vân Tiêu ta là tình thế bắt buộc, nếu không muốn chết liền cút đi. Trong vô tận năng lượng ba động, thanh âm của Kỳ Thắng Phong nhàn nhạt vang lên, thân ảnh khôi ngô dẫm trận tại chỗ bắn về phía trước. Toàn thân sát khí, trùng kích lực hoàn toàn không thấy kinh khủng kia tàn sát bừa bãi thiên địa. Trong tròng mắt của đằng quang bắn ra một chút hàn tinh, sắc mặt nặng nề như nước, hai tay mau chóng bấm tay niệm thần chú, khắp bầu trời kim quang vừa thu lại, ở lòng bàn tay hóa thành kim cầu, vô số ký hiệu tuôn ra. Toàn bộ thân ảnh của hắn lóe lên, hóa thành kim quang đánh rơi. Vật cực nguyên dương, tác bích thượng quan. Hừm, họa địa vi lao. Kỳ Thắng Phong đưa tay trái ra, một cái ngọc bút xoay tròn ra, lăng không hóa ảnh, đỏ và đen rơi xuống, đỏ xanh thổ màu. Đơn giản mấy bút, một mảnh bức tường ánh sáng ở dưới ngòi bút của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là tường đồng vách sắt. Đăng quang một chưởng oanh xuống, kim cầu ở trong tay xoay tròn liên tục, toàn quang chi lực kinh khủng phi chém, đem bức tường ánh sáng ép tới đứt gãy biến hình. Con người của Kỳ Thắng Phong hơi co lại. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng đập vào mặt, muốn phá vỡ thanh hồng chi bút của hắn, quát to. Chết đi! Giơ lên đại kiếm, mặt trên hai chữ triện thể cổ trần to lớn kim quang chớp động, trực tiếp chém xuống. Ầm ầm! Phi khởi ngọc long tam bách vạn hàng nghìn long ảnh chạy trồm, rít gào đi. Vô số gò núi đổ nát, đại địa hé trăm nghìn nói kinh khủng khe rãnh, một mảnh thiên sang bách khổng. Luân ảnh của đằng quang ở dưới ngọc long trùng kích. Phanh một tiếng hóa thành kim quang tiêu tán trên không trung. Ánh mắt của Kỳ Thắng Phong vừa chuyển, lạnh lùng nói. Không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nữa. Trong tay hắn kiếm thế vừa chuyển, đột nhiên toàn phách xuống, quát dẹp đường. Vạn xuyên đổ. Ầm ầm. Một cổ kiếm khí bá đạo dị thường nhằm phía bốn phương tám hướng, đem toàn bộ bầu trời đánh nát, giống như một mặt thủy kính to lớn phanh một tiếng bị đánh phá, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Lại vẫn như cũ không thấy thân ảnh của đằng quang. Con người của Kỳ Thắng Phong co rụt lại, chỉ thấy vô số mảnh nhỏ trong, xuất hiện vô số hạt châu, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn sang, mặt trên mỗi một hạt đều có khắc trận phù, như là khắp bầu trời mưa đá rơi xuống, thoáng chút liền đem hắn đưa vào bên trong. Phía chân trời chậm rãi hiện ra vô số kim quang, chậm rãi biến ảo thành bộ dáng của đằng quang, cao chừng trăm trượng, sắc mặt lạnh như băng ngóng nhìn xuống, lạnh giọng nói. Nếm thử chư thiên thập địa như ý âm lôi hỏa trận của ta. Kim ảnh to lớn hai tay bấm tay niệm thần chú,
khắp bầu trời âm lôi hỏa châu thoáng chút chào động, ở quanh thân của Kỳ Thắng Phong kết thành đại trận, lớn chừng trăm mẫu, hàng tỷ hạt châu. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong đại biến, một loại cực kỳ cảm giác xấu xông lên đầu, hét lớn một tiếng, kiếm thế trong tay đâm một cái, nhất thời bổ nứt ra hư không. Còn muốn chạy, chậm rồi. Trong hư không tuôn ra kim mang quỷ dị, dĩ nhiên đem bức tường như là vô hình, đem cái khe bổ ra. Con người của Kỳ Thắng Phong co rụt lại, bỗng nhiên xoay người, kiếm thế một hồi, đâm ngược ở trên đại địa, một cổ kiếm ý tản ra, hóa thành trận thế. Sau đó hét lớn một tiếng, hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay đồng thời bấm tay niệm thần chú vũ điệu, từng đạo kết giới chi lực đánh ra, quanh thân nhất thời hóa ra từng đạo kính quang, thân ảnh thoáng chút trở nên hoảng hốt. Toàn bộ võ giả hoảng hốt, đều cảm nhận được cực độ nguy hiểm, trong lòng dâng lên sợ hãi, đều hướng phía xa xa bỏ chạy. Lý Vân Tiêu thoáng chút thuấn di đến bên cạnh đám người Khương Nhược Băng, quát to. Đi! Mấy đạo nhân ảnh ở dưới động quang của hắn bao vây, thuấn di trăm dặm. Tùy theo cùng nhau phá không còn có Tuần Thiên Đấu Ngưu, cũng từ trong Bất Lão Sơn trấn áp vọt ra. Còn có một đoàn quả cầu sắt, chính là Hồ Lô Tiểu Kim Cương tự hành khép lại, còn đang từ từ khôi phục, không còn hình người. Đường Tâm thấy đám người Lý Vân Tiêu rời đi, trong lòng quính lên, nhưng thời khắc này nguy cơ, cũng không kịp để ý nhiều. Dưới cực chiêu khủng bố như vậy, sơ sẩy một chút đã có thể là phấn thân toái cốt. Ninh Khả Vân ở phía xa kinh hô. Cha, cực chiêu này, Lý Vân Tiêu muốn bỏ chạy. Ninh Khả Vi trầm giọng nói. Không có việc gì, toàn bộ thời không quy tắc đều bị hai người này làm rối loạn, không đi được. Lo lắng của ta là nơi này cách Hồng Nguyệt Thành cũng không quá xa, nghìn vạn lần không nên lan đến qua đó. Ninh Khả Vân cả kinh, nói. Xa tới mấy ngàn dặm, không có khả năng lan đến gần chứ. Ánh mắt của Ninh Khả Vi thanh lãnh, nói. Ai biết được. Trên trời cao, kim quang kia hóa thành hư ảnh đằng quang, hai mắt trở nên dị thường lợi hại, vung lên đại thủ che trời, mạnh mẽ chụp được, lòng bàn tay một ký hiệu to lớn trong nháy mắt hóa thành trăm trượng. Hàng tỷ âm lôi hỏa châu trong nháy mắt sao động, bỗng nhiên nổ lên. Ầm ầm, lực lượng chân chính hủy thiên diệt địa bộc phát ra, bốn cực trong nháy mắt đổ nát, toàn bộ trời cao rơi vào một mảnh hắc ám. Quanh thân của Kỳ Thắng Phong quang mang nổi lên sát na, liền bao phủ xuống phía dưới, bị vô tận hắc ám thôn phệ, nhật nguyệt vô quang. Xa xa võ giả còn đang liều mạng trốn chết, lại đột nhiên không gian nghịch chuyển, mọi người thoáng chút bị hút vào đi vào. Thân ảnh ở xung quanh năng lượng to lớn vòng xoáy lúc ẩn lúc hiện, bị bỏ rơi đầu óc choáng váng. Một ít võ giả thực lực hơi yếu càng chịu không nổi không gian này đè ép lực, tại chỗ bạo thể mà chết. Nguyễn Hồng Ngọc và Khương Nhược Mai cũng rơi vào trong đó, tại chỗ phun ra máu, vẻ mặt tái nhợt. Đột nhiên một đạo nhân ảnh chớp động, song trưởng chụp được, nhất thời một kết giới tản ra, đem hai người các nàng bảo hộ vào bên trong. Nghi Xuân Đại Nhân. Nguyễn Hồng Ngọc cả kinh, lập tức cảm động nói. Tạ ơn đại nhân. Trên mặt của Phó Nghi Xuân hiện lên vẻ xấu hổ, nói. Chớ nên nói cảm ơn, tổn hại chết ta. Nguyễn Hồng Ngọc vội hỏi. Đại nhân có nhìn thấy được Nhược Băng, nàng không có sao chứ? Phó Nghi Xuân lắc đầu, nói. Chưa từng thấy, nhưng ta thấy Lý Vân Tiêu mang nàng đi, sẽ không có chuyện gì. Nguyễn Hồng Ngọc lúc này mới đem tâm để xuống. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ cầu hai nữ nhi bình an là được, những thứ khác một mực không quan tâm nữa. Năng lượng kinh khủng ba động ở trên trời và trên đại địa quét sạch đủ thời gian uống cạn chén trà, mới dần dần tiêu tán xuống tới. Trên cả vùng đất, những nơi ánh mắt nhìn thấy, gò núi đều bị tiêu hủy, một cái khe trời lớn như vậy hiện lên, sâu không thấy đáy, lộ ra hàn khí nhẹ nhẹ. Mấy ngàn trượng trong không gian, đám võ giả bị rung đi ra. Tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, lộ ra thần sắc kinh hãi. Đây cũng là thực lực của Phong Hào Vũ Đế sao? Chiêu số kinh khủng như vậy, hoàn toàn chính là hủy thiên diệt địa a. Không chỉ có như vậy, chân trời nguyên bản đứng vững 11 con biển sâu cự thú, thân ảnh cũng biến thành cực kỳ mỏng đứng lên, từ từ từng con một biến mất. Lý Vân Tiêu cũng từ trong không gian thác loạn vọt ra, sắc mặt cực độ trắng bệch, trước đó tiêu hao quá lớn, còn chưa khôi phục lại đã bị trùng kích như vậy. Trực tiếp chấn thương nội phủ, trong mắt chớp động tàn khốc. Đám người Khương Nhược Băng đã đều bị hắn thu vào trong giới thần bi, lúc này lẻ loi một người bỏ chạy cũng cực kỳ phương tiện.
Lý Vân Tiêu mới từ bên trong không gian vừa ra, liền mạnh mẽ dưới chân điểm một cái hóa thành sấm sét hướng phía xa xa chạy đi. Hừm, còn muốn chạy, nằm mơ. Tiền phương không gian hơi chao đảo một cái, Đường Khánh nhân ảnh nổi lên, tại chỗ một trường bổ về hướng hắn. Vừa rồi ở dưới uy lực khủng bố, Đường Khánh liền chủ yếu để ý hướng đi của Lý Vân Tiêu, hắn vừa xuất hiện liền trước tiên vào tới. Lý Vân Tiêu chính là người khởi xướng sự kiện lần này, nếu để cho hắn trốn thoát, tất thành trò cười trong thiên hạ, do đó hôm nay không tiếc bất kỳ giá nào, cũng nhất định phải đem đối phương giết chết. Do đó dưới một trường này cũng không lưu tình chút nào, cơ hồ là một kích toàn lực. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên hoảng hốt, sắc mặt thoáng chút đã tái nhợt. Một trường này của Đường Khánh phong thiên tỏa địa, để hắn chui không thể chui, hơn nữa nguyên lực biến hóa, trường lực từng đợt nối tiếp, đem toàn bộ không gian đều phá mở. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo nhân ảnh hiện lên, đồng dạng là một trường chém ra, hai chiêu xông tới dưới, khí lãng cuồn cuộn, hóa thành kết giới hình tròn ở bốn phía kích động. Ngươi là ai? Đường Khánh giận tím mặt, trước mắt một gã cung trang nữ tử, hắn định nhãn nhìn lại, càng thập phần xa lạ. Ninh Khả Vân và Đường Khánh chạm nhau một trường, trong lòng thất kinh, thực lực đối phương ở dưới cùng Loan Quân Hạo ẩu đã lâu như vậy, còn có nguyên lực dư thừa như vậy, không hổ là nhất phương bá chủ. Nàng thu trưởng mà đứng, nhàn nhạt nói rằng, Lý Vân Tiêu ngươi không thể giết, hắn đã thuộc về ta. Mọi người đều ngạc nhiên, Lý Vân Tiêu này vì sao thoáng cái thành mỹ vị, mọi người đều muốn. Lý Vân Tiêu cũng là sửng sốt một chút, trước mắt tên nữ tử này hắn chỉ cảm thấy thập phần nhìn quen mắt, đột nhiên linh quang lóe lên, nhất thời nhớ lại người này là ai. Đám người Nguyễn Hồng Ngọc và Phó Nghi Xuân cũng nhận ra thân phận của Ninh Khả Vân, không khỏi giật mình đứng lên. Đường Khánh giận dữ hét. Ngươi nói cái gì, cút sang một bên cho ta. Hừm, Đường Khánh ngươi uy phong thật to. Ninh Khả Vân sao lại để ý bộ dáng này của hắn, lạnh lùng nói. Thức thời liền thối lui một bên, Lý Vân Tiêu ta là muốn chắc rồi. Sắc mặt của Đường Khánh âm trầm muốn nhỏ ra nước đây, song quyền bóp đùng nổ vang, nhưng hắn dù sao cũng là nhất phương hào kiệt, không phải hạng người lỗ mãng, trước mắt nữ tử này thực lực hoàn toàn không ở dưới hắn. Nếu là bản thân lúc này toàn thịnh, có lẽ có cơ hội đánh một trận, nhưng bây giờ căn bản cũng không phải địch thủ của đối phương, chỉ có thể nén giận nói. Được, muốn ta thối lui có thể, nhưng ít ra nói cho ta biết, lai lịch và thân phận của ngươi. Ninh Khả Vân nói, ta không có ý định ngày sau cùng với ngươi có cái gì xuất hiện, không cần thiết. Ngươi khinh người quá đáng. Đường Khánh tức giận nghiến răng nghiến lợi, hắn xoay chuyển ánh mắt, thấy xa xa La Thiên. Nhất thời cao giọng nói. La Thiên Đại Sư, Lý Vân Tiêu này không phải là kẻ mà hóa thần hải các ngươi tất phải bắt sao. Tất cả mọi người lập tức lộ ra một bộ thần sắc khinh bỉ tới, thực lực của chính mình không đủ, không có cách nào bắt được nhân ra, lại dùng loại phương pháp cấp thấp dẫn họa chảy về hướng đông này. La Thiên vùng xung quanh lông mày trầm xuống, nhìn khe trời kinh khủng kia bốn phía, hoàn toàn không thấy thân ảnh của Đằng Quang và Kỳ Thắng Phong, hắn nhìn phía Bạc Vũ Kình. Cố vấn nói. Đại nhân, hiện tại như thế nào cho phải? Bạc Phú Kình nói. Lý Vân Tiêu chúng ta là tình thế bắt buộc. Hắn híp hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Khả Vân, gương mặt lộ vẻ kiệt ngạo, tựa hồ ăn chắc đối phương. La Thiên nói. Thế nhưng, hắn lộ ra một bộ dáng vẻ lo lắng. Bạc Phú Kình nói. Yên tâm đi, sư tôn của ta không có việc gì. Tất cả mọi người trong lòng chấn động. Hướng phía khe trời kia nhìn lại, trong giây lát hít một ngụm lãnh khí, liên tiếp lui về phía sau đứng lên. Chỉ thấy ở gần khe trời kia, Đằng Quang chẳng biết lúc nào đã đứng đó, lạnh lùng nhìn trong khe, không nói được một lời. Ninh Khả Vân cũng là sắc mặt đại biến, cực độ cảnh giác, bộ dáng của Đằng Quang tựa hồ một chút việc cũng không có, chỉ là tiêu hao quá lớn, khuôn mặt có chút trắng bệch mà thôi. Đường Khánh đại hỉ, vội hỏi. Đằng Quang đại nhân. Đằng Quang hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ đứng ở đấy, trên người ngân bào từ lâu đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, tựa hồ như là hóa đá vậy. Ầm ầm, đột nhiên đại địa một chút rung động, mọi người hoảng sợ cả kinh, vội vàng đều bay lên không trung. Lấy hố sâu làm trung tâm, vô số cái khe rậm rạp chẳng chịt nổi lên, đem bề mặt đại địa bị nứt hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ địa mạch đều bị phá hủy, từ không trung nhìn xuống, giống như là một mảnh thạch cốc. Lấy nhân lực cải biến địa hình, loại lực lượng này.
mỗi người đều là trong lòng bang 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 kinh hoàng đập mạnh, càng để cho bọn họ hoảng sợ không ngớt chính là, ở dưới lực lượng kinh khủng vừa rồi, lẽ nào tên người của hóa thần hải kia vẫn còn chưa chết? Phanh! Rốt cục mặt đất lần thứ hai sụp đổ tảng lớn, một đạo quang mang phóng lên cao, trên không trung hóa ra hình người. Chỉ thấy Kỳ Thắng Phong diện mục dữ tợn, ma khí cuồn cuộn, bên ngoài da mặt tất cả đều là từng đạo ma văn cổ quái, trải rộng toàn thân. Tất cả mọi người đều hút một ngụm lãnh khí, vốn là muốn người này mặc dù không chết, chỉ ít cũng nên là rơi vào trọng thương, cả người tiên huyết mới đúng, nhưng lúc này nhìn lại, dĩ nhiên cùng với vương tọa vũ đế độc nhất vô nhị, nhìn qua chỉ là tiêu hao một ít nguyên lực mà thôi. Chết tiệt có thể đem ta trở nên chật vật như vậy, Phong Hào Vũ Đế tên, danh bất hư truyền A. Kỳ Thắng Phong vẻ mặt lạnh lùng, nói. Bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, thuần phục ta, hôm nay là được không chết. Hừ, lẽ nào ở dưới một kích của ta, người bị nổ hủy đầu óc sao? Trên mặt của Đằng Quang hiện lên vẻ châm chọc, nhưng rất nhanh thì hai tròng mắt trở nên ngưng trọng không gì sánh được, lạnh lùng nói. Thực lực của ngươi đích xác vượt quá dự liệu của ta, nhưng có thể nói lên danh hào của ngươi hay không? Tất cả mọi người đều vểnh tai lên, giờ này khắc này, bọn họ đều còn không biết người trước mắt này là ai, thậm chí ánh mắt xin giúp đỡ người bên cạnh, càng không một ai biết được. Điều này khó tránh khỏi quá mức quái dị. Phải biết rằng lúc này bốn phía cường giả, không có ai mà không phải là nhất phương hào kiệt, hoặc giả các phái đại lão, tương giao khắp thiên hạ, phàm là cường giả có chút danh khí, mặc dù chưa từng thấy qua, chỉ ít có thể đoán ra vài phần, duy chỉ có người trước mắt này ngay cả một cái tên cũng không có. Hừm, ta chỉ biết như vậy, cường giả có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, không có một ai không phải cố chấp bất linh. Kỳ Thắng Phong vẻ mặt âm trầm, trên người ma diễm càng bốc lên lợi hại, khí thế kia không ngừng kéo lên cao hơn, từng vòng ma lực đẩy ra, lạnh giọng nói. Vậy không có biện pháp, khí số của ngươi dừng ở đây. Về phần danh hào của bản tọa, cũng chưa cần thiết phải biết rồi. Hắn mạnh mẽ một chảo, Minh Luân đột nhiên nơi tay, trong nháy mắt phi chém xuống tới. Bầu trời ở dưới chảm kích kia, giống như là ba đào trên mặt biển, bị một phân thành hai. Chết đi! Một tiếng hét lớn thê lương truyền đến, Minh Luân tranh nhiên một tiếng, hóa thành cỡ nửa mẫu, đột nhiên chém rụng. Sắc mặt của Đằng Quang trắng bệch, hai mắt tràn đầy hàn mang, chậm rãi phất tay bấm tay niệm thần chú, một đạo toàn quang gai mắt hiện lên, nghênh đón Minh Luân chém đi tới. Thập tự toàn quang đồng dạng to lớn vô cùng, còn có vô số kim quang ở trong đó chớp động, bay nhanh xoay tròn, càn quét trời cao. Chân mày của Lý Vân Tiêu cau lại. Đằng Quang lúc này hiển nhiên đã không còn sức lực, sợ là tái đấu nữa, hẳn phải thua. Ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc phức tạp, tuy rằng hắn không biết mong muốn ai thắng mới tốt, nhưng nhìn Đằng Quang rơi xuống hạ phong, nội tâm luôn luôn có chút tư vị không thoải mái. Thời khắc này thế cục quá mức phức tạp, hắn triển lộ ra đồ vật nhiều lắm, dẫn tới mọi người chú mục, ngay cả Ninh Khả Vân đều thu hút đưa tới, còn muốn chạy sợ là khó hơn. Hiện tại chỉ có thể mau chóng sự khôi phục lực lượng, đồng thời tính quan thế cục, tranh thủ từ trong chư phương cân đối tìm được điểm phá giải. Ầm ầm, thanh sắc Minh Luân và bạch sắc toàn quang mãnh liệt chém kích cùng một chỗ, nổ bắn lên khắp bầu trời quang ảnh, kích bắn về bốn phía, dị thường huyễn lệ. Nhưng Minh Luân chi lực hiển lộ chiếm thượng phong, đột nhiên đè xuống. Chỗ Đằng Quang đang đứng trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, đại địa tách ra một cái khe rãnh kinh khủng. Sau một khắc, ở trên bầu trời, Đằng Quang biến hóa ra, hai tay mau chóng bấm tay niệm thần chú, bên người hiện ra đủ mọi màu sắc quang huy, nhắm ra bốn phương tám hướng trải đầy. Từ hai tay hắn trong quyết ấn tuôn ra bảy món huyền khí, theo thứ tự là đao, kiếm, lá chắn, chung, cổ, tiêu, kích. Trong tay hắn quyết ấn biến đổi, trong bảy món huyền khí tuôn ra nguyên tố chi lực kinh khủng, dĩ nhiên đều tự thành một giới. Phong, vũ, hỏa, lôi. Sương, tuyết, vụ. Thất giới chi lực trong nháy mắt tràn ra, giữa hai bên chiếu rọi lẫn nhau, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Lý Vân Tiêu thất kinh đứng lên, kiếp trước khi hắn xảy ra chuyện, chỉ biết Đằng Quang khắp nơi thu thập bảy đại nguyên tố kết giới, đồng thời hợp hia làm một, nhưng không ít trận pháp đều là tổn hại, độ khó cực lớn. Mà giờ khắc này một khi thi triển ra, dĩ nhiên đã dung hợp hoàn thành, lấy bảy món huyền khí cường đại làm trận nhãn, một khối rầm rộ. Mấy năm qua sợ là hao tốn không ít thời gian ở trên trận này.
phải biết rằng tu vi đạt đến loại trình độ này của hắn rồi, lại muốn kéo lên đã hầu như không thể nào, từ trong trận ngộ đạo đối với Đằng Quang mà nói không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong trầm xuống, kinh sợ không ngớt, nghĩ không ra đối phương còn có lực lượng cường đại như vậy, hắn thu hồi Minh Luân, phất ống tay áo một cái. Một đạo thanh quang bắn vào trời cao, hóa thành như ý, mạnh mẽ xoay tròn ra. Trên như ý dị tượng chợt hiện ra, theo bản thể biến thành lớn không ngừng mở rộng. Một vài bức hình ảnh trông rất sống động hiện ra ở trước mặt mọi người, núi non trùng điệp xanh biếc, đâm thẳng trời cao, phi các lưu đan, nhìn xuống vô địa. Có võ giả đả tọa đài sen, có đồng tử đang đảo sơn dược, thương sơn phụ tuyết, minh trúc thiên nam, hoàn toàn một bộ hình dáng tiên cảnh. Cái gì, như ý này? Đột nhiên Hàn Quân Đình mạnh mẽ thất thanh kêu lên. Ngự thiên bảo ngọc, khối bảo ngọc này chính là bản mạng huyền khí của hóa thần hải tổng trưởng đời trước Kỳ Thắng Phong đại nhân, người rốt cuộc là người phương nào? Mọi người đều giật mình, ai nấy biến sắc. Kỳ Thắng Phong cái tên này mai danh ẩn tích đã lâu, nhưng dù sao từ trước danh đầu quá lớn, không ít người ở sau ngắn ngủi kinh ngạc, liền phản ứng lại, hết thảy đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Ai cũng biết Kỳ Thắng Phong chính là sư phụ của Lỗ Thông Tử. Bản mạng huyền khí cường đại như vậy tự nhiên hẳn là truyền cho đệ tử của mình mới đúng, như vậy thân phận của người này cơ hồ là đã được khắc họa rõ nét. Hắn tất nhiên là đệ tử đích truyền của Lỗ Thông Tử. Mọi người trong lòng đều suy đoán được như vậy, đồng thời tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tử Sú Tịch càng sắc mặt trầm xuống, Lỗ Thông Tử từ lúc nào thu một gã đệ tử như thế, thánh vực bọn họ dĩ nhiên chút nào không biết. Càng thêm để hắn buồn bực chính là... Tên đệ tử này thực lực dĩ nhiên kinh khủng mạnh mẽ như thế, bởi vậy suy đoán, hóa thần hải có lẽ còn có ẩn giấu thực lực, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Nội tâm hắn đem đám người của Ti Tình báo mắng chửi một lần, hận không thể hiện tại sẽ xông trở lại đem Bạch Lăng Nguyệt đánh một trận đau nhức. Kỳ Thắng Phong nhướng mày, lộ ra vẻ kinh hãi, ngưng trọng nói. Thất nguyên tố kết giới. Hừm, đáng tiếc a, không chỉ có nguyên tố chi lực quá kém, hơn nữa dung hợp bừa bãi. Không, đây căn bản cũng không phải là dung hợp, hoàn toàn là chắp vá lung tung cùng một chỗ, loại vật này cũng lấy ra tìm mất mặt. Sắc mặt của Đằng Quang trầm xuống, trở nên khó coi. Chiêu này của hắn đích xác không tinh khiết, còn cách thất nguyên tố kết giới hoàn chỉnh vẫn kém quá xa, đáng tiếc lúc này đối mặt với cường địch như vậy, đã không còn chiêu khác có thể dùng, chỉ có thể kiên trì thi triển ra, nghĩ không ra càng bị đối phương liếc mắt nhìn thấu. Tong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng. Nói. Hừm, trên miệng thể hiện có tác dụng gì? Mặc dù không hoàn chỉnh, đối phó ngươi cũng đủ, chẳng lẽ thánh thể của ngươi lại là hoàn chỉnh? Hừ. Kỳ Thắng Phong sắc mặt đại biến, một chút đã trầm xuống, hắn đích xác chưa có hoàn toàn thân thể thành thánh, bằng không từ lâu đã kết thúc chiến đấu trước mắt, không đến mức kéo dài đến bây giờ. Nhưng chỉ còn kém bước này, làm thế nào cũng nghĩ không thông, đúng là chỗ khiến hắn dị thường buồn bực, không ngờ lại bị đối phương liếc mắt nhìn ra. Cũng là thẹn quá thành giận. Nga, phải không, chiêu này bại một lần, liền là tử kỳ của ngươi rồi. Hắn liều mạng thúc giục ngự thiên bảo lật, vô số linh phù đánh vào bên trong, hầu như diễn biến thế giới. Ngươi cũng giống như vậy. Sắc mặt của Đằng Quang phát lạnh, hai tay mạnh mẽ ở trước người nắm chặt, nhất thời thất giới hợp nhất, lực lượng cuồng bạo chí cực tầng tầng điệp cộng lại. Phong, vũ, hỏa, lôi, xương, tuyết, phụ. Bảy cổ lực lượng thẩm thấu lẫn nhau, một mảnh hỗn độn, quanh thân Đằng Quang trong vòng nghìn trượng, trở nên mơ hồ không rõ, tất cả đều là nguyên tố chi lực kinh khủng dâng lên cuồn cuộn. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong trở nên ngưng trọng dị thường, loại kinh khủng nguyên tố kết giới này khó chơi, coi như là bản thân Đằng Quang cũng căn bản không khống chế được. Đủ thấy đối phương thật là dự định liều mạng, ngay cả sinh tử của mình cũng hoàn toàn không để ý. Ngự thiên thần quyết, bảo lật phục ma. Trên mặt hắn hiện lên vẻ hung ác, quyết ấn nổi lên, ngự thiên bảo lật nhất thời thanh quang vạn trượng, tựa hồ muốn đâm rách tiền phương nguyên tố chi hải hỗn loạn. Hắc! Khóe miệng của Đằng Quang nhếch lên một tia tiếu ý hung dữ, cười to nói. Hồi lâu không có thú vị như vậy, chuyến này Hồng Nguyệt Thành quả nhiên không uổng công a. Hắn mạnh mẽ hai tay vỗ ra, một đạo kim phù to lớn nổi lên, trong sát na thiên địa biến sắc, bảy món huyền khí điên cuồng kêu vang không ngớt. Cả vùng một mảnh âm thanh chói tai. Bảy loại nguyên tố chi lực đồng thời dâng trào hướng phía bên trong kim phù, thoáng chút hóa thành to lớn mấy mẫu, phô thiên cái địa,
nhắm phía trên Ngự Thiên Bảo lật chấn áp tới. Không tốt, chạy mau. Không biết ai hô to một tiếng, đám người chính đang khẩn trương nhìn trợn mắt hốc mồm lúc này mới đều phản ứng kịp, nếu không chạy mà nói, bị lan đến đi vào sẽ triệt để xong đời. Vèo vèo vèo. Vô số độn quang bay lên, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Ninh Khả Vân cũng là thân ảnh vừa chuyển, trực tiếp nhắc tới Lý Vân Tiêu cũng hướng xa xa tránh né ra. Bạc Phú Kình biến sắc, hóa thành một đạo kiếm quang lãnh lệ nhắm thẳng truy đi. Ầm ầm. Rốt cục lưỡng cổ lực lượng va đụng vào nhau, thiên địa đổ nát, mọi người chỉ cảm thụ được run rẩy, thời gian hoàn toàn hỗn loạn điên đảo, mọi người lần thứ hai bị hút vào bên trong không gian chảy loạn. Lần này uy lực muốn hơn xa lúc trước, phạm vi liên lụy càng cực lớn, ngoài mấy ngàn dặm vẫn đều có thể thấy khói đặc cuồn cuộn, giống như là bão tố đã tới trước cái loại áp lực này tràn đầy bầu trời vạn dặm. Ninh Khả Vân cũng không có thể trốn được quá không gian chảy loạn, chỉ bất quá nàng thần thái tự nhiên, vẫn chưa hoảng loạn, cầm lấy Lý Vân Tiêu lẳng lặng đứng thẳng, tùy ý bốn phía cảnh tượng biến ảo. Lý Vân Tiêu nhìn nàng một cái, đột nhiên cười nói. Các hạ chẳng lẽ chính là tỷ tỷ của Ninh Khả Nguyệt, từ Thần Tiêu Cung mà đến. Ninh Khả Vân biến sắc, hiện lên một tia vẻ tức giận, quát dẹp đường. Ngươi tại sao biết ta? Lý Vân Tiêu nói. Nhận thức thì nhận thức, tức cái gì? Ninh Khả Vân sửng sốt một chút, không khỏi quan sát tên tiểu tử trước mắt này thêm vài lần, cảm thấy thật có chút không giống người thường, lúc này mới bình tĩnh nói. Người nhận biết ta cực ít, ta chỉ là rất hiếu kỳ mà thôi. Lý Vân Tiêu cười nói. Là cô ta nói cho ta biết. Ninh Khả Vân nhướng mày, nói. Cô của ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Đó là muội muội ngươi. Ninh Khả Vân lúc này mới chợt hiểu ra, nghĩ đến Ninh Khả Vi đã nói, nếu muốn mượn hơi Lý Vân Tiêu, vậy dĩ nhiên cũng không nên làm khó hắn, lúc này mới nói. Nghĩ không ra muội muội ta còn nhắc qua với ngươi về ta. Lý Vân Tiêu nháy mắt một cái. Nhìn như vô tình thuận miệng hỏi nói. Thần Tiêu Cung cũng không phải Phong Sơn sao? Ngươi thế nào đi ra được? Ninh Khả Vân biến sắc, ngược lại khôi phục bình thường, nói. Chuyện không nên hỏi cũng không nên hỏi, xen vào việc của người khác dễ rước lấy phiền toái. Lý Vân Tiêu cười nói. Phiền phức, phiền toái của ta đã khá lớn, ai ai ai, hiện tại Hồng Nguyệt Thành, Hóa Thần Hải, thậm chí Vương Tọa Đằng Quang đều phải tìm ta phiền phức. Lớn hơn chút nữa cũng không sợ. Ninh Khả Vân lại bị sửng sốt, ngẫm lại cũng đúng, trong thiên hạ sợ là không có so với phiền toái lúc này càng lớn hơn nữa, nói vậy tiểu tử này là lợn chết không sợ nước nóng, muốn phá quán tử phá xuất rồi. Nàng nhất thời an ủi. Sự tình đã xảy ra, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, người sau này ít gây rối một chút là tốt rồi, ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi. Giúp ta, tại sao phải giúp ta? Lý Vân Tiêu kỳ quái, Hàn Quân Đình cũng là Thần Tiêu Cung, cùng với hắn đó là quan hệ đối lập, lẽ nào hướng gió thay đổi? Ninh Khả Vân có chút phiền não, không nhịn được nói. Ngươi không nên lại hỏi lung tung này kia nữa, ta không muốn trả lời ngươi mấy vấn đề này, nói chung ngươi tự giải quyết cho tốt. Còn có, ngoan ngoãn theo ta sẽ không hại ngươi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ kinh dị, bất quá hắn nhìn ra được. Ninh Khả Vân đích xác không có nói sai, tựa hồ thật là đang giúp hắn, chỉ bất quá hắn nghĩ không ra nguyên do trong đó mà thôi. Nếu đối phương không chịu nói, hắn cũng liền lười hỏi, miễn cho chọc tới phản cảm, hơn nữa Ninh Khả Vân chính là then chốt để hắn thoát khỏi khốn cảnh lúc này. Ầm ầm, quanh thân không gian chấn động, hai người cuối cùng từ trong chảy loạn bị chấn đi ra. Trước mắt vẫn là một mảnh hoang vu. Nhưng đã cách khu vực năng lượng kinh khủng bạo tạc không biết mấy trăm dặm rồi. Hơn nữa phía dưới cả vùng đất, tất cả đều là từng đạo vết rách, đều là do hai người Kỳ Thắng Phong và Đằng Quang chiến đấu lan tràn mà đến. Ninh Khả Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói. Nghĩ không ra cách xa như vậy, cũng tốt, miễn cho gặp phải phiền phức tới, chúng ta đi. Đi, ta trước đó đã nói, ngươi không nghe thấy sao. Không gian rung động, Bạc Phú Kình tay cầm bội kiếm bên hông. Từ trong hư không hiển lộ ra, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, sau đó lại rơi vào trên người của Ninh Khả Vân. Sắc mặt của Ninh Khả Vân phát lạnh, lạnh lùng nói. Trước tiên nói ra tên của ngươi tới, bằng không không có tư cách cùng với ta động thủ. Bạc Phú Kình chậm rãi rút ra trường kiếm, kiếm quang lạnh thấu xương, bình tĩnh nói. Không cần thiết. Ha ha,
đại danh của Vũ Kình huynh không cần giấu giếm. Lý Vân Tiêu cười nói. Không biết huynh có còn nhớ rõ Đông Hải ước hẹn. Bạc Vũ Kình nhướng mày, nói. Nhớ kỹ, ngươi giúp ta trấn áp dị lực trong cơ thể, ta hứa với ngươi hai điều kiện. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Nhớ kỹ là tốt rồi, vậy bây giờ chuyện thứ nhất đó là mời trở về đi. Bạc Vũ Kình lạnh nhạt nói. Đáng tiếc nha, sư tôn đã truyền cho phương pháp ta áp chế. Ta đã không cần trợ giúp của ngươi, hứa hẹn dĩ nhiên là trở thành phế thải rồi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Sẽ không mất chữ tín như vậy chứ. Bạc Vũ Kình hừ một tiếng nói. Nói cũng không thể nói lung tung, chúng ta là theo như nhu cầu, tự nhiên có chỗ hứa hẹn. Hiện tại ta không cần ngươi, còn nói gì hứa hẹn nữa. Ngươi nếu muốn chụp mũi cho ta một kẻ không giữ lời hứa, ta cũng không thể nói gì hơn. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu một cái, hòa thanh nói. Lý Vân Tiêu, giữa ta ngươi hai người biết được bí mật nhiều lắm, nên biết ta sẽ không thả ngươi đi. Không bằng theo ta trở về đi, lấy thiên phú và thực lực của ngươi, sư tôn cũng sẽ không làm khó ngươi. Lý Vân Tiêu trừng lên mắt tới, nói. Trước đó nói ra điều kiện ngươi cũng nhìn thấy, như thế mà còn không gọi là làm khó ta. Mà thôi, Vũ Kình huynh, nếu là còn niệm tình xưa giữa chúng ta, xin mời rời đi thôi. Ánh mắt của Bạc Vũ Kình lộ ra vẻ phức tạp tới, trầm ngâm chỉ chốc lát, rốt cục hạ quyết tâm, lạnh lùng nói. Đáng tiếc a, Lý Vân Tiêu, giữa ta và ngươi tựa hồ cũng không có gì tình xưa đi. Lý Vân Tiêu nháy con mắt, nói. Được rồi, cho dù là không có tình xưa. Lúc này sư phụ của ngươi và Đằng Quang đang đỉnh phong quyết đấu, sinh tử chưa biết, ngươi không đi quan tâm lão nhân gia ông ta sao? Bạc Vũ Kình nói, ta tin tưởng thực lực của sư tôn, chính là Đằng Quang há có thể làm gì được hắn. Ninh Khả Vân ở một bên tựa hồ từ lâu đã không chịu nổi, hừ nói. Cùng với hắn nhiều lời vô ích như vậy làm cái gì? Nếu không chịu đi, ta tốn chút công phu tiễn hắn ra đi là được. Trên người nàng nguyên lực khẽ động, một cái hồng lăng bay ra, ở trên lòng bàn tay uốn lượn, lẳng lặng huyền phù ở đó, kết thành trận thế, có thể công có thể thủ. Trong mắt của Bạc Vũ Kình lóe lên vẻ kinh dị, trường kiếm một vũ, một gió kiếm nổi lên, cả người hắn trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc, trên bầu trời của Ninh Khả Vân chợt hiện lên vô số phong lực, xoay quanh xuống, trung ương một thanh bảo kiếm sáng loáng, khí uẩn chấn động. Mơ hồ có hư ảnh mãnh thú, sắc bén chém xuống. Mi minh kiếm vũ phong, ảnh giới. Ninh Khả Vân sắc mặt đại biến, nghĩ không ra đối phương vừa ra tay chính là chiêu số ngoan lệ như vậy. Tay trái quyết ấn nổi lên, khắp bầu trời hồng lăng triển khai, kết xuất một phương trận hình tròn, một ký hiệu cổ quái dâng lên. Bang 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 bang. Kiếm ý rên rỉ cuồng bạo không ngừng đánh vào trên trận, chấn ra từng đạo kiếm quang, nhưng thủy chung không thể phá được. Ánh mắt Ninh Khả Vân lộ ra vẻ kinh hãi, kết giới chi lực của nàng dần dần suy yếu, cũng sắp chống đỡ hết nổi, mạnh mẽ tay phải một chảo, nhất thời một thanh chủy thủ màu xanh biếc xuất hiện ở trong tay, chuẩn bị đâm đi tới. Đột nhiên, kiếm ảnh đầy trời tiêu thất, Bạc Vũ Kình lóe lên liền đã xuất hiện ở ngoài mấy trượng, sắc mặt thanh lãnh. Ninh Khả Vân vùng xung quanh lông mày dương lên, không khỏi châm chọc nói. Thế nào, đừng đánh. Bạc Vũ Kình nói. Ngươi rất mạnh, có tư cách cùng ta đánh một trận. Nhưng ta ngươi chiến đấu cũng không thể để cho người khác ngư ông đắc lợi được. Ra đi, chư vị. Sắc mặt của Ninh Khả Vân trầm xuống, mọi nơi nhìn lại, nhưng không thấy có nhân ảnh. Bạc Vũ Kình vốn là cửu giai thuật luyện sư, thần thức phải so với nàng cường đại hơn nhiều lắm, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ còn muốn ta từng người một tới mời sao? Không gian rốt cục hơi rung động, Đường Khánh từ trong hư không đi ra. Mặt không biểu tình, nói. Hóa thần hải đại nhân quả nhiên thần thức rất cao. Bạc Vũ Kình nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Còn có ai nữa đều tự giác một chút, toàn bộ ra đi. Không gian bốn phía khẽ nhúc nhích, lần nữa hóa ra một gã bóng người, thân ảnh tử sú tịch đã hiển hiện ra trước mặt. Tình thế lúc này trở nên vi diệu. Ánh mắt Bạc Vũ Kình chuyển động, nói. Hai vị không biết ý gì. Đường Khánh lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu chính là người khởi xướng, phải ở lại thành Hồng Nguyệt bị xử tử. Bạc Vũ Kình cùng chữ Khả Vân sắc mặt run rẩy, hiển nhiên cũng không đồng ý với cách nói của hắn. Chữ Khả Vân nói. Tử sú tịch đại nhân đâu? Tử sú tịch một thân đầy khí chất phú quý,
mặt mũi mang theo phúc tướng, cười hắc hắc nói. Lý Vân Tiêu và Thánh Vực không có quan hệ gì, ta cũng không nhúng tay vào chuyện của các ngươi, cứ thuận tiện. Bạc Vũ Kình cười lạnh nói. Thuận tiện, là căn cứ tình thế thuận tiện hay là chúng ta thuận tiện với ngươi? Ai nha, chuyện này nói khó chuẩn. Tử Sú Tịch cười nói. Vị đại nhân này thật sự làm khó xử ta rồi. Sắc mặt Bạc Vũ Kình phát lạnh, nói. Ngươi lại ý nói, nếu như tình thế bất lợi, ngươi sẽ nhúng tay sao? Hắc hắc, chuyện này khó mà nói trước được. Tử Sú Tịch nháy nói ra, khóe miệng vẫn đang nở nụ cười vui vẻ. Bạc Vũ Kình mỉa mai nói. Vô sỉ. Hắc hắc, không dám nhận. Tử Sú Tịch ôm quyền, khiêm tốn nói. Vừa rồi nghe chư vị nói chuyện với nhau vài câu, cảm thấy vẫn là đại nhân lớn hơn một bậc. Lý Vân Tiêu vỗ tay khen. Tử Sú Tịch đại nhân quả nhiên có kiến thức. Tử Sú Tịch có phần có thâm ý liếc nhìn hắn, cười thầm. Khả Vân công tử nếu có ý, không bằng theo ta quay trở lại Thánh Vực, tâm tình 3 ngày 3 đêm. Hắn nói câu này làm cho mọi người cảnh giác lên, ít nhất bạo lộ ý nguyện trong nội tâm của hắn đang muốn gì. Lý Vân Tiêu một ngón tay chỉ vào Bạc Vũ Kình cùng Đường Khánh, cười nói. Hai người này muốn bắt giết ta, đại nhân trước đuổi chúng giúp ta đi, chúng ta bàn lại như thế nào. Tử Sú Tịch cười hắc hắc, liền không hề nói gì. Mấy người này không phải kẻ ngốc, nói chuyện vẫn cẩn thận, nghĩ lại tưởng tượng, nếu là kẻ ngốc, làm sao mà quấy thiên hạ phong vân cơ chứ? Trên mắt Bạc Vũ Kình hiện ra vẻ nổi giận, nhưng thoáng qua im lặng, nhìn lên trời cao, cất cao giọng nói. Ta vẫn rất kỳ quái, Thanh Hồng Nguyệt Đỏ Vàng Lam ba lão đâu rồi? Vì sao động tĩnh lớn như vậy mà không thấy bóng dáng, chẳng lẽ đã sớm đi theo sao băng, không còn trên nhân thế? Giọng nói vừa vang lên. Trong không gian có hào quang 3 màu đồ án Thái Cực Ngư đuổi tới, từ từ đáp xuống. TLNG mắt Đường Khánh hiện ra vẻ giận dữ và phức tạp, âm trầm bất định. Hồng lão mặt không biểu tình, mở miệng nói. Hừ, chư vị đã làm cho Thành Hồng Nguyệt này hoàn toàn thay đổi, ngược lại cũng nhớ tới 3 lão bà tử chúng ta. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu âm thầm lấy làm kỳ, không biết Hàn Quân Đình là người như thế nào, vậy mà thật sự bảo 3 lão không thể không ra tay. Nhưng nếu như 3 lão cùng Hàn Quân Đình có quan hệ, mà Hàn Quân Đình và chữ Khả Vân xuất thân Thần Tiêu Cung, có lẽ 3 lão giờ phút này lập trường cũng nhất trí với chữ Khả Vân cũng không chừng. Trong lòng Lý Vân Tiêu mừng thầm, nếu có 3 lão này trợ giúp, vậy thì thế cục không lo, hiện tại đánh giá duy nhất là mục đích. Tử Sú Tịch cười nói. 3 lão hàng lâm, Sú Tịch có lễ, vốn cho rằng 3 lão đi ra là người trong đồng đạo, vẫn trốn tránh không ra. Làm càn. Hoàng lão giận tím mặt, quát. Ai trốn tránh không dám ra chứ? Đừng vội ăn nói bừa bãi. Tử Sú Tịch lộ ra bộ dáng giật mình, cuống quýt nói. Như thế nào, chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng lão tức giận hừ nói. Tự nhiên không phải việc của 3 chúng ta, há lại giống kẻ bình thường như ngươi, lại sợ chết. À, Tử Sú Tịch mỉm cười, nói. Không biết chuyện gì làm cho 3 lão không quan tâm an nguy của Thành Hồng Nguyệt. Hoàng lão sững sờ, trầm tư nói. Cái này, Lý Vân Tiêu âm thầm im lặng, biết rõ 3 lão này cả ngày bế quan, chưa bao giờ liên hệ với người khác, sợ là bị lão hồ ly tùy tiện nói vài câu trước mặt mịu người mặt mũi mất hết, tuy hắn cũng cực muốn biết Hàn Quân Đình làm như thế nào chế trụ bọn họ, nhưng giờ phút này hiển nhiên Tử Sú Tịch mới là địch nhân, hắn trừng mắt, nói. Tử Sú Tịch đại nhân nghe ngóng những này chuyện này làm gì? Hẳn là thăm dò 3 lão. Hoặc là nghe ngóng tình báo trong Thành Hồng Nguyệt. Hoàng lão nghe xong, lập tức ngậm miệng lại, trên mặt đầy giận dỗi, cảnh giác lên. Tử Sú Tịch pha trò, cười nói. Lý Vân Tiêu ngươi nói gì vậy, nghĩ nhiều Thánh Vực cùng Thành Hồng Nguyệt vốn là huynh đệ nước sâu, tốt không thể tốt hơn, bàn gì tới tình báo. Sai đàm, sai đàm. À, nước lửa sữa hòa vào nhau. Lý Vân Tiêu giễu cợt nói. Vậy bây giờ Thành Hồng Nguyệt gặp nạn, hiển nhiên không phải toàn bộ, làm sao ớt rể đại nhân ra tay giúp đỡ chứ, ngược lại trốn ở trong góc chờ làm ngư ông đắc lơi. Cái này, Tử Sú Tịch không nói gì nữa, thầm nghĩ kẻ này miệng lưỡi thật sự là lợi hại, hắn từ ánh mắt của 3 áo làm bật lợi của mình, nhưng mà mồi hôi lạnh vẫn tuôn ra. Hiện tại ra tay quấy thế cục rối loạn là Phong Hào Vũ Đế, trình độ này ca làm gì mà xen vào. Lý Vân Tiêu không thuận theo không buông tha.
khẽ nói. Chuyện trong thiên hạ làm gì có thánh vực mặc kệ, mặc dù là phong hào võ đế, chỉ cần đại nhân ra mặt, đằng quang bao nhiêu cũng phải cho mặt mũi. Hết lần này tới lần khác vào lúc mấu chốt, đại nhân tương giao tốt với Thành Hồng Nguyệt, nhưng lại làm như không thấy, chỉ có thể bảo vệ tính mạng, nhìn qua là thu lợi bát chính, còn có. Nghe mấy người ở đây, đều cảm thấy có đạo lý, không khỏi xem thường, ngay cả Tử Sú Tịch cũng thật có chuyện như vậy, không khỏi hổ thẹn, vội vàng giải thích. Hiểu lầm, chư vị thật sự là hiểu lầm. Nhưng giải thích này lại càng vô lực. Bạc Vũ Kình cười lạnh nói. Hiểu lầm, sớm biết như vậy trong thánh vực không mấy thứ tốt mà. Chút tâm cơ này hạt đáng xem thường, làm trò cười cho người trong nghề. Tử Sú Tịch đỏ mặt lên, ấp úng, không biết giải thích như thế nào, ai cuối cùng thở dài một tiếng, mạnh mẽ một dậm chân, hắn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trách cứ không thôi. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, ôm quyền cung kính nói. Ba lão đã ra, không biết thái độ thế nào với tại hạ. Là bắt hay là giết? Hồng lão đạo. Tất cả dùng chữ Khả Vân Điện Hạ làm chủ. Cái gì? Trong lòng mọi người cả kinh, tất cả thầm nghĩ không tốt. Đường Khánh càng giận tím mặt, quát. Hồng lão đừng quên ta mới là thành chủ Thành Hồng Nguyệt. Ánh mắt Hồng lão trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai con ngươi híp lại, hoàn toàn không nhìn qua hắn. Đường Khánh tức giận thất khiêu bốc khói, tức giận nói. Hắn đâu này, làm cho hắn tới gặp ta. Hồng lão lúc này đưa mắt nhìn sang, khinh miệt nói. Đường Khánh, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng để hắn gặp ngươi. Sắc mặt Đường Khánh đại biến, lạnh giọng nói. Ngươi có ý nói ta cùng hắn đã kết thúc rồi. Lý Vân Tiêu cùng Bạc Vũ Kình và Tử Sú Tịch cảm thấy nội tâm chấn động, không biết bọn họ nói hắn rốt cuộc là người phương nào, nhưng nhất định là nhân vật mấu chốt. Sắc mặt Hồng lão biến thành ngưng trọng, mới nói. Cũng không phải là kết thúc, mà là hắn không hy vọng ngươi động thủ với Lý Vân Tiêu. Mọi người cũng nhìn ra được, Hồng lão vừa rồi trầm ngâm một lát, tất nhiên là có người truyền âm nhập mật, không khỏi kinh hãi, nhao nhao đem thần thức tản ra. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu cùng Bạc Vũ Kình, hoàn toàn không cảm giác được chung quanh có người, biết rõ đây đúng là nhân vật lợi hại. Nhưng hai người hoàn toàn có tâm tính khác nhau. Ha ha, chê cười. Đường Khánh lạnh giọng nói. Nếu để Lý Vân Tiêu chạy đi, vị trí thành chủ của ta làm thế nào nữa? Người trong thiên hạ đem làm như thế nào xem ta? Hắn nhìn bầu trời, quát to. Đi ra, nếu hôm nay không giết được Lý Vân Tiêu, ta và ngươi chỉ hợp tác tới đây thôi, mà thân phận của ngươi và bí mật gì gió ta sẽ thông báo thiên hạ. Tiếng của chữ Khả Vi truyền đến, ung dung nói. Đường Khánh, cảm xúc của ngươi xúc động, Lý Vân Tiêu cũng không phải mấu chốt, đừng quên ta và ngươi hợp tác có ước nguyện ban đầu là thế nào. Đường Khánh cười lạnh nói. Ha ha, ta xúc động, hôm nay ta ở trước mặt người thiên hạ bị Lý Vân Tiêu bạt tai, nếu không thể lấy lại danh dự. Ta còn thể diện gì mà làm thành chủ, ta còn phải tuân thủ ước nguyện ban đầu làm gì. Chuyện này chữ Khả Vân và ba lão nhân chấn động, cực độ muốn biết hai người có cái gọi là ước nguyện ban đầu rốt cuộc là gì. Lý Vân Tiêu nhíu mày, âm thanh kia dường như có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi, thân ảnh của vô số người hiện ra, hắn không nhớ nổi là người nào. Chữ Khả Vi nói, thể diện thực sự trọng yếu như vậy sao? Đường Khánh mặt âm trầm, khẽ nói. Không có thực lực và địa vị, thể diện tự nhiên không trọng yếu, không đáng một đồng nhưng giờ phút này ta chính là cường giả cửu tinh đỉnh phong, có được Thành Hồng Nguyệt, đứng đầu nhiều người, mặt mũi ném đi sao? Chữ Khả Vi nói, cửu tinh đỉnh phong cường hoành sao? Ngươi thực có được Thành Hồng Nguyệt sao? Đột nhiên thân hình Đường Khánh run lên, hai vấn đề này trực chỉ uy hiếp bản thân của hắn, gương mặt trở nên tái nhợt, dần dần bắt đầu vặn vẹo. Thực lực chưa đủ. Đối với chuyện không khống chế được Thành Hồng Nguyệt chính là tâm bệnh của hắn cho tới nay. Chữ Khả Vi tiếp tục nói. Cửu tinh đỉnh phong không đáng kể chút nào. Mấy người trước mặt này, có ai kém ngươi? Thể diện của ngươi trong mắt ta, trong mắt hắn, căn bản không đáng một đồng. Thậm chí bản thân ngươi cũng là quân cờ tùy thời bị vứt bỏ. Bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng có tư cách và thực lực đánh cờ với chúng ta. Nội tâm tất cả mọi người kinh hoàng. Hoảng sợ truy tìm nơi phát ra âm thanh, lại không thu hoạch được gì. Người đang khiển trách Đường Khánh rốt cuộc là tồn tại thế nào? Đáp án không cần nói cũng biết,
hiện tại chuyện làm người ta hiếu kỳ duy nhất là thân phận của người này. Gương mặt Đường Khánh xấu hổ và giận dữ, từ xanh biến thành tím, nhưng lại ngậm miệng không phản bác. Chữ Khả Vi tiếp tục nói. Người không có thực lực, nói chuyện thể diện gì, người không cảm thấy khôi hài sao? Đây mới là mất mặt thật sự. Những lời này Đường Khánh làm sao không biết, hắn cho tới nay vẫn đắm chìm trong ánh sáng thành chủ thành Hồng Nguyệt, không muốn đi đối mặt mà thôi. Hắn cắn răng nói. Đúng vậy, người nói một chút cũng không sai, ta chỉ là quân cờ, nhưng người cũng chưa chắc không phải quân cờ. Chữ Khả Vi nói. Ta cũng là quân cờ, nhưng ta ít nhất là một quân cờ có phân lược, thậm chí có thời điểm còn có thân phận người đánh cờ. Mà ngươi từ đầu đến cuối là quân cờ. Duy chỉ có ta mới có thể ngẫu nhiên cho rằng ngươi là người đánh cờ, nếu ngươi khư khư cố chấp vi phạm ước nguyện của chúng ta, như vậy không cần hắn ra tay, ta sẽ ném con cờ như ngươi đi. Đường Khánh tức giận dị thường, dường như khó mà tin được, gào lên. Ngươi định vò một Lý Vân Tiêu, mà vứt bỏ ta. Chữ Khả Vi bình tĩnh nói. Như thế nào, ngươi cho rằng mình rất trọng yếu sao? Ngươi chỉ là con cờ mà ta dùng ngăn cản hắn mà thôi. Mà ta cũng vui vẻ dùng ngươi làm giảm sốc, tất cả chỉ là ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Một khi cần thì ngươi có thể tùy thời bị thay thế đi. Đường Khánh A, ta vẫn cho rằng ngươi là kẻ thông minh, chẳng lẽ ngươi còn chưa khám phá ra vận mệnh của bản thân hay sao? Tất cả mọi người nghe xong cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thành chủ thành Hồng Nguyệt chỉ là quân cờ, vậy đây là bàn cờ thế nào? Ha ha, hiểu, ta sớm hiểu cả. Đường Khánh gầm thét cười to nói. Chỉ là của ta không cam lòng a. Chữ Khả Vi nói. Trong ván cờ thiên địa này, người siêu phàm nhập thánh mới có tư cách làm người đánh cờ. Mà người thân là quân cờ chỉ có thể xem xét thời thế, chọn một người đánh cờ có lợi cho mình nhất, đó là hành động lý trí. Mà làm quân cờ cho ta, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất với ngươi. Nói với chuyện quân cờ và người đánh cờ, tất cả mọi người nghe xong cảm thấy hãi hùng khiếp vía, lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh. Lấy thiên hạ làm bàn cờ, khí lực và phách lực này là bực nào, lực lượng ra sao? Nhưng mà người này rốt cuộc là ai? Đường Khánh cười thảm một tiếng, trong mắt hắn hiện ra thần sắc âm độc lạnh như băng, âm thanh cắn răng vỡ nát vang lên, thân hình phát run sau đó dường như dùng khí lực cực lớn mới ngăn chặn cảm xúc của mình, lạnh giọng nói. Ta hiểu rồi. Chữ Khả Vi tán thưởng nói. Người rất thông minh, thật sự là một quân cờ tốt, ta rất ưa thích. Đường Khánh lạnh lùng nói. Nếu như là ta kẻ đánh cờ, ngươi sẽ lâm vào tử cục. Chữ Khả Vi cười cười, nói. Rất chờ mong có một ngày như vậy, chỉ mong ta còn có thể nhìn thấy. Toàn thân Đường Khánh tỏa ra khí chất âm trầm, không rên một tiếng đứng ở đó, cũng không nói thêm cái gì nữa. Những người còn lại không dám cử động dù là nhỏ nhất mặc dù không biết người đến là người phương nào, nhưng chỉ từ những người vừa rồi đã trấn nhiếp và làm bọn họ không dám vọng động. Đặc biệt là Bạc Phú Kình cùng Tử Sú Tịch, cảm thấy trên lưng cực độ không thoải mái. Bạc Phú Kình nuốt nước bọt, ôm quyền cung kính nói. Không biết là vị nào quang lâm, kính xin hiện thân gặp mặt. Hừ, hiện thân gặp mặt, ngươi xứng sao? Tiếng của chữ Khả Vi cười nhạo truyền đến. Sắc mặt Bạc Phú Kình đại biến, nhưng cũng không dám tức giận, đành phải nói. Vậy kính xin đại nhân cho biết họ tên, ít nhất để cho ta biết là người phương nào. Chữ Khả Vi lạnh nhạt nói. Không cần, người cùng Tử Sú Tịch trực tiếp cút đi. Bạc Phú Kình tức giận nói. Cứ như vậy tay không mà quay về, ta làm sao bàn giao? Chữ Khả Vi lạnh lùng nói. Bàn giao như thế nào là chuyện của ngươi, nếu không cút thì đó là chuyện của ta. Trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp, hơn nữa một khí tức kinh khủng ập tới, làm sắc mặt Bạc Phú Kình đại biến. Hắn mạnh mẽ cắn răng một cái. Lạnh giọng nói. Mặc dù ngươi là cường giả siêu phàm nhập thánh, bằng vào mấy câu như vậy bảo ta cút, đúng là quá ngây thơ. Bảo kiếm trong tay lóe lên, hào quang tách ra sau đó nhân kiếm hợp nhất, hướng trên bầu trời đâm tới. Hừ, đã như vậy, lưu lại vĩnh viễn đi. Tiếng nói lạnh lùng của chữ Khả Vi vang lên, bầu trời bỗng nhiên mây trắng quay cuồng, hóa thành một bàn tay sau đó nhanh chóng giáng xuống. Ầm ầm, tầng không khí bị nghiền nát. Hóa thành kình lực bắn ra bốn phía. Phanh! Kiếm ý của Bạc Vũ Kình đột nhiên bị đập nát, thân thể trực tiếp bị đánh vào trong mặt đất, bụi đất tung bay. Thôi đi, không biết tự lượng sức mình.
Chữ Khả Vân mỉa mai cười một tiếng, nói. Lý Vân Tiêu, theo ta đi thôi. Chậm đã. Đột nhiên, Tử Sú Tịch chậm rãi mở miệng nói ra, trong mắt mang theo hào quang quỷ dị, nói. Lý Vân Tiêu này thánh vực muốn. Ân, Tử Sú Tịch đại nhân, ánh mắt của ngươi không tốt sao? Chữ Khả Vi cười lạnh chỉ vào cả vùng đất này. Hai gò má Tử Sú Tịch chảy mồ hôi lạnh, trên trán cũng chảy mồ hôi lạnh chằng chịt, ngượng ngùng nói. Ta vô ý làm phiến chư vị, chỉ là vừa rồi có đại nhân đưa tin, bảo ta thỉnh mấy vị dừng bước một chút. Sắc mặt mọi người biến hóa, cái gọi là dừng bước một lát, tự nhiên là hắn bảo mọi người kéo dài đứng ở nơi này. Đường Khánh sắc mặt đại biến, ánh mắt chớp động không ngừng, lạnh giọng nói. Chẳng lẽ là hắn đến? Thân hình Tử Sú Tịch run lên, lấy ra một khối khăn gấm, cẩn thận lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói. Chưa vị nói hắn, hẳn là vị đại nhân này a. Vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh truyền tới, vang vọng cả vùng đất. Tử Sú Tịch, hỏi nhiều như vậy, người chán sống hay sao? Tử Sú Tịch rung giọng nói. Đại nhân, quả nhiên là ngài đến. Là ai? Chữ Khả Vân đột nhiên cả kinh, hoảng sợ nhìn chung quanh. Ba lão sắc mặt đại biến, bộ dáng như lâm đại địch. Đồng tử Lý Vân Tiêu càng co lại, thân thể cũng không thể bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, hắn đã nghe ra người tới là ai. Ha ha, bổn tọa chính là người phụ thân ngươi nói là kẻ đánh cờ giấy. Âm thanh này cười lạnh, trên bầu trời có vằn nước nhộn nhạo, chậm rãi có chiến xa chạy nhanh ra. Chữ Khả Vân chấn động. Nàng vẫn không rõ phụ thân nói người nọ rốt cuộc là ai, hiện tại cuối cùng nhìn thấy chân dung thì nội tâm co rút lại. Mà Lý Vân Tiêu cùng Tử Sú Tịch càng chấn động, tất cả nghẹn ngào cả kinh nói. Cái gì? Hai người cũng biết thân phận của chữ Khả Vân, tự nhiên hiểu được phụ thân nàng là ai, tất cả đều khiếp sợ và hoảng hốt. Thân hạm bay ra khỏi không gian, thân hạm cũng không lớn, chỉ dài 10 trượng mà thôi, nhưng thập phần tinh xảo, phía trên có trận pháp thay đổi liên tục. Tỏa ra hào quang vạn trượng. Ngươi là, Phi Thanh đại nhân. Đột nhiên chữ Khả Vân kêu lên, tiếng kêu vô cùng bén nhọn, cơ hồ đâm rách chân trời. Trên chiến hạm, trên một phương tỏa trạm khác hoàn mỹ có một nam tử đang ngồi, dùng tay chống trán, dựa qua một bên, dường như đang trầm tư, hoặc là đang nhắm mắt điều tức. Tuy sắc mặt nam tử lưới biếng lại khí vũ hiên ngang, đôi má trong suốt như thủy tinh, khóe mắt nhếch lên, đồng tử tinh khiết yêu dị. Đôi môi hơi mỏng và nhợt. Thân ảnh Tử Sú Tịch lóe lên, liền xuất hiện ở trên chiến hạm kia, cười nói. Quả nhiên là Vi Thanh đại nhân, ta nói sao, trong thiên hạ có nhiều cao thủ như vậy. Có thể trấn nhiếp chư hùng cũng chỉ có mấy vị đại nhân của thánh vực mà thôi. Vi Thanh nhíu mày, nói. Tử Sú Tịch, đứng qua một bên. Vâng, Tử Sú Tịch vẫn bộ dáng cười hì hì, nháy mắt với đám người sau lưng Vi Thanh, xem như chào hỏi. Thành thành thật thật chờ một bên. Hắn bản chính là thông minh tuyệt đỉnh chi nhân, biết không nên quản sự bất kể, không nên hỏi sự tình đừng hỏi, nếu không cũng sẽ không biết trưởng quản thánh vực tài tư cái này giàu đến chảy mỡ địa phương. Giờ phút này Bạc Vũ Kình cũng từ trong cái hố đi ra, khóe miệng đầy vết máu, bộ dáng chật vật nhìn qua bầu trời. Vi Thanh mỉm cười nói. Chữ Khả Vi, bổn tọa tới, còn không đi ra gặp sao? Trước chiến hạm. Không gian như vằn nước bị đẩy ra, một thân áo đen, chữ Khả Vi tóc bạc đi ra. Hắn đi xuống một bước, dưới chân có gợn sóng nhộn nhạo, chậm rãi đi tới chiến hạm. Vi Thanh, người cũng ngấp nghé Lý Vân Tiêu. Chữ Khả Vi chậm rãi nói ra, vẻ mặt bình tĩnh, tràn đầy nếp nhăn, không giấu được dấu vết tuế nguyệt. Ha ha, kỳ vật chung thưởng thức, đáng nghi sống chung tích. Tất cả mọi người đều hứng thú, tại sao ta không hứng thú được chứ? Ánh mắt Phi Thanh nhìn qua, giống như ánh trăng sáng ngời, bao phủ bên dưới. Nhưng mặt mũi Lý Vân Tiêu lại tràn đầy âm lãnh, hai mắt lộ ra hàn mang, không sợ hãi nhìn qua. Phi Thanh lộ ra dị sắc, nói. Lý Vân Tiêu, chúng ta xem như gặp mặt lần thứ hai, nhưng mà lần trước bổn tọa không lưu ý ngươi, mà ngươi cũng chưa từng gặp qua bổn tọa, tại sao thù hận như vậy? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Giả vờ đi, tiếp tục giả vờ đi. Đồ đệ của ta Mộng Bạch cùng tỷ tỷ của hắn Mộng Vũ là ngươi cướp đi sao? Trong thành Phong Linh kẻ phái người tới bắt tay, cũng là ngươi sai xử a, vì sao ngạc nhiên như vậy, còn vô tội hơn cả ta? Khục khục, Vi Thanh ho khan vài cái, nói.
có ta dạy bảo tỷ đệ Mộng Bạch, chẳng lẽ không mạnh hơn ngươi sao? Đây cũng là tốt cho bọn họ, về phần ta phái người bắt ngươi, thật sự là oan uổng ta. Nhất định là thủ hạ hành sự bất lực, ta đã dặn dò bọn họ cẩn thận, nhất định phải dùng lễ đối đãi, bọn họ lại dám bắt, như vậy ta chắc chắn nghiêm trị không tha. Hắn nói nghiêm trang, giống như đúng là như thế, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng phải tin tưởng. Lý Vân Tiêu nháy mắt, nói. Nói như vậy Vi Thanh đại nhân là mời ta đi thánh vực sao? Vi Thanh gật đầu nói. Đúng vậy, nhân tài mới xuất hiện như ngươi, thánh vực luôn luôn vui lòng dùng tài nguyên tài bồi, thậm chí hoan nghênh ngươi gia nhập. Chữ Khả Vân cả kinh nói. Lý Vân Tiêu, không nên đi. Lý Vân Tiêu nói. Đa tạ Vi Thanh đại nhân yêu mến, tuy là mời, nhưng ta có việc trong người, không đi, mời đại nhân trở về đi. Vi Thanh sững sờ, sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói. Giá đỡ thật lớn, thiên hạ thậm chí có người mà Vi Thanh ta mời không động sao. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Thực cho rằng mình là dễ hành gì, ngươi không mời được rất nhiều người đấy. Lớn mật, Tử Sú Tịch hoảng sợ, tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người nói chuyện như thế với Vi Thanh. Sắc mặt Vi Thanh trở nên lạnh như băng, nói. Ngươi đúng là dám nói. Thiên hạ này còn có ai ta mời không được? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Tứ Hải Trung chủ Hải Hoàng Ba Long, người mời cho ta xem. Vi Thanh sững sờ xuống, thành thành thật thật nói ra. Mời không được. Yêu tộc đại thuật luyện sư Ngải Nhĩ mời được không? Cái này, mời không được. Hừ, biết càn quấy, hai người này chính là dị tộc, Vi Thanh đại nhân cũng mời không được. Người nói trong bổn tộc. Có người nào mà Vi Thanh đại nhân mời không tới? Tử Sú Tịch vội vàng đánh gãy hắn, sợ hắn không ngừng nghỉ cố tình gây sự. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nếu nói là hai người này còn có thể mời được đi, như vậy vị trong tộc ta, Vi Thanh đại nhân chắc chắn mời không được. À, Vi Thanh cũng hứng thú, nói. Mặc dù là thập đại phong hào võ đế, hóa thần hải quần thủ, bảy đại tông chủ, cũng không thể nói ta 100% ta mời không được. Tử Sú Tịch nói, đại nhân không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, người này công phu miệng lưỡi rất lợi hại, ta đã được kiến thức qua rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, Tử Sú Tịch, người trưởng quản tài thi thánh vực, phú khả địch quốc, có dám cùng ta đánh bạc một trận không? Tử Sú Tịch khẽ nói, đánh bạc, hừ, loại chuyện này làm sao đánh bạc đây? Người tùy tiện nói một người, khẳng định Vi Thanh đại nhân không mời được. Chẳng lẽ lại thật để đại nhân đi mời sao? Lý Vân Tiêu nói. Ta tự có cách khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Tử Sú Tịch nhíu mày ra, hắn quả thật không nghĩ ra có người nào Vi Thanh không mời được, không chỉ có hắn, mà người còn lại cũng vạn phần tò mò. Đánh bạc với hắn. Vi Thanh hạ lệnh. Tử Sú Tịch vội la lên. Đại nhân, nếu hắn chơi xấu. Vi Thanh nói. Nếu hắn đùa giỡn, bổn tọa tự sẽ phạt hắn. Hắn cũng không tin Lý Vân Tiêu có thể nói cho mọi người tâm phục khẩu phục, đến lúc đó lấy việc này làm lý do, mang hắn về thánh vực, cũng là giảm đi phiền toái. Tử Sú Tịch lúc này mới nói. Lý Vân Tiêu, người đánh cuộc với ta cái gì? Lý Vân Tiêu nói. Nói thật, ta cũng không muốn gì cả, cứ đánh bạc đầu của ngươi đi. Tử Sú Tịch lại càng hoảng sợ, cả giận nói. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao lại ác ý như thế? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Không có gì, con người ta thấy một ít người nịnh nọt liền cảm thấy chán ghét thôi. Đáng chết! Tử Sú Tịch lạnh giọng nói. Nếu ngươi không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục, ta cũng lấy đầu chó ngươi. Lý Vân Tiêu vỗ tay khen. Tốt, có gan, lần này khiến ta xem trọng ngươi không ít, có lẽ ta thấy cao hứng, sẽ không lấy đầu chó ngươi cũng không chừng. Tử Sú Tịch lạnh giọng nói. Tranh thủ thời gian nói ra là người phương nào, để cho ta tới hái đầu của ngươi. Hắn thầm nghĩ, bất luận đối phương nói ra người phương nào, mình cũng không phục. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Người bổn tộc Phi Thanh đại nhân 100% không mời được, chính là Lý Vân Tiêu ta. À, cái này. Tất cả mọi người sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười cổ quái. Hắn như nói ra bất luận người nào khác, đều không thể khiến mọi người tin phục 100%. Nhưng nói bản thân hắn thì lại hoàn toàn không cách nào phản bác, hoàn toàn không cách nào không tin phục được. Tử Sú Tịch vốn muốn mở miệng nói không phục, nhưng chữ không kia còn kẹt trong cổ họng,
rốt cuộc không hốt ra được, chỉ là hai mắt trừng lớn lên. Vi Thanh cũng sửng sốt một chút, lập tức một hồi im lặng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Tử Sú Tịch, đưa đầu chó ra cho ta chém đi. Hắn giơ tay lên, bổ tới một đạo kiếm khí. Tử Sú Tịch tự nhiên sẽ không tùy ý để hắn chém, lắc mình một cái liền tránh khỏi, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, đừng vội hồ đồ. Hồ đồ. Lý Vân Tiêu nhướng mày lên, lạnh lùng nói. Chư vị ở đây đều là cường giả có uy tín danh dự, mọi người cảm thấy trước kia là hồ đồ sao? Ninh Khả Vân nói. Đương nhiên không phải, đây chính là đổ ước giữa võ giả A, hơn nữa có cha ta và Vi Thanh đại nhân tự mình làm chứng, ai dám nói là hồ đồ chứ? Ninh Khả Vi cũng gật đầu nói. Người nói hồ đồ chính là miệt thị ta và Vi Thanh đại nhân, đáng phải chết. Tử Sú Tịch có chút không bình tĩnh nổi nữa, chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường, cũng không thể bởi vì loại chuyện không đâu này mà chém đầu mình a. Lý Vân Tiêu nói. Kính xin Vi Thanh đại nhân thay ta làm chủ, đồng thời giữ gìn danh dự thánh vực, để tránh truyền ra ngoài khiến danh của thánh cực rớt xuống ngàn trượt, di cười thế nhân, bị thiên hạ chế nhạo. Vi Thanh nhíu mày lại. Hắn biết rõ Lý Vân Tiêu cố ý chụp mũ loạn, nhưng mọi người ở đây đều là cường giả, nếu có ý khó xử thì quả thật sẽ càng ngày càng phiền toái. Lý Vân Tiêu, đổ ước vừa rồi đích thật là ngươi thắng. Nhưng Tử Sú Tịch dầu gì cũng là trưởng một ti tại thánh vực, nếu ngươi giết hắn, há chẳng phải sẽ kết thù oán với thánh vực sao? Theo ta thấy, không bằng tha cho tánh mạng hắn, để hắn dùng cách khác đền bù tổn thất đi. Vi Thanh nói xong, Tử Sú Tịch lập tức nói. Đúng đúng đúng, thiên tài địa bảo, huyền khí đan dược, thần thông yếu quyết, chỉ cần ta lấy ra được, tất sẽ không tiếc. Lý Vân Tiêu, nếu ngươi cố ý giết ta, vậy ta cũng chỉ có thể liều mạng với ngươi, hậu quả đối với ai cũng không tốt đâu. Lý Vân Tiêu nói, như vậy à, được rồi, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Nhưng chư vị đại nhân đều làm chứng cho ta, Tử Sú Tịch đã thiếu ta một cái mạng, ngày khác nếu hắn không trả, kính xin chư vị đại nhân làm chủ thay ta. Tử Sú Tịch vẻ mặt hắc tuyến, mình thật sự là xui xẻo tám đời rồi, không hiểu thấu lại thiếu nợ một cái mạng, sắc mặt liền khó coi tới cực điểm. Vi Thanh nói, được, việc này ta làm chủ cho ngươi, nếu Tử Sú Tịch không trả, ta tất nhiên thay ngươi lấy lại công đạo. Bất quá, Vân Tiêu công tử tốt hơn là nên theo ta đi về thánh vực một chuyến A. Đây cũng không phải là mời, coi như là Vân Tiêu công tử bán ta một cái nhân tình là được rồi. Sắc mặt tất cả mọi người biến hóa, Vi Thanh trước mặt mọi người đồng ý thiếu một nhân tình, giá trị liên thành, cũng đủ lộ ra thành ý rồi. Lý Vân Tiêu cười nói, ta có sức hút như vậy sao? Thánh vực chấp chính giả, hai đời thành chủ thành Hồng Nguyệt, phong hào võ đế Đằng Quang, còn có cường giả thần bí của Hóa Thần Hải đều muốn mời ta đi làm khách, ta thế này có tính là chạm tay có thể bỏng không? Sắc mặt Vi Thanh và Ninh Khả Vi đều biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Bạc Vũ Kình. Khiến cho Bạc Vũ Kình toàn thân run lên. Vi Thanh nói, khuôn mặt các hạ tựa hồ dường như đã từng quen biết, lại nhất thời không nhớ nổi, người rốt cuộc là ai? Ninh Khả Vi nói, người đánh một trận với Đằng Quang thực lực siêu tuyệt, thần thông cái thế, tuyệt không thể nào là hạng người vô danh được, người nọ là ai? Hai vấn đề lập tức khiến sắc mặt Bạc Vũ Kình đại biến, nếu giờ phút này bị phát hiện thân phận, tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nhưng bị hai đại cường giả ép hỏi, khiến hắn như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Vi Thanh nói, xem ra rất có ý tứ đấy, ngươi cũng theo ta quay về thánh vực một chuyến đi. Trong lời nói của hắn mang theo một cổ uy nghiêm, có loại cảm giác không thể kháng cự. Bạc Vũ Kình lạnh lùng nói, thánh vực quản chuyển hóa thần hải ta, không khỏi nhúng tay quá nhiều rồi. Hắn nắm chặt trường kiếm, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Vi Thanh lạnh nhạt nói, ta hoài nghi ngươi cũng không phải là người hóa thần hải, cho nên mang về điều tra một chút, nếu có thể chứng minh thân phận của ngươi, ta tự nhiên sẽ tiễn ngươi về hóa thần hải, hơn nữa còn bồi tội nữa. Bạc Vũ Kình cả giận nói, tốt một cái lấy cớ đường hoàng. Vi Thanh lạnh nhạt nói, Bạch Cô Đường, La Tinh, hai người các ngươi mang Lý Vân Tiêu và người giả mạo đại sư hóa thần hải này về trước. Bổn tọa lưu lại. Ta ngược lại muốn xem một chút, người có thực lực đánh một trận với Đằng Quang kia rốt cuộc là ai. Hắn đối với phẫn nộ của Bạc Vũ Kình hoàn toàn làm như không thấy, lâu la không nhân quyền, đây là pháp tắc thế gian. Ánh mắt của hắn quang hướng xa xa, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.
Sau vụ nổ kinh khủng lúc trước, tựa hồ cũng không còn động tĩnh, hoàn toàn lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Vâng, đại nhân. Trên bong tàu chiến hạm lóe lên hào quang, phân ra hai đạo quang ảnh một thanh một bạch, hóa thành hai người. Một người áo lưới xanh lá mạ, châm trúc bó tóc, một người bào phục tuyết trắng, không nhiễm một hạt bụi. Hai người đều mặt mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển, hiếu kỳ nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Tất cả mọi người trong lòng rùng mình, hai người tùy tiện đi ra này liền có thực lực võ đế cửu tinh đỉnh phong, cho người một loại cảm giác nguy hiểm dị thường. Thân thể Ninh Khả Vân rời lên trước một bước, ngăn Lý Vân Tiêu ở sau lưng, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu cũng không nói muốn đi với các ngươi, chẳng lẽ Vi Thanh đại nhân muốn đích thân ra tay bắt người rồi sao? Vi Thanh nói. Vì mời Lý Vân Tiêu, bổn tọa phái ra hai người Tiểu Kiêu và Hoán Diệt, lại không hiểu vẫn lạc ở ngoài thành Hồng Nguyệt. Vì kiểm chứng cái chết của hai người này, bổn tọa tự mình ra tay cũng chưa hẳn không thể. Ngược lại Ninh Khả Vân, người muốn ngăn đón ta, bằng vào thân phận và lập trường gì đây? Ninh Khả Vân khẽ giật mình, trầm giọng nói. Việc này là việc riêng của ta, dùng thân phận con gái phụ thân đến tương trợ thành Hồng Nguyệt, không quan hệ đến Thần Tiêu Cung. Phi Thanh nói, ta đoán cũng là như thế, vậy giữa ngươi và ta sẽ không có xung đột rồi. Thành Hồng Nguyệt hai đời thành chủ đều ở đây, đều không dị nghị, ngươi vẫn nên tránh ra đi. Ninh Khả Vân sửng sốt, nhìn cha mình một cái, nếu cha mình không mở miệng thì mình thật sự không có lập trường ra tay. Vết nhăn trên trán Ninh Khả Vi hãm sâu xuống, từ một khắc khi Phi Thanh xuất hiện thì hắn lại càng nhíu chặt hơn. Phi Thanh thấy thân hình hắn khẽ nhúc nhích, mở miệng muốn nói. Lên trực tiếp giành nói. Y theo quy củ thành Hồng Nguyệt, thành chủ địa vị vừa tôn vừa quý, một lời có thể định đoạt. Như vậy đi, Đường Khánh đại nhân, người tỏ thái độ đi. Đường Khánh lộ ra sầu khổ, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào hắn, lòng bàn tay không khỏi chảy ra mồ hôi. Ba người bọn họ lợi dụng lẫn nhau, đi đến một bước hiện giờ xem như đã trở mặt, như vậy cũng nên đến lúc chia trận doanh rồi. Là về phía Ninh Khả Vi. Hay là Vi Thanh? Người trước càng phù hợp với lợi ích của mình hơn, nhưng người sau càng dễ thoát thân ra, người sau lại càng cường đại hơn, một khi đắc tội thì hậu quả không thể lường được. Mồ hôi lạnh rậm rạp chằng chịt chảy xuống, hắn cũng biết ý Vi Thanh, trước nói quy củ thành Hồng Nguyệt, lại đẩy mình ra sân khấu, do chính mình đến quyết đoán, như vậy cũng tránh khỏi xung đột trực tiếp với Ninh Khả Vi, xem ra giờ hắn cũng không muốn vạch mặt với Ninh Khả Vi. Mà bộ dạng Ninh Khả Vi giờ phút này tựa hồ cũng có tâm tư như vậy, tuy rằng sinh ra xung đột lợi ích với Vi Thanh, nhưng cũng không muốn quyết liệt, bởi vậy mình liền trở thành tên xui xẻo phải lựa chọn. Hắn nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên trong mắt lóe lên tinh mang, tựa hồ linh cơ khẽ động, nói. Thành Hồng Nguyệt đối với Lý Vân Tiêu cũng không có cách nghĩ chủ quan gì, dù sao đây là chuyện của Lý Vân Tiêu, vẫn nên do bản thân Lý Vân Tiêu quyết định đi hay không đi thôi. Thành Hồng Nguyệt tôn trọng lựa chọn của Lý Vân Tiêu. Tất cả mọi người thầm mắng một câu lão hồ ly, thoáng cái đã đẩy vấn đề lại nguyên điểm. Phi Thanh gật đầu nói. Nếu nói thế, vậy chính là Thành Hồng Nguyệt mặc kệ việc này rồi. Bạch Cô Đường, La Tinh, mang hai người bọn họ trở về đi. Vâng. Hai người thân ảnh khẽ động, hạ xuống khỏi chiến hạm, đột nhiên không gian trì trệ, một cổ uy áp cực lớn trấn trụ hai người bọn hắn. Nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển khó khăn. Ân, đại nhân, đây là ý gì? Đồng tử Bạch Cô Đường hơi co lại, nhìn chằm chằm vào phía trước, lạnh lùng nói. La Tinh cũng chậm rãi nắm tay lại, từng đạo nguyên lực màu xanh vờn quanh ra, sắc mặt âm lãnh. Trong mắt Phi Thanh tựa hồ có một vũng bích thủy, thanh tịnh như thế, lộ ra chút hàn quang, thản nhiên nói. Ninh Khả Vi, vừa rồi nghe ngươi một phen quân cờ luận. Bây giờ là muốn đánh cờ với bổn tọa sao? Ninh Khả Vi hắc hắc cười cười, nói. Lão già khọm rồi, cũng không biết có thể thắng được người trẻ tuổi các ngươi không nữa. Vi Thanh sắc mặt lạnh dần, nói. Ninh Khả Vi, người có nghĩ qua hậu quả khi ra tay chưa? Hậu quả, không phải là xương cốt bị hủy đi sao, dù sao mấy lão già chúng ta cũng không sống được bao lâu nữa rồi. Ninh Khả Vi tựa hồ hạ quyết tâm, nếp nhăn trên trán giãn ra. Lười biếng nói, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tam lão Hồng Hoàng Lam cũng trở nên khẩn trương, từng người cảnh giác nhìn chằm chằm vào trên chiến hạm, dù sao đối thủ chính là thánh vực chấp chính giả A. Phi Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Hai cường giả đỉnh phong của thánh vực biến mất ở phụ cận thành Hồng Nguyệt,
giờ ta muốn mang hai người này về điều tra, tất cả ngươi ngăn cản đều có hiểm nghi trọng đại, nếu Thành Hồng Nguyệt ngăn trở, bổn tọa rất có lý do để tin tưởng, chuyện này có phần Thành Hồng Nguyệt tham dự, thậm chí chủ đạo. Hai mắt hắn phát lạnh, nói. Nếu là như thế, vậy thì bổn tọa phải vận dụng tài quyết chi nhận rồi. Tất cả mọi người đều chấn động thân hình, lộ ra hoảng sợ. Cái gọi là tài quyết chi nhận, không chỉ có là một kiện huyền khí có 102 có uy lực cực lớn, bản thân cũng tượng trưng cho quyền lợi chí cao của thánh vực, tài quyết thiên hạ. Trong mắt Ninh Khả Vi cũng hiện lên ngưng trọng, lạnh giọng nói. Hừ, tài quyết chi nhận, ngươi thật sự cho rằng lão phu hồ đồ rồi sao? Tài quyết chi nhận phải có 3 vị chấp chính giả đồng ý mới có thể động dụng, Vi Thanh đại nhân cảm thấy 4 vị khác sẽ điên cuồng như ngươi sao? Vi Thanh nói. Không thử xem làm sao biết được chứ, vạn nhất có thể thật sự thông qua thì sao? Ninh Khả Vi sắc mặt tái nhợt, biết rõ đối phương là đang uy hiếp mình, khẽ nói. Lão Phu đã sớm rời khỏi Thành Hồng Nguyệt, nhàn vân giã hạc, đập hành vi của ta cho Thành Hồng Nguyệt, có ai vô sỉ như ngươi không? À, hiện giờ phải muốn bỏ qua trói buộc sao? Vi Thanh khẽ nói. Nếu lòng đã mang kiêng kỵ, vì sao phải nhúng tay vào chứ? Ninh Khả Vi lạnh lùng nói. Ta đã nói, chỉ là hành vi cá nhân của ta mà thôi. Chẳng lẽ ta tùy tiện làm chút gì đó đều phải tính lên đầu Thành Hồng Nguyệt sao? Vậy lão phu hiện giờ gia nhập thánh vực là được rồi, về sau giết vài người nào đó, cũng có thể tìm thánh vực chùi đít giúp rồi. Vi Thanh ánh mắt rét lạnh, nói. Đã như vậy, vậy Tam Lão thì sao? Phải chăng cũng thoát ly Thành Hồng Nguyệt? Tam Lão Hồng Hoàng Lam trở nên sửng sốt, sau khi trầm ngâm một lát, Hồng Lão nhân tiện nói. Tự nhiên, ba người ta cũng giống như Ninh Khả Vi đại nhân. Đã sớm thoát ly. Nếu không đến mức từ khi Thành Hồng Nguyệt gặp chuyện không may đến bây giờ cũng chưa từng ra tay. Vi Thanh nói. Rất tốt, đều bỏ hết quan hệ. Như vậy Đường Khánh đại nhân, ngươi thì sao? Sẽ không phải cũng rời khỏi Thành Hồng Nguyệt đấy chứ? Đường Khánh nói. Sao lại thế được, Vi Thanh đại nhân nói đùa rồi. Vi Thanh gật đầu nói. Vậy rất tốt. Bổn tọa hiện giờ muốn điều tra nguyên nhân cái chế của hai gã cường giả đỉnh phong của thánh vực, kính xin Đường Khánh đại nhân cùng ra tay với ta, bắt những người này lại. Đường Khánh chấn động thân hình, biết rõ Vi Thanh đang ép hắn lựa chọn, xem ra thật sự muốn quyết liệt với Ninh Khả Vi rồi. Ninh Khả Vi cho tới nay đều dùng hắn để làm thẻ đánh bạc với Vi Thanh, dùng thực lực và lực lượng của Vi Thanh, nếu mình hoàn toàn ngã về phía hắn, sau này sợ rằng sẽ triệt để biến thành quân cờ. Vĩnh viễn không xoay người được nữa. Lúc trước nhảy ra khỏi Thương Minh, không phải là vì tìm kiếm không gian càng rộng rãi hơn sao? Nếu cả đời làm nô, vậy khác gì chết? Không phải là điều tra nguyên nhân cái chết của hai vị đại nhân sao, ta ngược lại có chút manh mối. Đường Khánh nói ra, theo điều tra của ta, cái chết của hai vị đại nhân Tiểu Kiêu và Hoán Diệt, có liên quan rất lớn tới những người hóa thần hải này, không quan hệ gì đến Lý Vân Tiêu cả. Thế sự như quân cờ, vốn Lý Vân Tiêu là người hắn muốn giết nhất, giờ phút này lại phải gánh lấy áp lực giữ gìn cho hắn. Đồng tử Vi Thanh đột nhiên co lại, lạnh giọng nói. Đường Khánh đại nhân thật sự điều tra rõ ràng sao? Đường Khánh nghiêm mặt nói. Đương nhiên, nơi này là Thành Hồng Nguyệt, ta chính là thành chủ Thành Hồng Nguyệt, chung quanh thành xảy ra chuyện gì ai rõ ràng hơn ta chứ? Vi Thanh sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Đã rõ. Xem ra Thành Hồng Nguyệt lại đến lúc phải đổi thành chủ rồi. Cái gì, ngươi có ý gì? Đường Khánh kinh sợ nói. Chuyện tông môn thiên hạ, tựa hồ không tới phiên thánh vực các ngươi nhúng tay à. Còn nữa, Vi Thanh đại nhân có thể đại biểu toàn bộ thánh vực sao? Hắn mặc dù ngờ tới Vi Thanh sẽ trở mặt, nhưng không thể tưởng được vậy mà lại trở mặt rõ ràng như thế. Ninh Khả Vân cũng lạnh lùng nói. Lời Vi Thanh đại nhân vừa nói. Tựa hồ quá mức đi nha. Ta mặc dù đã không phải người Thành Hồng Nguyệt, nhưng thất đại tông phái đồng khí liên chi, địa vị cao cả, há có thể cho phép chịu nhục như vậy được. Vi Thanh lạnh lùng nhìn mọi người, sát cơ trong mắt chớp động, nói. 6 gã cường giả cửu tinh đỉnh phong, trong đó còn có tồn tại bán siêu nhiên như Tam Lão, tăng thêm Ninh Khả Vi, cổ lực lượng này đủ để nghịch thiên. Nhưng ý nghĩa tồn tại của thánh vực chính là tiêu trừ tất cả nhân tố không ổn định có khả năng nguy hiểm cho đại lục, mặc dù đối thủ cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không lùi bước. Ninh Khả Vi nói. Nói đường hoàng như thế,
là muốn đập vào cờ hiệu chính nghĩa đánh với ta một trận sao? Vi Thanh, thiên hạ này cường giả vô số, cũng không phải chuyện gì cũng cho phép ngươi làm ẩu, thí dụ như vị tồn tại siêu cấp vừa xuất hiện của hóa thần hải kia đã xa xa vượt quá dự liệu của ngươi đúng không? Hôm nay nếu đánh một trận, ngươi có nghĩ qua làm sao ăn nói với mấy vị đại nhân công dương chính kỳ không? Nếu trận chiến này gây ra hậu quả xấu, ảnh hưởng đến rộng khắp, trong thần đô giáng tội xuống, vị trí chấp chính giả của ngươi chắc chắn khó giữ được. Vi Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên phải dứt khoát, không thể có bất kỳ dây dưa dài dòng nào cả. Minh sĩ đã vô dụng, chỉ có thể vứt đi thôi. Vứt bỏ, xem ra Vi Thanh đại nhân thực xem chúng ta là tiểu tốt tử rồi, chẳng lẽ không sợ bị cắn ngược một cái sao? Ninh Khả Vi lạnh lùng nói. Vi Thanh sắc mặt lạnh nhạt, nói. Nếu bổn tọa đã dám vứt bỏ, tự nhiên là có nắm chắc 10 phần. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ, Thành Hồng Nguyệt trải qua quá nhiều khó khăn, cũng nên thay đổi khuôn mặt mới rồi, giao cho người trẻ tuổi tràn ngập sức sống quản lý, mới có thể tỏa sáng sinh cơ được. Người trẻ tuổi. Tất cả mọi người sững sờ, không rõ hắn chỉ người phương nào. Vi Thanh nói. La Thanh Vân, xuất hiện đi. Lý Vân Tiêu trong nội tâm đột nhiên chấn động, giật mình nhìn lên, ở đầu chiến hạm, mấy đạo thanh sắc quang mang hội tụ đến, ngưng tụ thành một đoàn ánh sáng màu xanh, chậm rãi hóa ra bóng người. Trong vầng sáng, nam tử một bộ trường bào màu xanh, thân ảnh cao to mảnh khảnh đứng im lặng hồi lâu ở mũi thuyền, gương mặt góc cạnh rõ ràng kia như là gió mát trên bầu trời, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, rốt cục không nhịn được nghẹn ngào kêu lên. La Thanh Vân, sao lại là ngươi? Nam tử kia đúng là La Thanh Vân, chỉ có điều trên khuôn mặt giờ phút này thiếu đi non nớt, nhiều da dấu vết tuế nguyệt, một mảnh trầm ổn. Áo bào xanh phiêu động trong gió, La Thanh Vân mở mắt ra, như tinh thần lập lòe, chậm rãi nói. Lý Vân Tiêu, ngày xưa sau khi từ biệt ở Thành Hồng Nguyệt, hôm nay lại tụ họp ở Thành Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Ngươi là người của Vi Thanh sao? La Thanh Vân cau mày lại, nói. Ta chỉ là người của mình thôi. Lý Vân Tiêu trong lòng tràn đầy kinh hãi, các loại ý niệm hiển hiện trong đầu, tựa hồ nghĩ thông suốt chuyện gì đó, lại chung quy không cách nào bắt lấy. Đường Khánh hừ lạnh nói. Vi Thanh đại nhân, ngươi cũng quá ngây thơ rồi a. Chỉ bằng mao đầu tiểu tử này, liền muốn thay thế địa vị thành chủ Thành Hồng Nguyệt của ta. Thiên hạ này có thể phục sao? Vi Thanh nói. Thiên hạ có phục hay không, đã không phải là chuyện ngươi có thể quản rồi, ngươi hơn phân nửa cũng không thấy được đâu. Đường Khánh trong lòng chấn động, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ninh Khả Vi cười lạnh nói. Đường Khánh nói như thế nào cũng là đứng đầu một phái, Thành Hồng Nguyệt lại có náo động thế nào, cũng là thất đại tông môn, bằng vào một lời của ngươi đã phế vị trí tông chủ, định sinh tử tông chủ, có thể sao? Vi Thanh nói. Tính nhẫn nại của bổn tọa đã bị các ngươi bào mòn rồi, Ninh Khả Vi, bổn tọa chỉ hỏi ngươi một lần, thật sự muốn vì Lý Vân Tiêu này mà đứng ở mặt đối lập với ta sao? Ninh Khả Vi nói, Lý Vân Tiêu chẳng qua chỉ là dây dẫn nổ mà thôi, ta và ngươi đều rõ ràng, sớm muộn cũng sẽ đối lập thôi. Vi Thanh nói, cũng thế, đến muộn không bằng đến sớm, ngươi cũng tốt, Tam Lão cũng tốt, đều sớm đã không phải là người của thời đại này rồi, bụi về bụi. Đất về với đất, các ngươi cũng nên lên đường thôi. Ha ha, ta rất kỳ quái, ngươi lấy đâu ra tự tin như thế? Ninh Khả Vi cười lạnh nói. Thiên tài kiệt xuất nhất trong toàn bộ Lam Tuyết Thánh Thành năm đó, lão già ta thật muốn lĩnh giáo một chút đấy. Một cổ khí tức nghiêm túc và trang trọng uy nghiêm từ trên người hắn tuôn ra, làn da khô quắt bỗng nhiên giãn ra, giống như cây khô gặp mùa xuân, sinh cơ tỏa sáng lên. Trường bào màu đen dưới nguyên lực bị thổi rung động phần phật, đã từng là một đời tông chủ, giờ khắc này lại tái xuất. Hai con người đục ngầu kia, trong khoảnh khắc trở nên thanh tịnh, sáng ngời hữu thần. Trên mặt Phi Thanh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi đứng lên khỏi vương tọa, lạnh giọng nói. Bổn tọa cũng rất muốn lĩnh giáo thoáng một chút, thất đại tông chủ chính thức, rốt cuộc có thực lực thế nào. Hắn vốn cực kỳ tuấn mỹ chi nhân, ánh mắt ngưng mắt nhìn xuống. Tóc dài tùy ý bay lả tả sau lưng, cao nhã chi khí toát ra trong lúc lơ đãng, đẹp như thần chi. Ninh Khả Vi liền giao cho bổn tọa, La Thanh Vân người bắt Lý Vân Tiêu, Bạch Cô Đường, La Tinh, Tử Sú Tịch, các người bắt lấy Đường Khánh, Ninh Khả Vân, còn có người giả mạo đại nhân hóa thần hải này.
Phi Thanh hạ lệnh nói. Có vấn đề gì không? Tử Sú Tịch cười khổ nói. Đều là tồn khó giải quyết a, nhưng ta lại thích gặp xương cứng, rất muốn kiến thức xem bá chủ thiên hạ, đương kim chủ nhân Thành Hồng Nguyệt là thế nào. Đồng tử Đường Khánh co rụt lại, bắn ra hàn tinh lạnh như băng. Người còn lại đều lộ ra vẻ khinh bỉ, Đường Khánh trước kia liều mạng với Loan Quân Hạo lâu như vậy, tuy nói không đến nổi nỏ mạnh hết đà, nhưng hiện giờ đích là người yếu nhất trong mọi người rồi. Tử Sú Tịch đại nhân quả nhiên là hảo thủ trưởng quản tài thi, thật khéo tính toán. Bạch Cô Đường lạnh nhạt nói. Đáng tiếc hai tên ngu ngốc Tiểu Kiêu và Hoán Diệt đã tiêu đời, nếu không bằng vào lực bốn người chúng ta, thì triển ra trận pháp hợp kích cũng không cần đại nhân ra tay rồi. La Thanh Vân cũng chuyển ánh mắt về phía Lý Vân Tiêu, còn người hai người vừa chạm vào đều là thanh tịnh như nước, rực rỡ như ngôi sao, lạnh lùng nhìn thẳng đối phương. Ánh mắt Phi Thanh lại thủy chung nhìn chằm chằm vào Ninh Khả Vi, chưa từng rời thoáng một phát, giờ phút này đồng tử hơi có chút co rút lại, tựa hồ hơi liếc qua hư không, nói. Về phần Tam Lão Thành Hồng Nguyệt liền giao cho ngươi, có vấn đề không? Trong lòng mọi người chấn động, không rõ hắn nói với ai. Sắc mặt Ninh Khả Vi cũng đại biến, hai con ngươi lập tức hóa thành một lưỡi dao sắc bén, không ngừng nhìn vào chiến hạm, tựa hồ muốn xé mở một phương không gian kia. Khục khục, ta vốn tưởng rằng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, không thể tưởng được thật sự phải ra tay, đây đều là Vi Thanh ngươi tính toán tốt cả rồi sao? Trên chiến hạm, không gian bắt đầu vặn vẹo. Hai đạo bóng dáng chậm rãi hiển hiện ra dưới quang ảnh vặn vẹo kia, cho người một loại cảm giác uy hiếp cực độ. Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi lạnh, trước tiên đã thấy rõ khuôn mặt người tới, kinh sợ không thôi. Ninh Khả Vân cũng nghẹn ngào kêu lên. Siêu Kim Lương. Hai đạo thân ảnh kia biến ảo ra trên không trung, một người trong đó trên mặt cười tà, trên cổ đeo một cái vòng cổ, Táng Vân Thú bên cạnh mắt lộ ra hung quang, chân đạp tứ vân, hô hấp lên trầm trọng. Sau khi một người một thú, khí tức trong toàn bộ thiên địa đều ngưng tụ, trở nên trầm trọng dị thường. Sắc mặt Ninh Khả Vi cực kỳ khó coi, cắn răng cả giận nói. Siêu Kim Lương, ngươi là muốn bỏ đá xuống giếng sao? Bỏ đá xuống giếng. Siêu Kim Lương cười quái dị nói. Lão đầu ngươi nói quá lời rồi, ta chỉ là bị Vi Thanh lừa gạt đến thôi. Ninh Khả Vi trầm giọng nói. Hắn cho bao nhiêu thẻ đánh bạc, ta cho gấp đôi. Ha ha, gấp đôi. Siêu Kim Lương nháy mắt một cái, cổ quái nói. Nếu hắn cho ta toàn bộ Thành Hồng Nguyệt, ngươi cho ta hai cái sao? Ninh Khả Vi lạnh giọng nói. Hừ, ta hiểu rồi, ngươi là quyết tâm làm tay sai cho hắn rồi. Trong mắt Siêu Kim Lương bắn ra sát khí, lạnh lùng nói. Lão đầu, chú ý ngôn ngữ của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi thì ta không dám giết ngươi. Kính dạ yêu trẻ là mỹ đức của ta. Nhưng nếu như ngươi cậy già lên mặt ở trước mặt ta, vậy thì chính là đi tìm chết. Hắn vươn tay chỉ sang, một đám sương mù màu trắng quấn quanh nơi đầu ngón tay, chậm rãi hóa thành hình dạng một cái khô lâu, lại theo gió trở thành nhạt tiêu tán mất. Ninh Khả Vi lạnh lùng nói. Ngây thơ! Ngươi! Sắc mặt Diêu Kim Lương đại biến, khẽ nói. Táng Vân Thú của ta cũng không kén ăn đâu, đừng tưởng rằng ngươi là lão già khỏm nó sẽ không ăn. Làm càn. Ninh Khả Vân cả giận nói. Đừng tưởng rằng ngươi là phong hào võ đế liền có thể nói chuyện càn quấy như vậy với cha ta, lúc cha ta danh chấn thiên hạ, ngươi còn không biết ở nơi nào luyện kim cương quyền đâu. Cô gái nhỏ này tính tình rất lớn. Phi Thanh, để ta tới đối phó cô nàng này là tốt rồi, để ta dạy cho nàng làm sao làm một nữ nhân, khặc khặc. Siêu Kim Lương vẻ mặt dữ tợn cười rộ lên, tràn đầy tà khí. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, Diêu Kim Lương tuy rằng không phải người lương thiện gì, nhưng tựa hồ cũng không quá mức tà dị như trước mắt mới phải a. Phi Thanh lạnh nhạt nói. Ngươi không phải nói Táng Vân Thú của ngươi không kén ăn sao? Vậy hãy để cho nó đi ăn Tam Lão Hồng Hoàng Lam đi. Diêu Kim Lương vẻ mặt hắc tuyến, kêu lên. Có càng non hơn tự nhiên càng hợp khẩu vị rồi. Phi Thanh khẽ nói. Đừng quấy rối. Quyết định như vậy đi, ba tên giết toàn bộ, không để lại ai cả. Trong mắt của hắn bắn ra hàn quang, sát khí nghiêm nghị. Ninh Khả Vi lo lắng nhìn xuống, nói. Tam lão. Hồng lão cất tiếng cười to, nói. Ha ha, thành chủ đại nhân yên tâm, hậu sanh tiểu bối hiện giờ thực là coi trời bằng vung rồi,
Diêu Kim Lương và đầu xúc sinh kia cứ để ba người chúng ta ra tay giải quyết đi. Thành chủ đại nhân yên tâm đối phó Vi Thanh là được. Ninh Khả Vi nói. Tốt, quyết không thể tham công, tận lực kéo dài thời gian. Đợi ta cầm xuống Vi Thanh lại đến giúp đỡ bọn ngươi. Vi Thanh cười lạnh nói. Ninh Khả Vi, ngươi thật sự đã ngốc đến không phân rõ tình thế sao? Còn đang nằm mơ muốn thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Ở trước mặt ta nói rằng kỳ thủ, quá đề cao chính mình rồi. Hắn vung một tay xuống, lạnh giọng nói. Giết! Thanh y lóe lên, hắn liền biến mất trên chiến hạm. Phanh! Ninh Khả Vi tựa hồ bị trùng kích, thân hình vặn vẹo về sau một chút, liền đột nhiên nổ bung, hóa thành một mảnh hắc quang, xoay tròn mà tán. Mọi người vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong trời cao có hai đạo cương phong không ngừng lượn vòng, truy đuổi lẫn nhau, quấy khiến cả thiên địa bắt đầu khởi động. Được rồi, bắt đầu đi, đừng nhìn đùa giỡn nữa. Bạch Cô Đường híp mắt cười nói, con mắt quét xuống dưới, nói. La Tinh, tiểu bạch kiểm hóa thần hải kia cho ngươi, cô gái nhỏ này để ta đến gặm đi. La Tinh lạnh hừ lạnh nói. Cô gái nhỏ, coi chừng gặm gãy răng đấy. Thân ảnh hắn tê lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt Bạc Vũ Kình, bổ xuống một trường. Sắc mặt Bạc Vũ Kình phát lạnh, vốn là tranh giành giữa Thánh Vực và Thành Hồng Nguyệt, mình không hiểu thấu lại bị cuốn vào, quả thực là tai bay vạ gió. Xuy! Không gian xoay chuyển, tàn ảnh hắn lưu lại lập tức bị chém thành hai khúc, cả người lui về phía sau mấy trượng. Vẫn là tay cầm chuôi kiếm, cũng không ra khỏi vỏ, tựa hồ cũng không muốn đánh cuộc chiến vô vị này. Ồ, chạy cũng nhanh đấy, nhìn bộ dáng ngươi cũng là cường giả cửu tinh đỉnh phong, trốn tới trốn lui như vậy có gì hay ho sao? La Tinh thoáng cái đánh trước hơn 10 chiêu, đều thất bại, không khỏi nhíu mày. Hừ, Bạc Vũ Kình lạnh lùng nói. Bổn tọa không có hứng thú tham gia tranh giành với các ngươi, chào tạm biệt gặp lại sau. Ngón tay hắn khép lại, đặt ở chỗ mi tâm, một cổ tinh thần lực xoay tròn ra. Ở trước mặt bổn tọa lại muốn đi, rất khó khăn a. La Tinh sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên một đạo khí minh rất mạnh từ lòng bàn tay chấn động y ra. Sau đó ánh đao như nước tóe ra, một thanh cổ đao du du trong tay hắn phun ra nuốt vào lấy hàn ý, chém thẳng xuống. Càn nguyên chi đao. Xuy. Không gian vặn vẹo bị bổ một phát thành hai, lập tức xé rách ra, bạch vũ bốn phía Bạc Vũ Kình đột nhiên tản ra, hóa thành bạch quang biến mất. Không gian chi lực dưới một đao kia, hoàn toàn bị chảm phá. Bạc Vũ Kình trong lòng cả kinh, vội vàng quay người rút kiếm, kiếm ý mênh mông như biển. Chém tới ánh đao kia. Phanh! Hai cổ lực lượng xoáy cùng một chỗ, bắn ra hào quang vạn trượng, hai đạo thân ảnh rất nhanh chiến lại với nhau. Bạch Cô Đường nhìn qua Ninh Khả Vân, cười hì hì nói. Cô gái nhỏ thực lực không tệ, có tướng công chưa? Ninh Khả Vân sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Muốn chết! Ống tay áo nàng run lên, một vòng hồng lăng bắn ra. Ha ha, đủ vị, ta rất thích ớt cay đấy. Bạch Cô Đường mở hai tay ra, như đại bằng dương cánh, chạy như bay đến. Trên mặt Ninh Khả Vân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Lý Vân Tiêu, chính ngươi cẩn thận, ta sợ không rảnh phân lòng chiếu cố ngươi được đâu. Hồng Lăng thu trở về, quấn trên sa y nàng phiêu đãng, dưới nguyên lực cổ động, uyển như tiên tử. Lý Vân Tiêu nói. Ân, chính ngươi cũng cẩn thận, người này cực kỳ không đơn giản. Ninh Khả Vân sửng sốt một chút. Quay đầu lại nhìn hắn một cái, hai mắt không hề bận tâm kia của Lý Vân Tiêu mang đến cho nàng một loại trấn định. Trong nội tâm nàng hơi kinh, gật đầu một cái, liền hóa thành một đạo hồng ảnh, trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ. Ha ha, đến đuổi ta đi, cô gái nhỏ. Trời cao truyền đến tiếng cười đùa giỡn của Bạch Cô Đường, sau đó nguyên lực chấn động kịch liệt chấn động xuống, chỉ thấy hồng lăng khắp trời thoáng cái hóa ra cự trận trăm trượng, khốn nhập Bạch Cô Đường vào trong đó. Cái gì? Bạch Cô Đường cả kinh, rốt cục thu liễm lòng khinh thị, cảnh giác nhìn lại mọi nơi. Đột nhiên hồng lăng chi trận kia chậm rãi hoạt động, như cự mãng bỏ qua trên không trung, toàn bộ không gian cũng theo đó thay đổi, không ngừng có ảo giác hiển hiện. Hôm nay bổn cung tất sát ngươi. Âm thanh lạnh như băng của Ninh Khả Vân truyền đến, trong trận thoáng cái xuất hiện vạn đạo bạch quang chói mắt, đúng là mũi kiếm rậm rạp chằng chịt, như mưa sao trổi xẹt qua trời cao, chém mạnh xuống. Sắc mặt Bạch Cô Đường ngưng tụ, tay phải thành chộp giơ lên cao cao,
đầu năm ngón tay phát ra bạch quang lăng lệ ác liệt, lạnh giọng nói. Thương Vân Thánh Quyền. Một cổ lực vòng xoáy từ lòng bàn tay tuôn ra, bốn phía cả người hắn lập tức hóa thành tinh vân, vô số quyền ảnh lập lòe trong đó. Rầm 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 oanh. Kiếm nhận chi quang đầy trời, không ngừng bị tay đấm nổ nát, chiêu thức rậm rạp chẳng chịt đánh ra vô số tàn ảnh, thân ảnh hai người hoàn toàn bị cuốn vào trong đó, khó có thể phân biệt. Tử Sú Tịch cũng theo đó ra khỏi chiến hạm, xúc địa thành thốn, một bước trăm trượng, vượt qua vào tới trước mặt Đường Khánh, khổ sở nói. Đường Khánh đại lão gia, ta cũng là bị bất đắc dĩ a, mong rằng không nên trách tội. Đường Khánh lạnh lùng nói. Tử Sú Tịch đại nhân, mấy ngày nay ngươi ở thành Hồng Nguyệt, lão phu có từng khiến ngươi chịu thiệt chưa? Tử Sú Tịch vội nói. Không có không có, tuyệt không thua thiệt chút nào cả. Đường Khánh nói. Vậy ngươi còn muốn ra tay với ta? Tử Sú Tịch lau đi mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Quả thật không muốn, không bằng đại lão gia thúc thủ chịu trói đi. Như vậy cũng bớt đi ta phải động thủ, càng thêm tránh khỏi ta và ngươi phải xấu hổ, cũng không tổn hại đến tình bạn giữa chúng ta a. Ngươi, nếu ngươi niệm tình nghĩa lẫn nhau, không bằng hai ta đều đừng động thủ, trực tiếp chờ bọn hắn phân thắng bại là được rồi. Đường Khánh đề nghị nói. Như vậy a. Tử Sú Tịch gật đầu nói. Đích thật là đề nghị tốt. Hắn thoáng trầm tư, đột nhiên nói. Không được a, Đường Khánh đại lão ra giờ phút này nguyên lực chưa đủ, ta làm sao biết ngươi không phải kéo dài thời gian chứ? Trong mắt của hắn xẹt qua một tia trào phúng, liền lấn thân tới, một trường vô cùng nhu nhược bay bổng, lại trực tiếp bao phủ khắp nơi, trường phong chưa rơi, đại địa đã bị ép đến rung động lắc lư. Thân hình Đường Khánh chấn động, bị đánh khiến trở tay không kịp, vội vàng lăng không bay lên, lách mình mấy cái mới định trụ được thân ảnh, vừa định chửi ầm lên vài câu. Lại hoảng sợ phát hiện Tử Sú Tịch đã xuất hiện ở trước người, lại đánh tới một trường. Giờ phút này đã không kịp tránh né nữa, chỉ có thể cắn răng vận công, song trường đối oanh tới. Ầm ầm. Đường Khánh rõ ràng nguyên lực chưa đủ, bốn trường chạm vào nhau, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm lão huyết trên không trung. Ngươi, ngươi, ngươi hèn hạ vô sỉ. Đường Khánh phun huyết, phẫn nộ gào rú vài tiếng. Liền xoay người một cái quay đầu bỏ chạy. Ai nha nha, Đường Khánh đại lão gia, chớ đi a, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện mà. Tử Sú Tịch chớp động thân ảnh, tốc độ cực nhanh, vội vàng đuổi tới. Hồng lão nhìn thân ảnh hai người biến mất ở trước mặt mọi người, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh thoáng một phát, cười nhạo nói. Thì ra người thánh vực đều vô sỉ như vậy. Siêu Kim Lương khẽ nói. Các ngươi cũng sắp trở thành đồ ăn trong bụng táng vân thú của ta rồi, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hừ, Siêu Kim Lương ngươi không khỏi quá đề cao chính mình rồi a, cả ngày ở cùng một chỗ với súc sinh, bản thân cũng trở nên nửa người nửa súc sinh rồi. Lam lão nộ mắng lên. Ân, xem ra các ngươi biết rõ mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên vỏ đã mẻ lại sức rồi. Được rồi, giờ ta sẽ thành toàn các ngươi. Siêu Kim Lương vỗ đầu Táng Vân Thú nói. Cắn chết bọn hắn. Giống. Táng Vân Thú ngửa đầu lên giống lớn, sóng âm chi lực cực lớn khuếch tán ra, bốn phía đều trở nên một hồi hoảng hốt, giống như thứ nhìn thấy đều không phải thật vậy. Sau đó phanh một tiếng, toàn bộ không khí bị tầng tầng phá tan, thú ảnh lập tức rơi vào trên không Tam Lão, bay thẳng đến cắn tới Lam Lão, lực trùng kích kia, chấn khiến trường bào Tam Lão đều tung bay. Hừ. Một con súc sinh lông dài mà thôi. Lam lão vung tay lên, một cổ sức lực lớn mênh mông liền phóng lên trời, quyền uy hách hách, chấn ra ngoài. Một đạo quyền lãng hóa thành khe hở, kích động ở bốn phía, lập tức bao phủ trọn cả thú thân vào trong. Phanh! Chỉ thấy thân ảnh Táng Vân thú kia run lên, liền biến mất dưới quyền uy mênh mông cuồn cuộn, hóa thành vô số huỳnh mang. Ân! Tam lão đều hơi kinh hãi, chẳng lẽ súc sinh này cũng biết thân pháp? Con mắt Lam lão đột nhiên co lại, một quyền đột nhiên đánh vào bên trái. Phanh! Chỉ thấy một cái móng vuốt đánh mạnh lên quyền kình hắn. Trên móng vuốt kia hiển hiện một đạo trận vân, tản mát ra vòng xoáy chi lực. Kình lực từ móng vuốt lần lượt truyền đến, cả cánh tay Lam lão thoáng cái run lên. Cái gì? Hắn đột nhiên cả kinh, dùng sức chấn động, hai cổ lực lượng đột nhiên tách ra, cả người lập tức thối lui mấy trượng, đánh tan đi kình lực. Táng Vân Thú cũng bị đánh lui ra mấy trượng, đang hung hăng theo dõi hắn.
trên người vốn là toàn thân lông nhung chẳng biết lúc nào hiện ra một bộ áo giáp màu vàng lợt. Trên đó tràn đầy các loại trận vân phức tạp, chừng hàng trăm hàng ngàn cái, khí ẩn chi lực cường đại chập trùng ra, bốn phía đều là trận lực chấp động. Hồng lão ngưng giọng nói. Thú khải thật cường đại, mọi người cẩn thận đấy. Chậc chậc, tiểu vân vân của ta vừa rồi chỉ chơi đùa với các ngươi thôi, còn chưa động thật đâu. Xem ra một trận chiến này phải khiến ta thất vọng rồi. Diêu Kim Lương khinh miệt cười nói. Trong mắt chớp động hàn ý, chậm rãi lăng không đi xuống. Ba người đều cảm nhận được áp lực, nhưng sắc mặt vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không chút sợ hãi, Hồng lão lạnh lùng nói. Hừ, không khoác lác sẽ chết sao? Muốn cười thì giờ cười nhiều chút đi, đợi lát nữa sẽ khiến ngươi khóc đủ. Hắn giơ tay ra giao nhau trước người, vạch xuống dưới. Lập tức một mảnh hồng mang hiển hiện quanh thân, đúng là huyết quang chớp động, lập tức trời cao như hóa thành huyết hải, sôi trào lên. Gương mặt Hồng lão cũng lập tức trở nên dị thường hồng nhuận phơn phớt, chớp động lên ánh sáng yêu dị. Diêu Kim Lương kinh ngạc nói. Đúng là huyết tế tà pháp. Hồng lão cười lạnh nói. Mặc kệ pháp gì, có thể giết ngươi chính là pháp tốt. Hắn khẽ quát một tiếng, cả người thả người mà lên. Lăng không bấm niệm pháp quyết, biến hóa thủ ấn. Lập tức phiến huyết hải kia thoáng một phát hội tụ đến, hóa thành ngũ chỉ thủ ấn, vỗ mạnh xuống. Sắc mặt Diêu Kim Lương trầm xuống, hai tay kết ấn, chảo tới phía trước. Lập tức một mảnh kim mang từ bát phương hội tụ đến lòng bàn tay, không gian bắt đầu vặn vẹo, huyết thủ ấn cực lớn kia lập tức biến hình, không ngừng bị quay cuồng lấy. Đây là... Hồng lão cả kinh, sợ hãi nói. Thể thuật. Thân hình Diêu Kim Lương thoáng cái trở nên rắn chắc, kim quang bốc lên trong tay, xé mạnh xuống. Phanh! Đạo huyết trưởng cự đại kia lập tức nứt vỡ, hóa thành đạo đạo huyết châu tản ra mọi nơi. Lý Vân Tiêu cũng hơi kinh hãi, ánh mắt liếc qua, hắn có thể cảm nhận được thân thể Diêu Kim Lương vào một khắc này đã nổi lên biến hóa, nhưng cũng không phải thể thuật. Xíu! Ngay nháy mắt khi hắn phân tâm, thân hình La Thanh Vân lóe lên, liền rơi vào trên đất. Cách hắn chỉ chừng 8 trượng. Một cổ khí tức cương mãnh đập vào mặt, Lý Vân Tiêu nhanh chóng thu liễm tâm thần, dừng ở hắn, trầm giọng nói. Ngươi không giống như lúc trước. La Thanh Vân sắc mặt bình tĩnh, nói. Ngươi vẫn như trước kia. Lý Vân Tiêu mỉa mai cười cười, nói. Cảm giác hiện giờ ngươi mang đến cho ta rất mạnh, vì thanh cải tạo thân thể của ngươi sao. Nghe nói hắn một mực đang nghiên cứu phương diện này, xem ra rất thành công đấy. La Thanh Vân nhướng mày, liền bình tĩnh lại, gật đầu nói. Xem ra ngươi biết một ít tin tức, Lý Vân Tiêu, từ sau tranh đoạt danh ngạch Tu Di Sơn, ta với ngươi vẫn chưa từng buông tay đánh một trận. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Năm đó ta và ngươi đều vẫn chỉ là lâu la võ tông, không nghĩ đến trải qua nhiều năm, lúc tái chiến đã là đỉnh phong thiên hạ rồi. La Thanh Vân nói. Cho tới giờ, ta cũng biết mình không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ta hiện giờ, đã xưa đâu bằng nay, đủ sức đánh với ngươi một trận rồi. Vứt bỏ tất cả ân oán lợi ích, chỉ lấy thân phận võ giả, ta thật sự rất chờ mong lại đánh với ngươi một trận đấy. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Hôm nay ta và ngươi lập trường bất đồng, cho ta làm càn hỏi một câu, ngươi có tư cách khiêu chiến ta sao? La Thanh Vân nhíu mày lại, nói. Không thử xem làm sao biết được, người nha, chung quy vẫn phải có mục tiêu và mộng tưởng. Mà ngươi chính là mục tiêu mà ta vẫn luôn theo đuổi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Xấu hổ không dám nhận. La Thanh Vân nói. Ta biết rõ hôm nay đứng ở dưới trướng Vi Thanh đối lập với ngươi, khiến cho ngươi rất là bất mãn, nhưng người có chí riêng, có mục tiêu riêng, cái này bản thân ta cũng không thấy có gì không ổn cả. Lý Vân Tiêu hiện lên một tia lạnh lùng, nói. Ngươi nói rất hay, vậy ta giết ngươi cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc nữa. Bởi vì đường là do bản thân chọn. La Thanh Vân nói. Ngươi không giết được ta đâu, lực lượng Vi Thanh vượt xa các ngươi có thể tưởng tượng. Ta muốn đánh một trận công bằng với ngươi, chỉ hy vọng có thể dùng lực lượng của mình để đánh bại ngươi. Lý Vân Tiêu khinh miệt cười nói. Lực lượng của ngươi không đủ để đánh bại ta. Đồng tử La Thanh Vân co rụt lại, nói. Vẫn là câu nói đó, không thử làm sao biết được chứ. Cũng không thấy hắn cất bước. Thân thể đột nhiên vào tới, đánh mạnh ra một quyền. Toàn bộ không gian bị ép xuống dưới, lực lượng vô tận đều hội tụ trên quyền của hắn,
uy thế hiển hách, lại có xu thế hổ khiếu long ngớ. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, dưới chân dẫm mạnh về sau, liền thuấn di trăm trượng. Nhưng quyền uy kia giống như giỏi trong xương, vậy mà không thể tránh đi được. Hừ, sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, liền vươn tay ra chụp lấy. Cả đầu cánh tay thoáng một phát hóa thành màu vàng, giữa năm ngón tay càng hiển hiện kình phong, nắm chặt xuống. Oanh! Năm ngón tay kia như một tòa lao lung, nhốt một quyền kia trong đó, long quyền khí kình bị Lý Vân Tiêu chụp chặt lấy, không cách nào bộc phát, đụng tới đụng lui trong lồng giam, chấn lên đạo đạo rung động tản ra. Có thể dễ dàng tiếp được một quyền này của ta, xem ra tiến bộ của ngươi thật sự không khiến ta thất vọng. La Thanh Vân nói. Vậy ta liền yên tâm rồi, trước kia còn lo lắng ngươi không có tiến bộ, bị ta thoáng cái đánh chết ấy chứ. Buồn cười. Lý Vân Tiêu giận quá thành cười, nắm chặt xuống, oanh một tiếng bẻ vụn long khí kia, lực lượng vô biên phóng tới tứ phương. Hắn không lùi không tránh, mặt không đổi sắc xông tới, bay lên đá một cước vào mặt La Thanh Vân. Ngươi vẫn tiện như vậy à? La Vân Thanh mắng một tiếng, thân hình lóe lên, tàn ảnh bị đá nát, chân thân lập tức liền xuất hiện trên không Lý Vân Tiêu, dùng chân đạp xuống mặt hắn. Hai người đều ra ngoan chiêu, đánh người trực tiếp vẽ mặt. Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh như băng, thu hồi chân lại, xoay người một cái liền hai tay kết chảo, kết xuất long chảo ấn, chụp lấy chân La Thanh Vân, mượn lực hất mạnh lên ném ra ngoài. Sau đó lôi quang lóe lên trên không trung, Lý Vân Tiêu truy kích trên xuống, giơ búa lên cao đánh xuống mặt La Thanh Vân. Ầm ầm, một đạo thiểm điện cơ hồ dùng tốc độ như thuấn di đánh xuống. La Thanh Vân lại càng hoảng sợ, toàn thân kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Uy lực tia chớp kia cũng không mạnh, hắn cũng không phải sợ bị thương, mà là sợ bị vẽ mặt. Long uy mênh mông nhộn nhạo ra, không gian xoay chuyển, liền biến mất tại chỗ. Phanh! Tia chớp trực tiếp đánh vào trong mặt đất, chấn đầy bụi bặm. Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, thần thức thoáng cái tản ra. Bốn phía đều là cao thủ đang chém giết sinh tử, nguyên lực chấn động cực kỳ hỗn loạn, vậy mà thoáng cái không tìm được vị trí của La Thanh Vân. Lý Vân Tiêu, người quá âm hiểm, chúng ta có lẽ nên ước định trước, không cho phép vẽ mặt. Bên ngoài hơn 10 trượng, thân ảnh La Thanh Vân mới thoáng cái hiển hóa ra, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Sao hả, người sợ bị ta đánh o mặt, tương lai không mặt mũi đảm nhiệm vị trí thành chủ hành Hồng Nguyệt sao? La Thanh Vân hất lên trường bào, hừ lạnh nói. Ta và ngươi giờ phút này coi như là cường giả đỉnh tiêm thiên hạ. Nên có một ít phong phạm cường giả, không nên đánh nhau như tiểu hài tử vậy. Loại hành vi này giống như phun đàm vào đối phương vậy, thật quá ngây thơ. Khục, Lý Vân Tiêu trực tiếp phốc một tiếng phun tới một cục đàm. Cục đàm kia xoay chuyển khắp không gian, lại bị hắn dùng tinh thần lực thuấn di tới, trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở trước mặt La Thanh Vân. Một cổ cảm giác vô cùng buồn nôn xông lên đầu. Khiến lỗ chân lông toàn thân La Thanh Vân đều thoáng cái mở ra thân thể vội nhoáng một cái liền tránh đi được. Vừa mới định thân hình, đã phát hiện đối phương lại nhổ tới một bãi nước miếng. Đáng giận, có mau ngừng lại không? La Thanh Vân hét lớn một tiếng, đánh mạnh ra một chưởng, toàn bộ không gian bốn phía ngưng tụ, tất cả hơi nước lập tức bốc hơi sạch. Sau đó một chưởng kia biến ảo, vô số không khí hội tụ mà đến, không ngừng áp xúc trong lòng bàn tay hắn. Trong khoảnh khắc đã đến cực hạn, đánh mạnh ra. Ầm ầm, lực trùng kích cực lớn nổ bung, cuốn khắp trời cao, hung hăng rơi xuống. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, hừ nhẹ một tiếng, trong tay giơ lên một đạo kiếm quang, lãnh kiếm băng xương lóe lên hàn quang, liền xùy một tiếng cắt đứt trưởng phong kia. Nhưng bốn phía thân kiếm lại hóa ra vô số gió lốc thật nhỏ, không ngừng xoay tròn, thoáng cái bao vây hắn lại. La Thanh Vân một tay bấm niệm pháp quyết, hai ngón khép lại, quát. Chân không bảo. Oanh. Vô số gió lốc thật nhỏ đột nhiên thoáng cái nổ bung, một cổ lực lượng càng lớn hơn trước hóa thành vòng xoáy, càn quét ra. Thân thể Lý Vân Tiêu ở trong gió lốc chỉ nháy mắt liền phanh thoáng cái vỡ vụn, hóa thành vô số lôi quang, tùy ý vòng xoáy kia xoáy lên, càng ngày càng cao. La Thanh Vân biến sắc, lộ ra kinh hãi. Chỉ thấy đạo gió lốc xoáy Lý Vân Tiêu lên. Trong khoảnh khắc liền biến thành lôi vân phong bạo, lôi điện chi lực khủng bố không biết từ chỗ nào ngưng tụ đến, điện thế càng ngày càng cao, không ngừng phóng điện khắp bốn phương tám hướng. Muốn thắng ta, kiếp sau đi.
Bên trong lôi đình phong bạo truyền đến thanh âm của Lý Vân Tiêu, gào thét lên cuốn tới La Thanh Vân. Uy thế này. Trong hai mắt La Thanh Vân bắn ra tinh mang, tràn đầy hưng phấn nói. Vậy mới có thể kích thích chiến ý của ta à? Tay phải hắn lâm không chảo lấy, không gian lóe lên, một thanh chiến thương màu vàng hiển hiện. Trên thân thương không ngừng có phù văn tuôn ra, chậm rãi xoay tròn trong tay hắn, thương thế không ngừng tăng lên. Lục đoạn thương quyết, phá. Một tiếng quát nhẹ, hoàng thần minh nguyệt thương trực tiếp lâm không đánh xuống, một cổ thương uy vô hình đột nhiên chém ra. Trên thân thương ẩn ẩn truyền đến hung thú gào thét, toàn bộ bốn phía đều bắt đầu rung động lắc lư. Bầu trời dưới một kích này bị phách thành hai nửa, toàn bộ lôi vân phong bạo bị xé nứt không ngừng phóng điện, vạn đạo lôi quang bắn về phía bốn phương tám hướng, đại địa bị đánh khiến không ngừng nứt vỡ ra. Hừ, thương uy thật mạnh, thương này lại bị ngươi dung hợp hoàn toàn. Trong lôi vân phong bạo dâng lên một mảnh kiếm mang, ầm ầm một tiếng đem thương thế chém xuống, sau đó thân ảnh của Lý Vân Tiêu nổi lên, sắc mặt băng lãnh. Hắn khéo tay cầm kiếm đưa ngang trước người, giơ cây búa lên cao, bên trong có vô số lôi quang đều hội tụ, ngưng tụ thành một con thanh long du đãng bốn phía. Thiên kiếp, cửu tiêu lôi long, tan biến muôn đời. Hắn quát nhẹ, một truy hung hăng đập xuống. Ầm ầm, lôi đình vang dội, thiên địa biến sắc. Thiên kiếp hóa long, diệt thế trọng sinh. Nguyên lực trong cơ thể Lý Vân Tiêu bị kéo sạch, sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn thi triển chiêu này, tựa hồ có chút khó có thể chống đỡ. La Thanh Vân cả kinh, nhưng trong mắt cũng bắn ra tinh mang, cười như điên nói. Ha ha, cường đại, đây mới là chiến đấu ta mong đợi a. Trường thương run lên, vãi ra một mảnh thương hoa, hóa thành một đầu hoang thú hư ảnh, hai mắt dữ tợn. Thượng cổ hoang thú, thôn phệ. La Thanh Vân hét lớn một tiếng, thương thế đánh xuống, hoang thú hư ảnh trong nháy mắt gào thét xông tới. Lôi long ngũ trảo cùng hoang thú chiến đấu chung một chỗ, nhấc lên trận trận sóng gợn, kích động không gian một trận hoảng hốt. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, La Thanh Vân kia chống thương mà đứng, tựa hồ đã đạt được vô ngã vô tướng cảnh, người cùng thương dung hợp, người cùng thiên địa dung hợp. Hoàng thần Minh Nguyệt Thương cùng lãnh kiếm băng xương của hắn giống nhau, đều được từ trong Tu Di Sơn Thần Cung, muốn triệt để luyện hóa là dị thường chắc trở. Lấy lĩnh ngộ thuật vũ song đạo của bản thân, còn không hoàn toàn luyện hóa lãnh kiếm băng xương, hắn là làm sao làm được. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, thương thế của La Thanh Vân hóa thành một đạo lưu quang đâm tới, dị tượng long thú tranh phong trong nháy mắt bị oanh phá, một thương mang bén nhọn ngăn chặn một phương không gian. Trên người Lý Vân Tiêu có một mảnh kim quang sáng lên, lộ ra bất diệt kim thân, giống như âm dương, hai tay cầm kiếm giơ lên cao, không có bất kỳ hoa mỹ gì chém xuống. Phanh! Hai thanh huyền khí mãnh liệt đánh vào, chấn ra cường quang gai mắt, Lý Vân Tiêu bị đẩy lui mười mấy trượng, hai tay tê dại. La Thanh Vân cũng lui mấy trượng, nhưng hiển nhiên bị lực lượng trùng kích nhỏ hơn. Trong mắt Lý Vân Tiêu dị thường kinh hãi nói. Nhục thân của ngươi! Tựa hồ La Thanh Vân cũng có chút giật mình, kinh ngạc nói. Có thể ngạnh kháng một kích của ta, Lý Vân Tiêu, cơ duyên của ngươi cũng không nhỏ nha. Sắc mặt Lý Vân Tiêu băng lãnh nói. Ngươi thật sự có sức cùng ta đánh một trận, chỉ bất quá thời gian không phải là hiện tại. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, cả người thoáng cái hóa thành lôi điện, phi độn mà đi. Lúc này tất cả mọi người đã bị kiềm chế, đúng là thời cơ tốt nhất để hắn một mình rời đi. Kẻ ngu mới lưu lại nơi này chiến đấu. Không được đi. La Thanh Vân cả kinh, nổi giận gầm lên một tiếng, một thương lăng không đâm tới. Suy. Thương ảnh đâm rách hư không, Lý Vân Tiêu sớm đã biến mất tại chỗ. Lưu lại cho ta. Giống. La Thanh Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt long hóa, nhất thời long uy tràn khắp thiên địa, phong vân biến sắc, thiên địa treo ngược. Ầm ầm. Trời cùng đất đều rung mạnh, tựa hồ đang run rẩy. Toàn bộ không gian lấy La Thanh Vân làm trung tâm, không ngừng hướng về tứ phương cuồn cuộn mà đi, như mặt hồ nhấc lên sóng lớn. Chỗ không xa, không gian chấn động, Lý Vân Tiêu thuận thế bay ra ngoài, lộ ra thần sắc kinh hãi, thất thanh nói. Chân long chi hàng. Tiếng hô kia, vậy mà ẩn chứa long uy thuần chánh. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người trong thiên địa đều chịu ảnh hưởng. Phân tâm đưa mắt nhìn đến, lộ ra vẻ giật mình kinh dị. Hả, tiểu tử này,
Trong mắt Diêu Kim Lương chớp động tinh quang, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đồng tử của Hồng lão co rụt lại, lộ ra vẻ đại hỉ quát. Huyết ảnh ngục thủ. Hàng vạn hàng nghìn huyết thủ hóa xuất, mạnh mẽ rơi xuống trên người Diêu Kim Lương. Hoàng lão cũng trong nháy mắt ra chiêu, tay hóa đao ông một tiếng chém qua. Bổn tọa không phát huy, các ngươi còn tưởng là bổn tọa là mèo bệnh à. Ánh mắt của Diêu Kim Lương phát lạnh, tay trái ở trước người vẽ một vòng, một kim phù xuất hiện ở lòng bàn tay, chuyển động liên tục. Một biển sức mạnh to lớn từ phù ấn màu vàng trong tay hắn tuôn ra, trong nháy mắt ngăn chặn hàng vạn hàng nghìn huyết sắc trường ảnh. Hắn cười lạnh một tiếng, tay trái bỗng nhiên đánh ra, quát nói. Đi chết đi, đấu chiến thánh quyết. Kim quang nở rộ, huyết sắc khắp bầu trời thoáng cái bị nuốt sạch, kim phù hóa thành chữ đấu, trực tiếp áp về phía nhị lão. Không tốt, đi. Hai đạo quang mang hồng hoàng lăng không lóe lên, nhanh chóng bắn về hai phía. Ngay cả Lam lão cách đó không xa đang cùng Vân thú tử đấu cũng thoáng cái bay đi. Ầm ầm. Chữ đấu chấn nhập đại địa, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, địa mạch như bị bẻ gãy nghiền nát hóa thành bột mịn. Tất cả mọi người bị chấn động này lan đến, đều hoảng sợ bỏ chạy. Trên bầu trời, phong vân kích động. Thân ảnh của Ninh Khả Vi cũng lóe lên, nhưng đối với đấu chiến thánh quyết tạo thành phá hư lại lơ đỉnh, mà là kinh hãi nhìn về phía La Thanh Vân, giật mình nói. Chân Long Chi Hàng, Vi Thanh, lẽ nào thực nghiệm của ngươi thành công? Một đạo thanh quang trong nháy mắt hóa thành bóng người nói. Hắc hắc, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Khả Vi nhìn chằm chằm La Thanh Vân, ngưng thanh nói. Xác thực là Long uy minh mông cuồn cuộn, có khí tượng chân Long, nhưng hiển nhiên không phải chân Long. Vi Thanh cười lạnh nói. Nếu là chân Long, lúc này ngươi còn có thể dẫy dụa sao? Thượng cổ chân Long là do thiên địa dựng dục mà sinh. Coi như Long tộc cường đại hơn nữa cũng không có khả năng đạt được loại cảnh giới đó, chỉ có thể phản tổ đến chân linh cảnh mà thôi. Chân linh. Ninh Khả Vi thất kinh. Vận là trước lo lắng cho vận mạng của mình đi. Trên mặt Vi Thanh lộ ra vẻ châm chọc, hai tay tạo thành chữ thập, trước người nhất thời tuôn ra năm con côn nô, ngũ quan không biệt, sắc mặt trầm ngưng, bao quanh Ninh Khả Vi. Trong tay côn nô đều có huyền khí, có đao kiếm chiến kích, mạnh mẽ chém tới. Hừ, thân ngoại hóa thân đích xác thần kỳ, nhưng những côn nô cửu tinh đỉnh này, không cảm thấy quá kém sao. Không gian giữa hai ngón tay Ninh Khả Vi lóe ra kim quang, lâm không vẽ phủ trận, nhẹ xích một tiếng, vỗ ra. Trận phù kia vừa chuyển, các loại kim quang hiện ra, kích bắn về bốn phương tám hướng. Thân thể năm tên côn nô ở dưới kim quang trùng kích liền ngừng trệ, bị chấn lùi lại mấy bước, lần thứ hai vận chuyển nguyên lực chém tới. Ầm ầm, năm đạo quang mang hạ xuống, không gian chấn động, thân ảnh của Ninh Khả Vi sớm đã biến mất. Hừ, cùng ta chơi trốn tìm sao? Vi Thanh lạnh lùng cười nói. Nếu biết không địch lại, sao không thúc thủ chịu chết? Hắn giơ tay lên, một bó kim quang hiện ra, hóa thành quyển trục, đột nhiên triển khai. Giang sơn như họa, hào kiệt trường tồn. Nhất thời một mảnh kim mang lóng lánh, soi sáng trời cao. Trong kim quang là một mảnh sơn hà xã tắc, thần châu vạn lý, phong cảnh như tranh vẽ, muôn hình vạn trạng, to lớn tráng lệ, khí thế bàng bạc. Dị tượng chi cảnh như là phi hồng thác nước, xuyên thấu thời không, quyển về phía Ninh Khả Vi. Ninh Khả Vi chỉ cảm thấy không gian bốn phía bị kiềm hãm, con người ngưng lại, hai tay bấm niệm thần chú, nhất thời tay áo phiêu động, trường bào phồng lên. Một mảnh lưu quang từ trong quyết ấn bay ra. Lăng không hóa thành chiến qua màu đồng cổ, mặt trên có quang ảnh lưu chuyển, tràn đầy phù văn. Trên thân qua ngưng khắc bốn đại tự cổ truyện là lưu quang tường phi. Sắc mặt Phi Thanh đại biến, hai tay chặp lại, năm côn nô trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu thất, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, hắn hét lớn một tiếng, song trưởng vỗ ra. Một huyết ấn bay vào quyển trục màu vàng kia, nhất thời dâng lên một mảnh đỏ tươi, trước mắt tà dương treo phía tây, bắc phong lạnh thấu xương. Cầu nhỏ nước chảy. Giang sơn như họa, tàn dương như huyết, điên đảo càn khôn. Toàn bộ trời cao một mảnh huyết sắc, vạn lý giáng hồng, mặt trời chiều ngã về tây, vô tận sinh cơ trong nháy mắt trôi qua. Khắp người Ninh Khả Vi lần thứ hai nổi lên nếp nhăn, đồng thời xuống phía dưới thật sâu, bị một đạo hồng mang bao phủ. Hừ, lưu quang tường phi. Hắn điểm nhẹ quyết ấn, chiến qua thoáng cái bay lộn lên, vô số phù văn tụ lại. Kim quang lưu chuyển.
quân không gặp, Hoàng Hà chảy xuôi, vĩnh viễn không quay đầu. Chiến qua vang lên tiếng ong ong, rung động cửu tiêu, như là một khúc bi ca, từ trong năm tháng viễn cổ quanh quẩn mà đến, khí trùng sơn hà. Tay trái của Ninh Khả Vi nắm chiến qua, tay phải bấm niệm thần chú, hóa thành ba đạo tàn ảnh. Tàn ảnh bên trái bấm niệm thần chú, chiến qua hóa thành hàng vạn hàng nghìn, diễn biến đại đạo, vũ ý khác nhau tương hỗ xông tới. Nhận một chiêu vạn lưu vô hối của bản tọa. Tàn ảnh chính giữa giơ chiến qua lên cao, từng vòng cổ văn ở quanh thân lưu chuyển, tinh hám bầu trời. Nhận một chiêu kính quang phổ chiếu. Tàn ảnh bên phải có sương lạnh bay lộn, đại tuyết tràn ngập, gió lạnh nổi lên bốn phía. Nhận một chiêu hắc ti hóa tuyết. Lực lượng kinh khủng dâng lên, như thạch phá thiên kinh, vân khai nguyệt minh, chém về phía giang sơn như họa, tàn dương như huyết kia. Lực lượng kinh khủng đánh vào, sắc trời thoáng cái hóa thành đen kịt, vô số năng lượng nhấc lên, hướng bốn phương tám hướng lao đi. Nhật nguyệt vô quang, thế giới vỡ nát, thiên địa một mảnh hắc ám. Con mẹ nó, lại nữa rồi. Lại là loại lực lượng kinh khủng đến cực điểm này, cuốn chiếu thế giới vạn vật. Lý Vân Tiêu mắng một câu, trong khoảnh khắc bị dư ba thôn phệ, kéo vô tung vô ảnh. Trong bóng tối vô tận, đột nhiên có một đạo kim quang chớp động. Mạnh mẽ đâm về phía trước. Phanh! Tiếng nghiền nát vang lên, chỗ chiến qua đi qua, sóng gợn nảy lên, phảng phất đâm vào vực sâu vô tận. Suy! Trong đêm tối, chậm rãi hóa ra thân ảnh của Vi Thanh, sắc mặt trắng bệch. Chiến qua cắm trên đầu vai của hắn, thân qua không ngừng ong ong vang dội. Tiên huyết chậm rãi nhuộm đỏ thanh y, ở trong bóng đêm vô tận cực kỳ chói mắt. Vi Thanh mím môi, ngắm nhìn một mảnh đen kịt trước người nói. Nhất khí hóa tam thanh, rất giỏi, không hổ đã từng là thất đại tông chủ, thực lực không lùi còn tiến. Trong đêm đen nhánh, dung nhan già nua của Ninh Khả Vi chậm rãi nổi lên, có thể cảm thụ được hô hấp của hắn rất nặng, trên tay nắm chiến qua, gân xanh như là rễ cây chi chít, lộ ra tang thương cùng trầm ổn. Ngạch, Vi Thanh thất bại, không thể nào. Đêm tối chậm rãi tản ra, tất cả mọi người kinh hãi nhìn một màn này. Siêu Kim Lương nhíu mày, hai tay ôm ngực. Hữu quyền xoa cằm suy ngẫm. Cha! Ninh Khả Vân nhìn đạo thân ảnh tang thương trên bầu trời kia, không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Lý Vân Tiêu cũng cả kinh nói. Nhất khí hóa tam thanh, thần thông thật cao, Vi Thanh thất bại sao? Tất cả mọi người ngừng chiến đấu trong tay, khiếp sợ nhìn trời cao. Nếu Vi Thanh bị giết, như vậy tranh đấu liền kết thúc, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Ninh Khả Vi ngưng mắt, lạnh giọng nói. Vi Thanh, thân phận kỳ thủ sao người đánh cờ của ngươi đến đây kết thúc? Ván thiên hạ đại kỳ này, không còn quan hệ gì tới ngươi. Lưu quang bay lượn, kim mang lóe lên, vô số phù văn tuôn ra, mạnh mẽ đâm về phía trước. Đang! Thanh âm kim trúc kích động truyền đến, chiến qua lại không thể đâm vào mảy may. Cái gì? Tất cả mọi người run lên, lộ ra thần sắc kinh hãi. Đồng tử của Ninh Khả Vi đột nhiên co rút. Trong lòng thầm nghĩ không xong, trái tim trầm xuống. Miệng vết thương bị chiến qua đâm vào của Vi Thanh hiện ra sóng gợn kim sắc, nhộn nhạo lên. Trong da thịt, mơ hồ có thể thấy được cốt cách màu vàng, còn có phù văn thật nhỏ ngưng khắc trên đó. Sắc mặt của Ninh Khả Vi trong nháy mắt khó xem, cắn răng nói. Đại La Kim Cốt, khóe miệng của Vi Thanh khẽ nhếch, hàn khí trong mắt bắt đầu khởi động nói. Hiện tại ngươi biết chênh lệch giữa hai ta đi. Mất đi tư cách kỳ thủ là ngươi, Ninh Khả Vi đã từng oai phong một cõi, phiến thiên hạ này đã không phải là những lão nhân các ngươi có khả năng nhúng chàm. Tay phải của hắn nắm lấy chiến qua, trên tay phải quanh quẩn kim quang, có tiếng sấm nổ mạnh rít gào ở trong đó, hét lớn một tiếng nói. An tâm chết ở trên bờ cát đi. Sắc mặt Ninh Khả Vi phát lạnh, vận khí vào tay, phong vân biến sắc, đón trưởng lực đánh tới, lạnh giọng nói. Người nào chết còn chưa nhất định đâu. Ầm ầm, hai trưởng lực kích động, cọ rửa thân thể hai người, ở trên trời cao cuồng phong gào thét. A, à, Ninh Khả Vi đột nhiên kêu thảm một tiếng, từ trong tay trái truyền đến đau nhức. Chỉ thấy thủ trưởng của Vi Thanh từ lâu hóa thành long chảo kim sắc, trực tiếp bóp nát tay trái của mình. Cả người Lý Vân Tiêu run lên, trong mắt giật mình không thôi, đây chính là bí pháp của Khâu Mục Kiệt, đem chân linh chi khu cường đại nhổ chồng đến trên người mình. Gương mặt Vi Thanh dữ tợn, trên long chảo kim sắc kia dần hiện ra từng trận ấn lớn chừng móng tay,
còn có long ngâm ẩn hiện trên đó. Long chảo màu vàng kia bạo ra, long ngâm nhộn nhạo, thanh ảnh lóe lên, lần thứ hai đánh tới. Dưới tình thế cấp bách, Ninh Khả Vi chỉ có thể dứt bỏ chiến qua, tay trái bấm niệm thần chú, ngưng tụ một kim ấn oanh qua. Phanh! Hai người đều khuynh lực, tứ phương phong vân kích động. Thân thể của Ninh Khả Vi hiển nhiên yếu hơn, ở trong dư ba trùng kích bắt đầu run rẩy. Cha! Ninh Khả Vân hô hoán một tiếng, mạnh phóng lên cao. Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên ở trước người, cự trưởng vỗ xuống, Bạch Cô Đường cười lạnh nói. Có ta ở đây, ai cho ngươi làm càn? Trong hồng quang, hắn bị đánh xuống phía dưới, chấn ra bụi bậm đầy trời. Vi Thanh lạnh giọng nói. Hơn 10 năm trước, lúc ngươi bị Nghê Thạch nhập thể cũng đã chết, cần gì phải thống khổ sống đến bây giờ? Sắc mặt Ninh Khả Vi trắng bệch, cắn răng nói. Bởi vì chuyện ta cần làm còn chưa thành, ta không thể chết được. Không thể chết được, ngoá, Tuế Nguyệt cho tới bây giờ chỉ chừa hận, sẽ không lưu người, vào hoàng tuyền lộ hối hận đi thôi. Ánh mắt của Vi Thanh phát lạnh, nắm chiến qua xoay chuyển, phong duệ rít gào, hướng Ninh Khả Vi đâm xuống. Suy, lưu quang trực tiếp đâm vào trong cơ thể Ninh Khả Vi, đâm thủng ngực mà qua. Cha, Ninh Khả Vân bi thương kêu thảm thiết, mạnh mẽ vọt tới, thanh chủy thủ trong tay hóa ra hàng vạn hàng nghìn. Vô số quang ảnh, liều mạng chém về phía Bạch Cô Đường. Trên trán Bạch Cô Đường đổ mồ hôi lạnh, thực lực bản thân hắn kém hơn một chút, lúc này càng không dám đón đỡ, trực tiếp tránh ra. Ninh Khả Vân mở ra hồng quang, lăng không bay đi. Không nên tới. Ninh Khả Vi hét lớn một tiếng, một đạo lực lượng mênh mông cuồn cuộn từ trong cơ thể tuôn ra, hai tròng mắt phát lạnh. Trong lòng Vi Thanh cả kinh nói. Ngươi! Ba! Ninh Khả Vi nắm lấy lưu quang tường phi, lạnh giọng nói. Mặc dù chết, lão phu cũng phải kéo cái đệm lưng, sẽ ít đi rất nhiều di hận, buông xuống rất nhiều chuyện a. Trên người của hắn bỗng nhiên phân ra ba đạo tàn ảnh, sắc mặt đều cương nghị kiên quyết, lóe lên vây quanh Vi Thanh, tay bấm thần chú, hình thành trận thế. Vô số phù văn kim sắc tuôn ra, đem toàn bộ trời cao nhuộm thành ánh vàng, không gian chỗ hai người không ngừng hoảng hốt, hầu như khó có thể thấy rõ. Vi Thanh kinh hãi, hải lực bắt đầu khởi động, ngay cả hắn cũng bị áp chế, giận dữ hét. Ninh Khả Vi, người khốn kiếp. Ninh Khả Vi điên cuồng cười nói. Vi Thanh, lẽ nào người cũng không khốn kiếp sao, hai người khốn kiếp, trên đường luân hồi vừa lúc có bạn. Ninh Khả Vân Tê Thanh nói. Cha, không nên a. Ninh Khả Vi kiên quyết nói. Khả Vân, Tam Lão, Hồng Nguyệt Thành sau này phải dựa vào các ngươi rồi. Tuy rằng Tam Lão cũng bị ai không ngớt, đều thở dài không nói. Muốn ta đi cùng ngươi, nằm mơ. Vi Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bấm thần chú, trên người hiện ra từng mảnh long lân kim sắc, thoáng cái bao trùm cả người. Mắt Ninh Khả Vi lóe lên hàn mang nói. Nhất khí hóa tam thanh phục nguyên, vạn vật đều là thiên định, thế nhân uổng tự si. Toàn bộ thiên địa rung động lên, lực lượng kinh khủng trùng thiên triệt địa. Không gian vặn vẹo hoàn toàn không thấy bóng dáng. Ninh Khả Vi cùng Vi Thanh tựa hồ tiêu thất ở giữa thiên địa, chỉ còn lại lực lượng to lớn ba động. Hừ! Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, kim quang trùng thiên. Sắc mặt Diêu Kim Lương trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngũ chỉ một chảo, trời cao kích động trong nháy mắt xoay chuyển, phong bạo không ngừng mở ra. Diêu Kim Lương, ngươi làm cái gì? Hồng Lão nổi giận gầm lên một tiếng, ba đạo quang mang trùng thiên. Nhất thời hóa thành thái cực ngư, uốn lượn ở trên không, chấn áp bầu trời chấn động. Ba đạo thân ảnh đồng thời hạ xuống, đều hướng Diêu Kim Lương xuất thủ. Diêu Kim Lương nhướng mày, trong không gian chấn động kinh khủng kia, đã mất đi khí tức của Ninh Khả Vi cùng Vi Thanh, cũng không biết hai người sống hay chết. Hắn vốn định xé mở trời cao tìm tòi hai người sinh tử, nhưng không nghĩ bị ba lão đầu này cuốn lấy, nhất thời cả giận nói. Lão bất tử! Bổn tọa trước tống các ngươi quy thiên. Thân thể hắn đột nhiên yêu hóa, lực lượng khổng lồ tuôn ra, đồng thời hai tay bấm niệm thần chú, thi triển ra đấu chiến thánh quyết, hai tay hướng lên trời. Một hải lực ở trên không bắt đầu khởi động, hóa thành vòng xoáy. Trong vòng xoáy lóe lên sắc trời, táng vân thú hiện ra, cúi đầu thần phục, hai tròng mắt lộ ra hung quang, thú khải trên người lưu chuyển. Một người một thú, tựa hồ phù hợp quy luật nào đó. Yêu khí kinh khủng kia vậy mà chậm rãi dung hợp.
Lý Vân Tiêu hơi biến sắc, biết đây là hợp kích chi thuật của Diêu Kim Lương cùng Táng Vân Thú, một người một thú này cho tới bây giờ như hình với bóng, từ lâu tâm ý tương thông, đây đó chẳng phân biệt được. Lão bất tử, theo thành chủ của các ngươi đi thôi. Chúc yêu khí. Diêu Kim Lương hét lớn một tiếng, song trưởng nhất tề đánh ra, Táng Vân Thú đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hai cổ lực lượng quấn quýt, trong nháy mắt xung thành một kích, đánh về phía bốn phương tám hướng. Ầm. Hồng Nguyệt Thành Tam Lão đồng thời xuất thủ, trực tiếp bị cổ lực lượng này đẩy ra, cuốn vào trời cao. Ba người đều phun ra một búng máu, bay ngược trăm trượng, trong mắt lộ ra kinh hãi. Hừ, chờ lát nữa lại giết ba người các ngươi. Vẻ mặt Diêu Kim Lương nổi giận, trên người yêu khí trùng thiên, như sát thần phủ xuống, không người dám tranh phong. Hắn lần thứ hai đưa ra một chảo, vòng xoáy lực lượng xa xa phân ra làm hai, không ngừng phân chia. Diêu Kim Lương, chết đi. Ninh Khả Vân bi phẫn, điên cuồng xông tới, nắm chủy thủ trực tiếp chém xuống. Đồng tử của Diêu Kim Lương hơi co lại, lạnh lùng nói. Lạn, giống. Táng Vân Thú hét lớn một tiếng, âm ba lực đẩy ra, thân thể Ninh Khả Vân liền bị kiềm hãm. Sau đó bạch quang lóe lên, Táng Vân Thú mạnh mẽ nhào tới. Một cước hung mãnh đập xuống, phía sau Táng Vân Thú hiện ra hư ảnh thượng cổ mãnh thú, phảng phất dung hợp cùng một chỗ. Ninh Khả Vân cả kinh, lúc này mới thanh tỉnh lại, hồng lăng lượn vòng hóa ra vô số vòng tròn bay qua. Xuy xuy xuy, Táng Vân Thú thoáng cái bị quấn gắt gao, trói lại vô số vòng, giống như bánh trưng. Phanh, yêu lực kinh khủng từ trong bánh trưng tuôn ra, thoáng cái đánh hồng lăng sơ xác, Táng Vân Thú gào thét lao đến. Ninh Khả Vân rơi vào đường cùng, thân ảnh chớp động, thối lui ra trăm trượng. Diêu Kim Lương nhìn không gian quỷ dị phía trước, lạnh giọng quát. Phá cho ta. Ầm ầm. Bầu trời trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, vô số không gian quỷ dị văng ra. Hai đạo thân ảnh từ trong đó bay vụt ra. Cha. Ninh Khả Vân kinh hãi kêu một tiếng, mạnh mẽ xông lên, một tay ôm lấy Ninh Khả Vi, trong lòng run mạnh, tim rơi vào đáy cốc. Lúc này sắc mặt Ninh Khả Vi an tường, thân thể băng lãnh, đã tuyệt sinh cơ. Cha! Tiếng khóc lớn bi thương vang lên, nhộn nhạo khắp đại địa. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng run lên, trong mắt lóe lên thê lương, còn có phẫn nộ vô biên, song quyền bóp chặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tựa hồ La Thanh Vân nhận ra tâm tình của hắn, hơi xoay đầu lại, trong mắt bình tĩnh như nước. Phi Thanh đại nhân, người còn sống a, chúc mừng chúc mừng. Trên mặt Diêu Kim Lương tràn đầy nghiền ngẫm. Nhìn một thanh ảnh từ trong chiến hạm bay ra. Lúc này Vi Thanh như một huyết nhân, lòng lần bóc ra, trên mặt không có chút huyết sắc nào, chăm chú đứng ở trên chiến hạm, tựa hồ lung lay sắp đổ, thân thể không ngừng run rẩy. Diêu Kim Lương, nhanh giết những người này. Sắc mặt Vi Thanh trắng bệch, lảo đảo ngồi trở lại vương tọa, một thân tiên huyết nhuộm đỏ thanh y. Ánh mắt Diêu Kim Lương chớp động, khẽ cười nói. Giết những lâu la này bất quá là một cái nhấc tay. Nhưng thương thế của Vi Thanh ngươi. Lúc này toàn thân Vi Thanh là máu, mảng lớn long lân nát bấy, còn có thật nhiều mảnh nhỏ cắm vào trong thịt, tổn thương cực kỳ kinh khủng. Không cần phải xen vào ta. Vi Thanh hô hấp cực kỳ trầm trọng, hắc ngọc giới chỉ trong tay hắn lóe lên u quang, liền xuất hiện mấy bình ngọc, đổ ra mấy loại đan dược, chọn mấy hạt nuốt vào. Trong đó đặc biệt có một viên đan dược lớn như trứng bồ câu, phía trên tràn đầy văn lộ cổ quái, vừa xuất hiện liền liên tục hoảng động ở trong tay hắn, như muốn phá không bay đi. Vi Thanh hừ lạnh một tiếng, bàn tay khẽ siết, liền trực tiếp ném vào miệng, nuốt xuống. Trong mắt Diêu Kim Lương lóe lên tinh quang nói. Nghĩ không ra đại nhân ngay cả tam văn song long đan trong truyền thuyết cũng có, xem ra thương thế rất nhanh sẽ tốt, là ta đa tâm rồi. Sắc mặt Vi Thanh hơi khôi phục chút hồng nhuận nói. Trừ Lý Vân Tiêu bắt sống ra, người còn lại, giết. Ngạch. Diêu Kim Lương khẽ lên tiếng, ống tay áo phất một cái, xoay người đi đến Tam Lão. Tất cả mọi người thoáng cái khẩn trương, kinh sợ, Ninh Khả Vi bại vong, tình thế chuyển tiếp đột ngột, phe thánh vực rốt cuộc đã thắng hơn phân nửa. Kế tiếp then chốt là Tam Lão cùng Diêu Kim Lương chiến đấu, nhưng từ quyết đấu lúc trước xem ra, tựa hồ Tam Lão toàn ở hạ phong. Ô ô, cha! Ninh Khả Vân còn bi thống khóc, ôm thi thể của Ninh Khả Vi, ngồi dưới đất thống khổ. Sắc mặt Hồng Lão trầm xuống nói.
Khả Vân, ngươi mang theo thi thể lão thành chủ nhanh rời đi. Hắn tựa hồ đã làm dự định không ổn. Ninh Khả Vân khóc một lúc, thanh âm dần dần thấp xuống, trên người từ từ dâng lên sát khí, lạnh giọng nói. Ta không đi, ta muốn giết Phi Thanh. Nàng buông thi thể Ninh Khả Vi xuống, thân ảnh lóe cái phóng lên cao, lực lượng điên cuồng hiện ra, hướng chiến hạm gào thét phóng đi. Nạp mạng. Đồng tử của Vi Thanh khép lại, một mảnh băng lãnh, nhưng không chút khẩn trương. Trên chiến hạm có một đạo thân ảnh chớp động, Bạch Cô Đường hiện ra, cầm kiếm mà đứng, kiếm thế không ngừng tăng vọt. Cô gái nhỏ, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng mà Vũ Quyết, dù sao cũng phải có người chết mới đúng a. Cha ngươi lúc đi vẫn là rất bi tráng. Ta trước giết ngươi. Ninh Khả Vân đã triệt để điên cuồng, vẻ mặt đầy nước mắt cùng sát khí, một thanh chủy thủ mạnh mẽ chém về phía Bạch Cô Đường. Phanh! Bạch Cô Đường nâng kiếm đón đỡ, phụt ra vô số kiếm ý, cả người hắn lui về sau, liền ổn định thân thể. Tuy rằng thực lực không bằng Ninh Khả Vân, nhưng nơi đây đã không thể lui được nữa, Vi Thanh ở sau lưng hắn, nếu mình tránh thoát, Vi Thanh liền nguy hiểm. Chết! Ninh Khả Vân điên cuồng chém xuống, khắp bầu trời đều là kiếm ảnh, thoáng cái ép Bạch Cô Đường luống cuống tay chân, trên người không ngừng bị chém ra vết thương. Xa xa đột nhiên có một đạo thanh quang chớp động, Lý Vân Tiêu trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ. Không tốt! La Thanh Vân cả kinh, liền thấy một đạo thanh quang chợt xuất hiện ở trên chiến hạm, hóa ra dáng dấp của Lý Vân Tiêu. Hắn giận dữ nói. Dừng tay! Hoàng thần Minh Nguyệt Thương Lăng không đâm tới. Sắc mặt Lý Vân Tiêu băng lãnh, đối với phát thương kia tựa hồ làm như không thấy, giơ tay lên, tứ sắc đầu xuất thiên chậm rãi bay ra. Phanh! Thân thể hắn bị thương thế của La Thanh Vân phá vỡ một cái động lớn, hóa thành thanh sắc lôi thân, khuôn mặt âm trầm nắm lên đầu xuất thiên mạnh mẽ đập xuống. Ầm ầm! Ngọn núi vừa ra tay, bầu trời liền rung mạnh, toàn bộ không gian bị áp xúc, tứ sắc quang mang lượn vòng. Địa thế khôn, hậu đức vật. Toàn bộ chiến hạm đều ở dưới cổ khí tức kia uy áp rung động. Sắc mặt Phi Thanh đại biến, kinh hãi ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn ngọn núi tứ sắc, tựa hồ muốn nghiền ép tất cả. Sắc mặt Lý Vân Tiêu băng lãnh, trong mắt một mảnh sát ý. Lúc này là thời điểm Vi Thanh hư nhược nhất, cũng là cơ hội giết hắn tốt nhất, một khi bỏ qua, liền muôn vàn khó khăn. Ngươi là miệt thị ta sao? Thanh âm tức giận của La Thanh Vân truyền đến, lóe lên liền rơi vào bên cạnh Vi Thanh, thân thể chợt yêu hóa, gào thét đánh tới một quyền. Chân long mạch lực, ầm ầm, chỉ thấy long quyền đánh vào ngọn núi kia, La Thanh Vân đau đến quát to một tiếng, cánh tay trực tiếp biến hình, bên trong truyền đến thanh âm xương gãy, cả người bị cổ khí tức kia đánh bay. Nhưng vị trí đầu xuất thiên đập xuống cũng lệch ra, ầm một tiếng rơi ở trên chiến hạm, trực tiếp đập ra một cái động lớn, bị chấn xuyên thấu. Thổ hệ nguyên tố lực kinh khủng lan ra, Vi Thanh cả người mang ghế bay ra ngoài, ở trên không trung phun ra một búng máu tươi. Ngay cả Ninh Khả Vân cùng Bạch Cô Đường chiến đấu cũng bị thổ hệ nguyên lực trùng kích, hai người thoáng cái tách ra, cách nhau 10 trượng giằng co. Trong mắt Lý Vân Tiêu đầy lửa giận, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở phía dưới, tiếp được đâu xuất thiên. Trong lòng tất cả mọi người kinh hãi không ngớt, trọng lượng vật kia quá khủng bố, không rõ hắn làm sao cầm lên nổi. Vi Thanh, không phải ngươi muốn giết ta sao? Đi tìm chết đi, kiệt 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 kiệt. Đột nhiên một cười tiếng quái dị vang lên, trên bầu trời hiện ra một ánh đao, mạnh mẽ chém xuống. Một lão nhân tóc bạc đột nhiên xuất hiện, chính là Khâu Mục Kiệt, trong mắt tuôn ra sát khí lăng liệt. Sắc mặt La Thanh Vân trầm xuống, thầm hô bất hảo, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tay niệm thần chú, đồng thời trường thương ở trên không trung đảo qua. Không gian trước mặt Vi Thanh đột nhiên nổi lên sóng gió, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, vung lên lợi chảo mạnh mẽ đánh tới, trực tiếp chụp vào đao mang. Phanh! Đạo hư ảnh kia kêu thảm một tiếng, cánh tay bị chém thương, nhưng người đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là tức giận nhìn chằm chằm Khâu Mục Kiệt, trên mặt tràn đầy dữ tợn cùng rít gào. Đây là... Cả người Khâu Mục Kiệt run lên, cả kinh nói. Quỷ tu la luyện chế thành công. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng kinh sợ, chỉ thấy người xuất hiện kia hoàn toàn yêu hóa, như là vượn nhân, lại có khác nhau cực lớn. Toàn thân một mảnh lông nhung, móng vuốt lóe ra quang mang xanh đen, trên ngực có một chữ thất, không giống người không giống thú, càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt là, trên lưng nó còn đeo một cái quy giáp, dị thường cổ quái.
tuy sắc mặt Phi Thanh tái nhợt, nhưng tựa hồ linh đan vừa nảy đưa đến tác dụng cực lớn, bắt đầu có chút hồng nhuận, tán dương. La Thanh Vân, làm tốt lắm. La Thanh Vân nói, ta thấy người gặp nguy hiểm, nếu không gọi nó ra, sợ là không kịp. Phi Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Mục Kiệt, trong con ngươi chớp động sát khí, rồi mới hướng La Thanh Vân nói. Không sai, trận chiến này gian khổ như vậy, là ta không ngờ tới. Đặc biệt là thực lực của Ninh Khả Vi, thiếu chút nữa muốn mạng của ta. Nếu đã gọi nó ra, vậy thì làm cho tuyệt, vừa lúc thanh trừ toàn bộ dư nghiệt nơi đây, trợ giúp ngươi leo lên chức thành chủ của Hồng Nguyệt Thành. La Thanh Vân nhíu mày một cái, tựa hồ có chút do dự, nhưng rất nhanh liền nói. Vâng. Chiến thương trong tay hắn đặt trên cánh tay, tay bấm thần chú, không gian bên người không ngừng nổi lên sóng gió, tổng cộng có 9 đạo vòng xoáy. Trong mỗi một vòng xoáy đều truyền đến khí tức kinh khủng, chậm rãi đi ra một gã phi nhân phi thú. Ngươi thực sự làm xong rồi. Khâu Mục Kiệt nhìn lại, nhất thời kinh hãi nói. Làm sao ngươi chế ngự được bọn chúng? Lý Vân Tiêu cũng kinh hãi không ngớt, bên cạnh La Thanh Vân đi ra 9 con phi nhân phi thú, từng cái khí tức dị thường cường đại, hơn nữa tất cả đều phi thường quái dị. Có ngưu đầu thân rắn, có trên đầu 4 sừng, có trên đầu 2 sừng, chủng loại cũng khác nhau. Còn có một cái 4 đầu 8 tay, so với chân ma pháp tướng còn muốn kinh khủng. Hơn nữa trên người mấy thứ này đều có chữ số, từ nhất đến thập. Vẻ mặt hắn âm trầm cùng cổ quái nhìn Khâu Mục Kiệt một cái, mấy thứ này chắc chắn là hắn làm ra sao. Khâu Mục Kiệt cũng kinh ngạc, gầm nhẹ nói. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, lão phu nghiên cứu lâu như vậy mới nghĩ ra cách chế ước, sao ngươi có thể làm được, cho dù ngươi nắm giữ phương pháp, nhưng những thứ này đều là tồn tại cửu tinh đỉnh A, sao có thể nhẹ nhàng khống chế như vậy. 10 con quái vật kia xuất hiện, để cho mọi người lần thứ 2 ngừng tranh đấu. Ngoại trừ Tử Sú Tịch cùng Đường Khánh từ lâu chẳng biết chạy đi đâu, người còn lại đều nhìn sang, vẻ mặt dại ra. Phi Thanh hừ lạnh nói. Có thể thực hiện tứ chi dung hợp, công lao của ngươi thật sự là không nhỏ, nhưng ngươi dám ở sau lưng ta che đậy, đây cũng là nguyên do ta muốn giết ngươi. Đối với ta có lòng đề phòng, lại không còn tác dụng, lưu lại ngươi có ích lợi gì. Thân thể Khâu Mục Kiệt chấn động, cả giận nói. Ất hy, là hắn làm. Hắn giận dữ hét. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Ất Hy là nghĩa tử của ta, làm sao có thể phản bội ta? Phi Thanh khinh miệt nói. Người thường đi chỗ cao, thủy hướng chỗ thấp lưu. Theo ngươi, hắn chỉ là một người bị đuổi giết khắp thiên hạ, theo ta lại có thể quang minh chính đại làm một thuật luyện sư, ngươi nói hắn lựa chọn như thế nào? Ngươi, tựa hồ Khâu Mục Kiệt bị kích thích quá độ, phun ra một ngụm lão huyết, khuôn mặt oán độc. Lý Vân Tiêu từng nghe Vọng Nguyệt Sinh nói qua, Khâu Mục Kiệt có vô số đệ tử, nhưng đều mang tính chất vật thí nghiệm, chỉ có 2 đệ tử mới là chân truyền của hắn. Một người trong đó là Dương Nguyên Thư bị bản thân giết chết, như vậy người thứ 2 hẳn là nghĩa tử Khâu Ất Hy kia rồi. Trong mắt Khâu Mục Kiệt tràn đầy oán độc, thoáng bình phục tâm thần, mới nói. Tốt, cho dù ngươi dùng bí pháp của ta, thực hiện quỷ tu la đại thành. Nhưng lấy tính chất cuồng bạo của quỷ tu la. Làm sao sẽ nghe ngươi chỉ huy? Phi Thanh cười nói. Thế nào, ngươi cũng muốn làm ra một đội ngũ sao? Nói cho ngươi biết cũng không sao, là huyết mạch chi lực A. Huyết mạch. Khâu Mục Kiệt nhíu mày. Lý Vân Tiêu cũng trầm tư, còn đám người Bạc Vũ Kình, bọn họ đều là thuật luyện sư đứng đầu, tuy một màn trước mắt thật sự có chút ác tâm, nhưng không nghi ngờ là thành tựu thuật đạo vĩ đại. Bỗng nhiên Khâu Mục Kiệt cả kinh, hoảng sợ nhìn La Thanh Vân. Cả kinh nói. Long huyết, chân long chi huyết. Trong lòng Lý Vân Tiêu cùng Bạc Vũ Kình cũng chấn động, tựa hồ có chút hiểu ra. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, vừa rồi cùng La Thanh Vân đánh mấy chiêu, thực lực của đối phương tăng lên quá mức kinh khủng, hơn nữa chân long chi hàng, càng là long uy hách hách, thuần khiết không gì sánh được. Phi Thanh cười nói. Ha ha, không sai. Phong Tử Kiệt, người thật sự rất giỏi, một điểm liền hiểu. Trong cơ thể 10 tên quỷ tu la này dưới vào long huyết, chỉ bất quá đều là long huyết bán thành phẩm. Mà trong cơ thể La Thanh Vân, lại là chân long chi huyết chân chính A. Tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, chỉ cảm thấy trong đầu có chút trống rỗng. Hơn nữa trong lời nói của Vi Thanh, tựa hồ để lộ ra bí mật thập phần kinh khủng. Thành phẩm. Bán thành phẩm. Khâu Mục Kiệt sung giọng nói.
lẽ nào ngươi đã có khả năng luyện ra chân long chi huyết? Phi Thanh lạnh lùng nói. Cái này cũng không có gì đáng giấu giếm, dù sao ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Chân long chi huyết thì không đến mức, đây là chỉ tồn tại đứng đầu tất cả chân linh đỉnh phong, nhưng nếu chỉ là trình độ chân linh mà nói, ta đích xác đã có khả năng làm ra. Ngoại trừ sắc mặt Diêu Kim Lương vẫn bình tĩnh như cũ ra, tất cả những người khác đều hít một ngụm lãnh khí, nhưng mặc dù là Diêu Kim Lương, cũng đầy vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm La Thanh Vân cùng 10 con quỷ tu la. Có thể tinh luyện long huyết trình độ chân linh, đúng là một việc cực kỳ kinh khủng, thậm chí có khả năng thay đổi toàn bộ thiên vũ giới. Phải biết rằng long tộc hậu duệ trong thiên hạ, chủng loại rất nhiều, không có 1000 cũng có 800, ngay cả thiên lĩnh long gia, cũng là lấy long đứng đầu chân linh mệnh danh tông phái. Thực lực những long tộc hậu duệ này cũng không đồng nhất, nhưng giống nhau duy nhất là nồng độ huyết mạch trực tiếp ảnh hưởng đến đẳng cấp thực lực. Tỷ như Tứ Hải Vương tộc. Là chủng tộc truyền thừa tương đối thành công, tuy rằng huyết mạch chi lực theo thời gian trôi qua từ từ suy thoái, nhưng so với long tộc hậu duệ khác mà nói, vẫn cường đại hơn nhiều lắm. Nếu xuất hiện một loại thuật pháp có khả năng trực tiếp chiết xuất huyết mạch, như vậy thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn, không chỉ có long tộc hậu duệ, bao quát những chân linh hậu duệ khác, chắc chắn sẽ tịch quyển thiên hạ, trở thành một đời tuyệt thế chủng tộc mới. Mọi người ở đây đều là cường giả đứng đầu đại lục. Thoáng cái liền nghĩ thông suốt lợi hại trong đó, sắc mặt đều rất khó coi. Phi Thanh quét mắt nhìn mọi người, khẽ cười nói. Chư vị không cần lo lắng, loại đề luyện chi pháp này cực kỳ trắc trở, hơn nữa xác suất thất bại rất cao, có thể đản sinh ra vài tên cường giả chân linh huyết dịch cũng đã nghịch thiên, là không thể nào mở rộng. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại cũng phải, nếu có phương pháp nghịch thiên như vậy, kia thật sự là thiên hạ đại loạn. Phi Thanh cười nhạt nói. Tuy rằng xác suất thất bại cực cao, nhưng những bán thành phẩm cũng phi thường tốt ha, phối hợp Phong Tử Kiệt nghiên cứu ra trung cực thể, quả thực chính là thiên y vô phùng, thành cơ khí giết chóc lý tưởng nhất. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Muốn chế ngự những quỷ tu la huyết mạch bán thành phẩm này, nhất định phải cần La Thanh Vân mang long huyết chân chính, nếu có một ngày La Thanh Vân phản bội ngươi, vậy ngươi chẳng phải thoáng cái mất đi toàn bộ. Sắc mặt Phi Thanh cùng La Thanh Vân đều kịch biến, đồng thời bắn ra lệ mang, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Trong lòng mọi người dùng mình, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu này thật là âm hiểm, thiên hạ khó dò nhất là nhân tâm. Phi Thanh đối với La Thanh Vân cũng có kiêng kỵ nhất định, bây giờ bị hắn công khai khiêu khích, sợ là lòng kiêng kỵ càng sâu hơn. Phi Thanh lạnh lùng nói, ta và Thanh Vân là quan hệ hợp tác, vừa là thầy vừa là bạn, người khích bác không được. Lý Vân Tiêu cười ha hả nói. Ta chỉ là tùy ý nói mà thôi, không cần quá để ý. Lấy trí tuệ của La Thanh Vân, tự nhiên sẽ không đi lên con đường của Khâu Mục Kiệt cùng Ninh Khả Vi. Sắc mặt Phi Thanh đại biến, tức giận nói. Lý Vân Tiêu, còn dám bịa đặt gây xích mích giữa ta cùng La Thanh Vân, bắt sống hắn, người còn lại đều giết. Sắc mặt La Thanh Vân trầm xuống nói. Vâng, chiến thương của hắn vung lên. 10 tên quỷ tu la giống to, khí tức trên người tăng mạnh, kinh thiên động địa. Phi Thanh nói, mấy người các ngươi đều trở về đi, để cho quỷ tu la hảo hảo phát huy. Vâng, Bạch Cô Đường đại hỉ, hắn vốn bị Ninh Khả Vân ép sát, đánh tiếp nữa thậm chí có khả năng tử vong. La Tình cũng thu huyền khí lại, lắc mình trở về bên người Vi Thanh, chiến hạm đã bị Đâu Suất Thiên đập nát, không thể dùng nữa rồi. Diêu Kim Lương nói, ba lão bất tử này đã bị ta kích thương, cũng phái mấy quỷ tu la thu thập bọn họ đi. Hắn ngoắc tay, Táng Vân Thú liền trở lại bên người, trực tiếp đi tới phía sau Vi Thanh, tựa hồ không muốn xuất thủ. Sắc mặt La Thanh Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong tay không ngừng đánh ra quyết ấn. 10 tên quỷ tu la hét lớn một tiếng, hóa thành 10 đạo quang mang vào tới mọi người. 6 tên trực tiếp vây quanh tam lão, điên cuồng tấn công. Số lượng nhiều gấp đôi, hơn nữa hoàn toàn là lối đánh liều mạng, trong nháy mắt liền chế trụ tam lão. 2 tên phân biệt nhằm về phía Ninh Khả Vân cùng Bạc Vũ Kình, 2 người kia trong chiến đấu đã tiêu hao không ít, lúc này đối mặt 2 gã quỷ tu la sắc mặt liền đại biến, vạn phần cảnh giác. 2 gã cuối cùng thì vây quanh Khâu Mục Kiệt, một tên kéo cái đuôi thật dài, trực tiếp quăng tới, nổi lên một mảnh điện quang. Còn có một tên 4 đầu 8 tay, mỗi tay đều nắm cửu giai huyền khí. Như là trương ngư sao bạch tuột điên cuồng khảm đến. Khâu Mục Kiệt biến sắc, lạnh giọng nói.
phân phối cho ta hai cái, thật đúng là để mắt ta a. Hắn mở ra phi dực, liền biến mất ở tại chỗ. Chỗ hắn đứng nhất thời bị đánh thành mảnh vỡ, thần thức của hai gã quỷ tu la đảo qua, đột nhiên đuổi theo. Phi Thanh cười nói, Mục Kiệt đại sư chính là người sáng tạo trung cực thân thể, công lao thiên thu, tất lưu danh sách sử, tự nhiên phải được chiếu cố. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu dị thường khó xem, cuộc chiến hôm nay, muốn toàn thân trở ra hầu như là không thể nào, sợ là tất cả mọi người phải bỏ mạng. La Thanh Vân lạnh nhạt nói, Lý Vân Tiêu, chúng ta tiếp tục đánh. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói, La Thanh Vân, thực sự muốn cùng ta đánh một trận sao? Đồng tử của La Thanh Vân đột nhiên co rụt, chiến ý vô tận bộc phát, hưng phấn nói. Ta nằm mộng cũng muốn đánh bại ngươi a, Lý Vân Tiêu, ngươi là tiêu chí của thời đại trẻ tuổi, là đỉnh phong mà tất cả mọi người muốn lướt qua a. Lý Vân Tiêu nói, tốt, ta thỏa đáng ngươi, có gan cùng ta sinh tử nhất quyết. Không chết không ngừng. Trên mặt La Thanh Vân lộ ra kinh sắc, lập tức cười như điên nói. Ha ha, ta muốn chính là chiến đấu như vậy. Sắc mặt Phi Thanh đại biến, quát. La Thanh Vân, không được hồ đồ, hắn là muốn đánh chết ngươi, sau đó để cho 10 tên quỷ tu la không người khống chế. Ánh mắt La Thanh Vân phát lạnh, lạnh lùng nói. Thì tính sao? Hắn nắm trường thương, đâm tới ngang trời, quát nói. Chiến đi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu băng lãnh, hắn đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải đánh chết La Thanh Vân, bằng không loại vật quỷ tu la này quá mức kinh khủng. Mặc dù Vi Thanh có thể làm ra La Thanh Vân thứ hai, thứ ba, đó cũng là chuyện sau này. Hơn nữa long huyết chân linh cấp khác, điều kiện hình thành nhất định dị thường hà khắc. Bằng không hắn cũng sẽ không đẩy La Thanh Vân lên làm Hồng Nguyệt Thành thành chủ. Như ngươi mong muốn, Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, đầu xuất thiên chậm rãi bay ra. Vi Thanh cùng La Thanh Vân biến sắc, hai người đều hết sức rõ ràng vật này lợi hại. Không gian dọc theo quỹ tích đầu xuất thiên phi hành đè xuống, chấn áp một mảnh bầu trời gấp khúc, La Thanh Vân đặt mình bên trong, hoàn toàn không cách nào né tránh. Quét ngang thập địa, La Thanh Vân hét lớn một tiếng, trực tiếp vén lên chiến thương, đánh tới đầu xuất thiên. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời run lên, như dòng nước bị phân liệt. Lấy đầu xuất thiên làm trung ương, tứ sắc hung hăng áp chế thương thế lại, linh áp kinh khủng hướng bốn phương tám hướng nổ ra. Chấn thân thể hai người hoảng hốt bất định. Trường thương ở trong linh áp có vẻ uốn lượn lên, khiến sắc mặt La Thanh Vân đại biến. Chân Long Pháp Thân. Hắn hét lớn một tiếng, mạnh mẽ vung trường thương, nhất thời hóa thành hình rồng phá tan thiên địa. Ầm ầm, hư không chấn vỡ, một long ảnh kết hợp với chiến thương, mạnh mẽ đâm tới Lý Vân Tiêu. Lúc này trên người của hắn bảy biện ra từng mãnh long lân, long uy càng ngày càng mạnh. Một thương kia tựa hồ vẫn chưa đem hết toàn lực, cũng đã để cho Lý Vân Tiêu cảm thấy hít thở không thông. Lý Vân Tiêu giật mình, dương kiếm chém tới. Phanh! Đại lực trực tiếp đâm rách kiếm phong, mạnh mẽ chém ở trên người, như là bị sơn nhạc đập trúng, ầm một tiếng chấn nhập vào trong đại địa. Siêu Kim Lương cười rộ lên nói. Xem ra Vi Thanh đại nhân lo lắng có chút dư thừa, thực lực của Lý Vân Tiêu này bất quá so với cửu tinh trung giai vũ đế mà thôi. Hoàn toàn không phải là đối thủ của La Thanh Vân. Sắc mặt Phi Thanh hơi dễ nhìn một chút, nói. La Thanh Vân người mang thập giai huyết mạch, ổn thắng là chuyện đương nhiên. Nhưng Lý Vân Tiêu biểu hiện cũng không bình thường, sơ suất rất dễ thua thiệt. Siêu Kim Lương than thở. Ai, xem ra ta không có cơ hội kiến thức toàn bộ lực lượng của hắn. Thật khiến cho người tiếc nuối. Phi Thanh hừ nói. Người yên tâm, thập giai thần huyết lực. Tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cách đó không xa, Hồng Nguyệt Thành Tam lão rốt cục chống không được, bị sáu gã quỷ tu la đánh thổ huyết, không ngừng giống giận, nhưng vô lực xoay chuyển trời đất. Khâu Mục Kiệt cũng khổ chiến, miễn cưỡng chống đỡ. Bạc Phú Kình cùng Ninh Khả Vân hơi khá một chút, dù sao chỉ có một đối thủ, nhưng mà quyết không thoải mái. Toàn bộ thánh vực hoàn toàn áp đảo, trong lòng mọi người kêu khổ liên tục. Lý Vân Tiêu bị trấn nhập đại địa. Liền không còn một tiếng động. Nhưng La Thanh Vân lại vạn phần cảnh giác, bởi vì trực giác võ giả để cho hắn cảm thấy không đơn giản, tựa hồ có nguy hiểm từ trong đại địa truyền ra, kích tiếp theo rất có thể sẽ kinh thiên động địa. Hắn cũng có thể cảm thụ được sát tâm của Lý Vân Tiêu đối với hắn, nhưng trong máu lại cực độ hưng phấn. Lý Vân Tiêu ngủ đông ở trong đại địa, không dám nhúc nhích,
hai tròng mắt hóa thành huyết nguyệt, lạnh như băng xuyên thấu thổ tầng, nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài, sắc mặt âm trầm, lập mưu làm sao đánh chết La Thanh Vân. Đột nhiên đồng tử của hắn co rụt, nguyệt đồng thoáng cái mở ra, dừng ở trên trời cao, lộ ra kinh sắc. Trên đại địa, Hồng Nguyệt Thành Tam Lão gặp nguy hiểm, Hồng Lão liên tục phun máu tươi, bị một gã quỷ tu la mở miệng lớn, trực tiếp cắn xé một cục xương trên vai, đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Giống. Hai gã quỷ tu la vây công Hồng Lão phát ra tiếng hô, trong tay hai người đều cầm đoản nhận, mạnh mẽ chém tới. Vẻ mặt Hồng Lão thê thảm, cười nói. Lão thành chủ đại nhân, ta đi theo ngươi a. Trong mắt hắn lóe lên thần sắc kiên định, lực lượng điên cuồng từ trong thân thể tuôn ra, vậy mà muốn tự bạo đan điền. Bang bang! Đột nhiên một đạo thải hà hiện lên, lăng không hạ xuống, hai gã quỷ tu la tựa hồ bị lực lượng vô hình đánh trúng, bị kích bay ra ngoài. Trong miệng oa oa gọi liên tục, đầu tuôn ra tiên huyết, giống giận nhìn bốn phía. Hả? Hồng Lão ngẩn người, hắn đã dẫn đốt đan điền, nhưng còn chưa kích nổ, kinh khí cường đại không ngừng kích bắn ra. Người nào? Bọn người Vi Thanh run lên, lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt âm trầm nhìn lên bầu trời. Có thể lặng yên không một tiếng động, một chiêu đẩy lùi hai gã quỷ tu la, kia quyết không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ thấy một mảnh vân thải ngừng lại, kim ba nhộn nhạo, trắng xóa phiêu miểu. Cuộn sóng khi tụ khi tán, từng sợi lượn lờ, một đoàn hồng quang chậm rãi hiện lên, mơ hồ có bóng người bên trong. Là ngươi? Thân thể Diêu Kim Lương kịch chấn, lộ ra kinh sắc. Sắc mặt Phi Thanh cũng đại biến, thoáng cái âm trầm, hàn mâu như xương. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn đã thấy rõ nhân ảnh trong hồng quang. Hồng quang hạ xuống, hóa ra hai đạo thân ảnh một nam một nữ, Phượng Biểu Long Tư, đều là người bất phàm. Nam tử một thân tơ lụa tuyết trắng, huyền văn vân tụ, dung nhan như ngọc, thần vận siêu nhiên. Cặp kia mâu trong suốt sáng sủa, nhẹ giọng ngâm. Chiêm kỳ đồ áo, lục trúc bằng trách, có phỉ quân tử, bằng kim bằng tích, bằng khuê bằng bích. Sao tại hạ bó tay, ai biết chỉ dùm. Nữ tử mặc dù phong thái không bằng, nhưng mà nho nhã thoát tục, tự có khinh linh chi khí, cười yếu ớt ngâm. Đào chi yêu yêu, có tào kỳ thực, ngã diệp chăn chăn, sáng quắc ngã hoa. Hai người tuyệt thế mà độc lập, có loại phong thái siêu nhiên, khiến người ở đây đều tĩnh lặng lại, ngay cả quỷ tu la cũng hung ác nghiêm mặt, hung hăng nhìn hai người chằm chằm. Diêu Kim Lương cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Bọn họ mới vừa nói là có ý gì? Sao đi gì, phải, ta cũng muốn hỏi. Vi Thanh âm trầm, hừ một tiếng nói. Nam nói mình rất tuấn tú, nữ nói mình rất đẹp. Đi gì, sặc. Diêu Kim Lương mặt đầy hắc tuyến, dùng tay chỉ hai người quát. Ngọc công tử, huynh muội các ngươi còn muốn làm trò. Người tới chính là Đoan Mộc Hữu Ngọc cùng muội muội của hắn Đoan Mộc Thương. Đoan Mộc Hữu Ngọc khẽ cười nói. Diêu Kim Lương. Nhiều năm không gặp, ngươi và con thú của ngươi lớn lên càng ngày càng giống. Diêu Kim Lương lạnh giọng nói. Ngươi dám ngục mạ ta. Vi Thanh mặt âm trầm, nội tâm phiền muộn không thôi, có loại cảm giác không ổn nói. Đoan Mộc Hữu Ngọc, ngươi tới nơi này làm gì? Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Lúc này xuân về hoa nở, cảnh sắc mê nhân, là mùa ra ngoài du ngoạn thật tốt ha. Ở Trường Thiên quá lâu, rất là nhàm chán. Ta cùng xá muội ra đây giải sầu. Vi Thanh lạnh lùng nói. Giải sầu xong chưa, xong rồi có thể lăn. Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu nói. Muội muội, đi thôi. Đoan Mộc Thương cười nói, thân ảnh lóe lên, liền rơi ở phía xa, hai tay bấm niệm thần chú, một cái bóng lam sắc nổi lên, chính là thủy nguyên tố biến hóa. Nguyên tố biến hóa tiến tới, bế thi thể Ninh Khả Vi lên. Động tác này lập tức làm cho mọi người ngất lịm. Ngọc công tử mau cứu cha ta. Một hồng ảnh bay tới, chính là Ninh Khả Vân, mặt đầy nước mắt, thoáng cái nắm tay của Đoan Mộc Hữu Ngọc, nức nở nói. Nghe nói Ngọc công tử thần thuật vô song, không những biết được quá khứ vị lai, còn có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Đoan Mộc Hữu Ngọc chê cười nói. Biết quá khứ vị lai, cải tử hồi sinh, cái này. Coi như là thần cũng làm không được a. Ninh Khả Vân xứng người, chẳng biết làm sao mới tốt. Nàng cũng không phải người điên, loại sự tình khởi tử hồi sinh này đích xác không có cách nào tin, nhưng chỉ là trong lòng ôm một tia kỳ vọng. Đoan Mộc Thương nói. Ca ca, được rồi. Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu,
hướng Ninh Khả Vân nói. Ngươi không cần quá mức bi thương, ta và Ninh đại nhân còn có một đoạn nhân quả, trước mang hắn đi. Không được đi. Bỗng nhiên Vi Thanh quát, trong mắt bắn ra hàn mang. Buông thi thể Ninh Khả Vi xuống. Hàn khí nhất thời lan tràn, Vi Thanh vùng tay lên, sáu gã quỷ tu la vây công Tam lão chấp động, vây quanh Đoan Mộc Thương, mắt lộ ra hung quang. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Vi Thanh đại nhân, người đã chết, để cho ta mang đi cũng không được sao? Không được. Vi Thanh lạnh lùng nói, mặt không biểu tình. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra Ninh Khả Vi thật đã chết, hơn nữa một kích Tam Thanh Quy Nguyên trước kia, uy lực có thể so với tự bạo đan điền, muốn sống lại là tuyệt không có khả năng. Nhưng Đoan Mộc huynh muội đột nhiên xuất hiện cùng hành động quái dị như vậy, để cho nội tâm của hắn không yên. Đoan Mộc thế gia từ trước đến nay vô cùng thần bí, hành động đều xuất quỷ nhập thần, hắn cũng nghe qua loại tin đồn biết quá khứ vị lai, khởi tử hồi sinh này, tuy nói không thể tin, nhưng vạn nhất là thật, vậy phiền phức có thể to lắm. Đoan Mộc Hữu Ngọc khẽ cười nói. Ninh đại nhân xác thực đã chết, chẳng lẽ Vi Thanh đại nhân cùng Diêu Kim Lương đại nhân còn không tin được nhãn lực của mình sao? Vi Thanh nói. Ninh Khả Vi phản bội bổn tọa, mặc dù chết cũng không thể để cho hắn đơn giản ly khai, phải răn đe. Ninh Khả Vân Bi vẫn nói. Ngươi tên xúc sinh này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười ha hả nói. Đoan Mộc thế gia cùng Ninh đại nhân từng có một đoạn sâu xa, Vi Thanh đại nhân nể tình, để cho ta mang hắn đi a. Vi Thanh khổ sở nói. Mặt mũi của Ngọc công tử tự nhiên là phải cho. Như vậy đi, ta chém đầu của hắn xuống răn đe, Ngọc công tử liền có thể mang hắn đi. Cái gì? Ninh Khả Vân lạnh lùng nói. Vi Thanh, ngươi không chết tử tế được. Hồng Nguyệt Thành Tam lão cũng căm hận, tức đến cả người run rẩy.